Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 55. Tiêu, đất khô cần cửa số 2 thủ lĩnh, Mô Đần đại nhân. T, người trong phòng họp sau khi nghe xong, tất cả đều mạnh hít một hơi lãnh khí. Làm cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội kinh khủng nhất đỉnh cấp một trong những thế lực, hai đại hắc ám nghiệp đoàn một trong, đất khô cần cửa cường đại cùng khủng bố. Sicily gia tộc đám người đương nhiên là nhất thanh nhị sở, cùng đối phương so với, gia tộc bọn họ hoàn toàn giống như là cái nhỏ yếu đến không còn sức đánh trả chút nào trẻ con. Chớ nói chi là hiện tại điện thoại tới còn là Mô Đần đại nhân. Có người nói hắn lần này đều đã là đột phá đến rồi dị năng trong truyền thuyết người SSS cấp. Đây là khái niệm gì? Như vậy cường đại tồn tại, muốn đối phó bọn họ Sicily gia tộc, hoàn toàn hãy cùng, sáng hôm nay ta nghĩ ăn cây táo, đơn giản như vậy. Thời gian của một câu nói tự hoàn toàn có thể đối phó. Mà trên thực tế, cũng là như vậy, Mô Đần bên kia cũng chính là tối hôm qua, cùng Trần Phi vậy, tiện tay đẩy đi ra vài điện thoại. Đem ý niệm của mình truyền xuống phía dưới, liền có sáng nay cái này chấn kinh rồi toàn cầu thế nhân một màn phát sinh. Đây cũng là năng lượng của hắn. Dĩ nhiên, phương diện này cũng không hoàn toàn đúng một mình hắn công lao. Còn có Myers-Dopp, thậm chí thần thánh giáo duyên giáo hội vân vân chờ đã. Đỗ Tân đại chủ giáo trước mơ hồ đem Trần Phi đắc tội, hiện tại cũng là muốn tu bổ quan hệ. Có thể, nhưng vì cái gì a? Chúng ta Sicily gia tộc chưa từng có mạo phạm quá hắn, vì sao Mô Đần đại nhân hiện tại muốn đi gặp gia tộc bọn ta động thủ? Hồi lâu sau, rốt cục có người chân thực không nghĩ ra đến tột cùng là vì sao? Dung giọng nói, bọn họ Sicily gia tộc luôn luôn đều là rất có, tự mình hiểu lấy, chẳng bao giờ mạo phạm quá, đất khô cằn cửa, như vậy đỉnh cấp thế lực lớn, dù cho một lần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Mô Đần đại nhân lại tại sao muốn hướng gia tộc bọn họ động thủ a? Đây tột cùng là vì sao? Leng keng đinh. Trong lúc bất chợt, từ hốc mắt hãm sâu nam tử đeo Piero trong lòng vang lên rầm rĩ nháo chuông điện thoại di động, tại đây châm rơi âm thanh động đất có thể nghe vắng vẻ trong phòng họp, có vẻ phá lệ chói tai. Cũng sợ đến ở đây tất cả mọi người cả người run rẩy. Sau đó, chỉ thấy ở đây ánh mắt mọi người đều ở đây trong nháy mắt, không gì sánh được run rẩy hướng về Del Piero trong ngực điện thoại di động nhìn lại. Người sau cũng là cả người run lên bần bật, lấy điện thoại di động ra, nhìn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số, tay run được lợi hại hơn. Bởi vì điện thoại trên màn ảnh biểu hiện số điện thoại, chính là trước đất khô cằn cửa Mô Đần đại nhân đánh tới. Tộc trưởng đại nhân, các vị nguyên lão đại nhân, vâng, là Mô Đần đại nhân điện thoại. Hốc mắt hãm sâu nam tử đeo Piero cơ hồ là dùng thanh âm nức nở chậm rãi đều. Đang nói vô cùng chiến. T. Nghe vậy, mọi người tại đây vừa tái phát phá sản hút lương khí thanh. Bọn họ hiện vào thời khắc này hầu như đồng thời vang lên, sáng nay bọn họ Sicily gia tộc bị tai nạn. Đất khô cằn cửa, tựa hồ quả thật có năng lực này làm được a. Tiếp, còn đứng ngây đó làm gì? Mau nhanh cho ta chuyển được điện thoại a. Sau đó chỉ thấy cường đại huyết tộc gầm hét lên, trước mắt run. Không có biện pháp, Mô Đần đại nhân tự mình gọi điện thoại tới, hắn làm sao có thể có lá gan dám không tiếp. Hơn nữa, kỳ thực hiện ở trong lòng hắn mặt hoàn hảo giống như có ôm một ít hy vọng. Nói không chừng, sự tình không hỏng bét như vậy ni. Vâng, vâng, ta đây kết nối. Hốc mắt hãm sâu nam tử hàm răng hung hăng một cắn, nhận nghe điện thoại. Này! Sau đó ngay tức khắc liền từ khuếch đại âm thanh trong ống vang lên một đạo nhàn nhạt lạnh lùng thanh. Tôn kính mà vừa vĩ đại Mô Đần đại nhân, người khỏe. Ta là Sicily gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, áo lợi mục An Kỳ, không biết có cái gì có thể hỏi ngài ra sức. Làm nhàn nhạt lạnh lùng thanh truyền đến sau, trong bóng tối cường đại huyết tộc không khỏi cả người run lên, sau đó không gì sánh được run cùng sợ hãi. Hắn trước đây nghe qua Mô Đần thanh âm, vì vậy có thể xác định. Đây đúng là Mô Đần đại nhân bản thân. Áo lợi mục An Kỳ, ta giống hệt đúng đối với tên này có chút ấn tượng, bất quá quên đi, ta ngày hôm nay gọi điện thoại đến cũng không phải với ngươi tự cựu. Sớm lễ vật, các ngươi Sicily gia tộc hẳn là nhận được đi. Từ microphone nội truyền đến Mô Đần nhàn nhạt lạnh giọng. Nghe thế, áo lợi mục An Kỳ cùng với ở đây sở hữu Sicily gia tộc nguyên lão đều cả người run lên. Không nghĩ tới cư nhiên thực sự là Mô Đần đại nhân hướng gia tộc bọn họ ra tay. Đáng chết,
tại sao có thể như vậy a? Mã, Ngô Đần đại nhân, ta không rõ. Là gia tộc bọn ta đâu không cẩn thận mạo phạm đến ngài sao? Áo Lợi Mục An Kỳ cả người run nửa ngày, mới cẩn cẩn rực rực cắn răng nói. Mạo phạm đến ta, nếu mạo phạm đến ta ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Có thể Ngô Đần lại thì ra là như vậy hồi đáp, mọi người lại là tâm lạnh. Mã, Ngô Đần đại nhân, ta, có chút không rõ người ý tứ. Một lát sau, Áo Lợi Mục An Kỳ còn nói thêm. Trong lòng cảm giác càng phát ra không ổn. Không rõ, không rõ ta đây sẽ nói cho người biết đi, các người Sicily gia tộc còn có Nhật Bản Aso gia tộc, có đúng hay không hai ngày trước đã chết hai người người. Để việc này, hai người các ngươi nhà còn chuẩn bị liên hợp lại hướng Brett gia tộc hạ thủ. Nghe thế, Áo Lợi Mục An Kỳ trên mặt thần sắc bỗng nhiên đổi đổi, có chút khúm núm, khó có thể tin nói mã, Ngô Đần đại nhân, chẳng lẽ là bởi vì Brett gia tộc bên kia? Bọn họ, dĩ nhiên không phải bọn họ, là hắn các hiện tại cũng không tư cách hướng ta Ngô Đần cua tay múa chân. Quên đi, ta minh bạch điểm giờ, nói đi, chuyện này, liên lụy đến một vị thân phận cực kỳ đặc thù siêu cấp lớn nhân vật. Nói chung hai người các ngươi nhà nói các ngươi không may cũng tốt, không đi vận cũng được, bất quá dù thế nào các ngươi lần này là đem thiên đô đâm, vì vậy cũng đừng nghĩ theo có thể cho dù tốt tốt xong việc. Ngô Đần nói thẳng. Người khác không biết Trần Phi Trần tiên sinh là bản lãnh gì, lẽ nào hắn Ngô Đần còn không biết sao? Trước tại nơi trong phong ấn, thế nhưng ngay cả quái vật kia đều bị Trần tiên sinh cho làm thịt, mà bây giờ cái này cái gì Sicily gia tộc, Aso gia tộc lại dám trêu chọc đến Trần Phi Trần tiên sinh trên đầu, cái này không phải là mình muốn chết sao? Đáng đời không may. Cực kỳ, siêu cấp lớn nhân vật. Đem thiên đồ đâm. T. Mà đang nghe Ngô Đần bực này, chấn động nhân tâm, thậm chí hoàn toàn đủ để nói là kinh khủng nói, nghe được đường đường Ngô Đần đại nhân đều phải xưng hô vị kia đặc thù bởi vì siêu cấp lớn nhân vật, Sicily gia tộc một nhóm người trực tiếp trong nháy mắt là ngây người. Một hơi thiếu chút nữa sẽ không có thể đề lên, sau đó sắc mặt vô cùng tái nhợt, cả người đều đang run rẩy. Trên, Thượng Đế A. Đến tột cùng là hạng tồn tại mới có tư cách làm nổi hiện nay Ngô Đần đại nhân xưng hô như thế. Siêu cấp lớn nhân vật. Lẽ nào đối phương còn có thể là thần thánh giáo duyên giáo hội, hoặc là hắc ám thần điện giáo hoàng? Nếu không bằng Ngô Đần đại nhân hiện thực lực hôm nay, cùng thân phận. Cái này đến tột cùng làm sao có thể a? Vâng, mã, Ngô Đần đại nhân ta hiểu được. Chúng ta Sicily gia tộc, hiện tại phải nên làm như thế nào? Sau một hồi, Áo Lợi Mục An Kỳ lòng tràn đầy khổ sở nói. Phản kháng. Bọn họ loại này nhị lưu căn bản cũng không có tư cách phản kháng. Bởi vì hoàn toàn chính là tự tìm tử lộ, vì vậy, cũng chỉ có thể thành thật nắm lỗ mũi bị. Nói không chừng như vậy còn có thể có một đường sinh cơ. Người minh bạch là tốt rồi, cũng tiết kiệm ta phiền phức nói nhảm nhiều. Trần ý của tiên sinh, nếu như các ngươi có thể thức thời, hối cải để làm người mới, ngược lại cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đem bọn ngươi Sicily gia tộc tất cả tài phú đều quyên tặng cho Hoa Hạ, sau đó các ngươi gia tộc người lại thành thật tìm cái hẻo lánh điểm, giờ, địa phương, hối cải để làm người mới 2 năm, chuyện này cũng không tính là đi qua, nghe hiểu sao? Ngô Đần nhàn nhạt nói rằng, sở hữu tài phú, Hoa Hạ sao, ta hiểu được, Ngô Đần tiên sinh, ta bên này biết nên làm như thế nào? Mà đang nghe Ngô Đần những lời này, Áo Lợi Mục An Kỳ phản xạ có điều kiện đầu tiên là sửng sốt. Sau liền lập tức không chút do dự gật đầu đáp ứng nói. Tiền không có, hoàn toàn có thể về sau sẽ chậm chậm một lần nữa tích lũy trở về. Mà nếu mất mạng, vậy thực sự cái gì hết thảy đều không có. Ít nhất, bây giờ đối với phương trả lại cho hắn các để lại một gia tộc mệnh a. Mà đối phương như vậy cao độ cùng thân phận, có thể cho bọn hắn giải thích lâu như vậy, còn để lại một gia tộc mệnh, đã coi như là rất tốt. Còn xa cầu cái gì? Vì vậy sau đó liền có thứ nhất chấn kinh rồi toàn cầu thế giới tin tức truyền ra. Trước chịu khổ lực lượng kinh khủng tập kích Italia theo danh Mafia gia tộc, Sicily gia tộc, cư nhiên đột nhiên mặt hướng toàn cầu mời dự họp ký giả buổi họp báo, đem gia tộc của chính mình còn sót lại, giá trị mấy trăm ức đồng euro thiên sang bách khổng xí nghiệp, tất cả đều không ràng buộc quyên tặng cho Hoa Hạ. Cái này tắc tin tức vừa ra, toàn cầu ồ lên. Nhân vi căn bản cũng không có bất cứ người nào có thể muốn đến bây giờ như thế vừa ra. Dù sao coi như là muốn quyên tặng,
cũng có thể là muốn quyên cho Italia à. Chẳng lẽ trước công kích Sicily gia tộc lực lượng kinh khủng, là Hoa Hạ phía chính phủ chánh phủ lực lượng. Nhưng này cũng không đúng, không có khả năng à. Coi như là Hoa Hạ cũng không có khả năng có thể điều khiển nhiều như vậy Âu Châu quốc gia đi. Hơn nữa, đây hết thảy Italia, Mỹ có thể dễ dàng tha thứ kỳ phát sinh. Ngay tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Italia còn có toàn cầu lớn nhất bá chủ, Mỹ nước Cộng Hòa lúc, mọi người lại độ sợ hãi phát hiện. Hai quốc gia nhưng thật giống như là ở trong chớp nhoáng này theo chân bọn họ sinh hoạt tại không đồng dạng như vậy thời không vậy. Dám thí đều không để xuống một cái. Lẽ nào bọn họ thật là có thể dễ dàng tha thứ, cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cái này không khoa học đi. Vì vậy, toàn thế giới rơi vào ổ lên trong. Người của các nước thế giới đều ở đây đều nghị luận sôi nổi. Mà tại cái này nghị luận sôi nổi trong, bị toàn cầu tài phú tuần san bầu thành thế giới cực mạnh trăm cường xí nghiệp một trong, Nhật Bản theo danh thương nghiệp đế quốc ASO thương chuyện bụi cây thức công ty, cùng với âm thầm ASO gia tộc bị sụp đổ, phá vỡ hủy diệt tin tức, cũng ở đây nghị luận sôi nổi trong mọc lên, sau đó cấp tốc lặng yên không hơi thở bị vùi lấp. Chỉ để lại thật sự hiểu chuyện này có kinh khủng bực nào người, tại nơi hoảng sợ không ngớt. Khó có thể tin. Nhật Bản tứ đại dưới đất hắc ám vương giả một trong những gia tộc ASO gia tộc, cứ như vậy một đêm gian, bị người cho hủy diệt. Trên thực tế, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng còn là cho bọn hắn cơ hội, chỉ tiếc bọn họ lại nguyện ý tiếp thu, tuyển trạch phản kháng, sau cùng bị vừa vặn dự định, hiến hiến ân tình, thần thánh giáo duyên giáo hội Đỗ Tân Đại chủ giáo cho tự mình dẫn người đi Nhật Bản diệt. Lấy hắn SSS cấp quang minh thánh ma đạo thực lực. Đến Nhật Bản cái loại địa phương đó, tự nhiên là đi ngang. Vô địch, mặc dù vô địch không được, cũng đừng quên phía sau hắn còn có cái riêng lớn thần thánh giáo duyên giáo hội. Tự Nhật Bản này cái gọi là âm dương sư, ninja, cũng không dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Đi trêu chọc tại đây toàn thế giới lực lượng đều hoàn toàn đủ để xếp hạng hàng đầu thần thánh giáo duyên giáo hội. Bọn họ lại không phải người ngu, đương nhiên rất rõ ràng, không khả năng kia. Cũng không cái kia cần phải. Những thứ này đều là nói sau, không hề đề cập. Làm toàn bộ thế giới cũng còn để chuyện này nghị luận sôi nổi lúc, một trận trên thế giới này hiện giai đoạn cao cấp nhất tư nhân máy bay, đã là từ Brett gia tộc lãnh địa trong xuất phát, hướng về đại dương bỉ ngạn Hoa Hạ bay đi. Hiển nhiên có lần này chuyện này sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng lười nói cái gì nữa là mã ngồi quốc tế hàng không, thẳng thắn là nhượng lão Brett chuẩn bị một trận tư nhân máy bay. Trực tiếp đưa hắn tống về nước đi. Mà cái này, cũng tiêu chí theo hắn lần này dị quốc tha hương cuộc hành trình, chính thức hạ màn. Nếu bàn về thu hoạch nói, lại coi như là bành mãn bát đầy. Vô luận là hắn hiện nay luyện khí lục trọng tu vi, còn là trận kinh không linh hồn thể, rời thật lô, tám cung huyền tháp vân vân chờ đã. Sợ rằng đều là bất kỳ một cái nào ở địa cầu này người tu chân tha thiết ước mơ. Vô giá. Hơn nữa tối trọng yếu là, ngoại trừ cái này ở ngoài, hắn vẫn còn cái này dị quốc tha hương để lại một đoạn tình trái a. Người nữ nhân kia coi như không tệ, cư nhiên chính mình liên ở Kiềm Nam quốc gia cổ đều có chút hiếm thấy thanh quang linh thể, hơn nữa người cho nàng lưu lại vài thứ kia, không nói khác, tại đây tiểu thế giới tu luyện tới luyện khí 6 thất trọng tuyệt đối không nhiều lắm vấn đề. Trên phi cơ, Trần Phi Thức Hải nội trận kinh không chậm rãi nói. Hiển nhiên. Liên hắn đều có chút vô cùng kinh ngạc Apple cư nhiên có thể có được thanh quang linh thể. Bởi vì cái loại này thể chất mặc dù là ở Kiềm Nam quốc gia cổ, đều có chút hiếm thấy. Nguyên lai tự lúc trước Trần Phi cùng Apple cáo biệt lúc đầu chỉ là linh quang lóe lên ý niệm trong đầu, lại vui mừng ngoài ý muốn phát hiện Apple cư nhiên chính mình liên tại tu chân giới đều có chút hiếm thấy linh thể thanh quang linh thể. Loại này thể chất nếu là xuất hiện ở tu chân giới, đây chính là hoàn toàn có thể thử bồi dưỡng. Trùng kích một chút trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được loại này thể chất có thật lợi hại. Đồng thời, tối thiểu vậy cũng là cho chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu giải quyết xong nhất kiện phiền toái phiền lòng chuyện. Không cần lo lắng nữa hắn sau khi rời đi Apple thọ nguyên vấn đề. Mà những thứ khác bảo đảm, làm lại chính là Myers Dock, Modern, thần thánh giáo duyên giáo hội như vậy phương Tây hắc ám thế giới bá chủ. Có bọn họ ở. Ngược lại cũng thật không cần lo lắng trên địa cầu này lại có cái gì người, có thể uy hiếp được Apple. Có thể nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa không khỏi nhớ lại hai người khác, với hắn mà nói không gì sánh được người trọng yếu. Một là mẹ của hắn, Lâm Linh,
thứ hai là sư phụ của hắn, Minh Đạo Xuyên. Hắn nếu là muốn quyết định đi đã qua tu chân giới dốc sức làm, tối thiểu hay là muốn trước đem hắn mụ mụ Lâm Linh, Thọ Nguyên giải quyết vấn đề, mới được. Bởi vì hắn cũng không muốn lần sau trở về, chỉ thấy đến mẹ của mình đã là tóc trắng xóa, vậy thực sự, quá bất hiếu. Hắn không có biện pháp làm được chuyện như vậy. Tiền bối, người nói có biện pháp nào có thể để cho mẹ ta Thọ Nguyên thêm nhiều hơn chút. Ngoại trừ này có thể tăng trưởng người Thọ Nguyên hiếm thấy linh dược, trên địa cầu này, sợ rằng quá khó khăn tìm. Suy nghĩ một chút, Trần Phi tự chân thực có chút đau đầu, sau đó càng nhìn không được hỏi. Đơn giản nhất biện pháp chính là để cho nàng tu luyện. Chỉ cần mẹ ngươi có thể tu luyện, lại chống được ngươi có tư cách mặt trên lúc trở lại, tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Tại tu chân giới, tuy nói có thể tăng trưởng thọ nguyên các loại linh dược, thánh dược, thần dược, đồng dạng cũng rất hiếm thấy, nhưng tối thiểu so với cái này cằn cỗi tiểu thế giới dễ đạt được hơn, cũng càng có hiệu quả. Trần Kinh không bình thản nói rằng, hiển nhiên, Trần Phi cho sớm hắn kể ra quá băn khoăn của mình. Vì vậy hắn hiện vào lúc này cũng không hiện lên xa lạ, cùng kỳ quái. Dù sao lại nói tiếp, vậy cũng là nhân chi thường tình đi. Chỉ là, loại này thường tình nhưng thật giống như cách hắn Trần Kinh không đã rất xa xôi, rất xa vời, ha ha. Có thể mẫu thân ta nàng, thật có thể đủ tu luyện sao? Thế mà nghe vậy Trần Phi lại vẫn còn có chút khuôn mặt u sầu. Bởi vì hắn hiện tại lo lắng nhất, chính là hắn mẫu thân không thể tu luyện. Tương giác dưới, sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên tình huống tự phải tốt hơn nhiều, đã bắt đầu chuyển tu, sửa tu chân công pháp luyện thể, chín hồn đoán thể quyết, hơn nữa, còn nhớ rõ hắn lần trước lúc rời đi, đều tốt giống như đã sắp thành công đi. Leng keng đinh. Bất quá ngay chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này chính phiền não, điện thoại của hắn tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Trần Phi lấy ra nữa vừa nhìn, gặp mặt trên biểu hiện lại là Hứa Đông Điền Hứa lão điện thoại. Khóe miệng không khỏi câu dẫn ra lau một cái mỉm cười. Vị lão nhân này nhưng thật ra hạng nhất cùng hắn rất hợp, bất quá, hắn đột nhiên này điện thoại là. Này, tiểu tử thối, là ta, mấy ngày nay ở Italia xảy ra nhất kiện chuyện rất kỳ quái tình, còn có Nhật vốn cũng là, người biết không? Điện thoại vừa tiếp thông, Hứa lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện rất kỳ quái tình. Nghe vậy Trần Phi nao nao, chợt không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Nói rằng ta đây đang ở từ Italia bay trên đường trở về. Hứa ra ra người cái này đều đoán được là ta. Bên đầu điện thoại kia, Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử nghe vậy hai tròng mắt tinh mang lóe lên, chợt nhịn không được ngửa đầu cười ha ha lên, một lúc lâu mới lên tiếng ta cũng biết là tiểu tử ngươi làm chuyện tốt. Tuy rằng nghe nói là cái cục diện rối rắm, bất quá mấy trăm ức đồng euro cục diện rối rắm cũng là không tệ, vừa vặn có thể cho chúng ta hóa giải một chút áp lực. Ta ở điều này đại biểu những lão gia hỏa kia, cảm ơn ngươi. Hứa ra ra ngươi lời này cũng có chút quá khách khí. Ta cũng là người Hoa nha. Bất quá, người lão chuyên gọi điện thoại đến, là vì chuyện này sao? Trần Phi hỏi. Xem như là, cũng coi như không phải là. Ngươi bây giờ đang bay hồi quá trên đường tới. Vậy mau chóng tìm cái đã đến giờ kinh thành đến một chuyến đi. Ngươi không phải là vẫn muốn hiểu rõ chuyện bên kia sao? Bọn họ lần này đã phái người đến, từ hôm nay coi là khởi, cũng chỉ có 7 ngày. Bọn họ, vân vân chờ đã, Hứa ra ra ngươi nói chẳng lẽ là. Nghe vậy Trần Phi bỗng nhiên sửng sốt, chợt trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia tinh mang. Không sai, chính là ngươi nghĩ những người đó, có thể hẳn là xưng hô bọn họ vi luyện khí sĩ. Hơn nữa bọn họ viện sinh hoạt địa phương, cũng tốt giống như theo chúng ta không ở một cái thế giới. Cũng bỏ lỡ lần này cơ hội, bởi vì tiếp theo, chính là 12 năm sau. Làm đã từng nước Cộng Hòa đứng đầu nhất đại thụ che trời, công huân lão nhân, Hứa lão gia tử hiển nhiên cũng hình như là biết một sự tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếp theo là 12 năm sau sao? Ta hiểu được, Hứa gia gia, ta đây tựu ngay tức khắc đi kinh thành tìm ngươi. Trần Phi chậm rãi nói. Sau đó chỉ thấy kỳ cúp Hứa lão gia tử điện thoại. Hiển nhiên, hắn cũng quả thực không nghĩ tới Hứa lão gia tử gọi điện thoại tới ý đồ đến, cư nhiên sẽ là cái dạng này. Bất quá, trong lòng của hắn cũng còn có cái nghi hoặc. Tại sao có 12 năm ni? Hắn tự lẩm bẩm. Từ Italia ngồi tư nhân máy bay phản hồi quốc nội sau, Trần Phi lập tức đi tới kinh thành. Xem hắn đi tới Hứa gia tứ hợp viện sau,
Hứa Đông Điền, Hứa lão gia tử đã ở phía sau viện trong lương đình chờ hắn. Ngoại trừ Hứa lão gia tử ở ngoài, không có bất kỳ người nào khác. Đã trở về, tiểu tử thối, tùy tiện ngồi đi. Mà khi Hứa lão gia tử nhìn thấy Trần Phi sau khi tiến vào viện chòi nghỉ mát sau, nguyên bản còn có chút bỗng nhiên già nua khuôn mặt, đúng là bỗng nhiều hơn, lau một cái mỉm cười, cười khanh khách nói. Hứa gia gia tốt, nhìn vị kia nước Cộng Hòa hiện nay còn sống đại thụ che trời, công huân đại tướng, dù là Trần Phi loại tính cách này, cùng với hiện thực lực hôm nay cùng cảnh giới, cũng vẫn là không nhịn được trong lòng hiện ra lau một cái kính ngưỡng cùng tôn kính màu sắc. Sau đó chỉ thấy Kỳ Tất cung tất kính hướng về Hứa lão gia tử cung kính khom người, vừa cười vừa nói. Người tiểu tử thúi này trả lại cho ta tới đây bộ. Ha ha, nghe vậy thấy thế Hứa lão gia tử tự nhiên hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó trên mặt hắn nụ cười sáng lạng cũng càng ngày càng sâu. Híp mắt trêu ghẹo. Đây không phải là rất lâu đều không gặp lão nhân gia ngươi sao? Hứa gia gia, gần nhất thân thể thế nào? Nghe vậy Trần Phi vừa cười ngồi xuống, một bên kéo việc nhà. Còn chưa phải là như cũ, bất quá, quả thực nếu so với trước thân thể cốt lưu loát hơn, chỉ là vẫn có thể lưu loát bao lâu, ta bộ xương già này cũng không biết lạc. Quên đi, bất quá cái này, Italia chuyện kia thực sự là đa tạ ngươi, ngươi cũng đừng trách ta lải nhải, là mặt trên này tại vị tên xin nhờ ta. Hứa lão gia tử hơi cảm thán một tiếng, chợt vừa nhắc lên trước Italia chuyện tình. Mặc kệ nói như thế nào, tiền gì không vấn đề tiền, kỳ thực đều là thứ nhì, chủ yếu nhất là lần này chuyện này làm bọn hắn Hoa Hạ tại thế giới các quốc gia trước mặt, thật to uy phong một thanh, đây mới là mấu chốt nhất. Vì vậy mặt trên đang vì mấy vị kia, mới sẽ đích thân xin nhờ Hứa lão gia tử chuyển đạt những lời này. Tối thiểu vậy cũng là một loại thái độ, không đến mức khiến có công thần liên câu cảm giác đều nghe không được. Hứa gia gia, tất cả nói không cần thiết, dù sao như thế nào đi nữa nói. Ta đều là một cái đường đường tránh tránh người Hoa. Đây là ta phải làm. Ngươi cái này tư tưởng giác ngộ nhưng thật ra hẳn là, chỉ là, có chút đáng tiếc, nếu là ngươi, tiểu tử có thể tòng quân tham tránh, đó không phải là. Nghe vậy Hứa lão gia tử cặp kia già nua trong con ngươi chớp động lau một cái tinh mang, bất quá rất nhanh thì ảm đạm rồi xuống tới, thở dài nói. Cái này đương nhiên quả thực không có biện pháp. Nghe vậy, Trần Phi đem hứa lời của lão gia tử cắt đứt. Chậm rãi nói Hứa gia gia ngươi cũng nên biết ta. Một là thân phận của ta cùng người thường không quá vậy, thứ hai là tâm tư của ta cũng căn bản không có ở phía trên này. Rồi hãy nói chúng ta Hoa Hạ nếu muốn ở địa cầu này quật khởi, bước trên Trung Quốc đỉnh, chỉ có một mình ta cầm khẳng định tuyệt đối là xa xa không đủ. Quốc gia quật khởi, thủy chung là cần nhân dân cả nước quật khởi, cùng xuất lực A. Hơn nữa hiện nay quốc gia chúng ta tình huống như vậy, vừa khó không là một loại ma luyện. Tốt một câu, quốc gia nội dung vở kịch, là cần nhân dân cả nước quật khởi, cùng xuất lực, tốt một câu, một loại ma luyện. Không nghĩ tới người tiểu tử thúi này lại còn có thể so với ta bộ xương già này, còn thấy xa hơn, rõ ràng hơn một ít a. Nhưng thật ra ta có một ít để tâm vào chuyện vụn vặt. Nghe vậy Hứa lão gia tử cả người chấn động, sau đó cặp kia già nua con ngươi nổ bắn ra ra lau một cái lệ màu, nói. Đâu, kỳ thực ta không muốn tòng quân tham tránh. Cũng còn có một phần là bởi vì tự ta nguyên nhân. Hứa gia gia ngươi nên biết ta là một gã luyện khí sĩ đi. Cái gọi là luyện khí sĩ, kỳ thực cũng tương đương với cổ thời điểm người tu đạo, nếu là dục vọng điền hác, đó là rất có thể rơi vào tâm ma đột kích vạn trượng thâm nguyên trong. Đến lúc đó trái lại quốc gia khả năng còn có thể có phiền phức. Vì vậy, có một số việc nếu đụng phải, cũng thì thôi, tùy tâm quản quan tâm, có thể nếu là không có đụng tới, vậy cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Trần Phi chậm rãi nói, tâm ma là người tu chân địch nhân lớn nhất, điểm ấy không giả, có thể hắn hiện tại lời nói này có bao nhiêu làm người ta có thể tin độ, đó chính là không biết. Bất quá, tổng còn là cần một cái lấy cớ đi. Cho dù là lời nói dối có thiện ý, các ngươi luyện khí sĩ gì đó ta cũng không hiểu, bất quá tiểu tử ngươi nếu đều nói như vậy, ta đây bộ xương già này cũng không cưỡng cầu nữa. Tốt rồi, nói tránh sự đi, Hứa lão gia tử nghiêm sắc mặt. Nguyện nghe kỳ tường, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt cũng là nghiêm. Hiển nhiên, đây mới là hắn lần này tới kinh mục đích thực sự. Trên thế giới này sợ rằng cũng không chỉ có chúng ta một quả địa cầu, mà là tồn tại những thế giới khác, điểm này ngươi sợ rằng so với ta rõ ràng hơn một ít đi. Bọn họ người bên kia cách mỗi 12 năm sẽ gặp từ bên kia cái thế giới kia quá tới một lần,
chọn nghe nói là có thiên phú tu luyện người, đi đã qua bọn họ bên kia thế giới. Mà cái thế giới kia, từ bên kia tới được người đem xưng là tu chân giới. Nói đến đây Hứa lão gia tử vi hơi dừng một chút, sau đó lại bắt đầu chậm rãi nói rằng hôm nay lại là 12 năm trôi qua, người bên kia cũng lần thứ hai phái người đến chọn. Bất quá cái này chọn lựa địa phương, cũng không phải tại đây kinh thành, mà là đang một cái tên là Thành Tiên Cốc đối phương. Thành Tiên Cốc, Trần Phi sắc mặt hơi có chút khác thường nỉ non hai tiếng, một là có chút cảm thán lấy tên này người, khẩu khí quá lớn, thứ hai là cái này cái gọi là Thành Tiên Cốc, trong đầu hắn chút nào ấn tượng cũng không có. Xem ra là hắn căn bản cũng không có nghe nói qua loại địa phương này. Không sai, chỗ kia chính là Thành Tiên Cốc, nghe nói là ở Thiên Trì Tuyết Sơn tối Nam Đoan, dọc theo Cát Lâm tỉnh biên giới đi qua đã đến. Hứa lão gia tử gật đầu nói. Thiên Trì Tuyết Sơn tối Nam Đoan, nghe vậy Trần Phi lại là sửng sốt, bởi vì, này cùng hắn gộp đủ ba món ngọc khí, viện hiển hiện ra chỉ dẫn địa đồ cư nhiên đúng lúc là cùng một cái phương hướng. Truyền lưu ra cái này ba món ngọc khí nghi là trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại, viện lưu lại đồ vật, hoặc là di chỉ, cũng hình như là chôn giấu ở đâu băng thiên tuyết địa Thiên Trì Tuyết Sơn trong A. Nói như vậy lên, nhưng thật ra tránh hảo. Không sai, tại Thiên Trì Tuyết Sơn bên kia. Bất quá bọn hắn mỗi một lần phái người đến chọn, đều chỉ biết dừng lại không nhiều không ít, vừa vặn một vòng 7 ngày, hình như là bởi vì có cái gì hạn chế. Vì vậy ngươi nếu không muốn bỏ qua lần này cơ hội này, sẽ động tác nhanh chút ít. Bởi vì đây đã là ngày thứ 3, Hứa lão gia tử vừa rồi hãy nói. 3 ngày tựu 3 ngày đi, không phải là còn dư lại 4 ngày sao? Từ kinh thành bên này chạy tới rất nhanh, hoàn toàn tới kịp, bất quá, Hứa gia gia. Người biết những người đó là như thế nào chọn người sao? Có điều kiện gì, hoặc là tiêu chuẩn? Trần Phi cũng rõ ràng nhất không cảm giác cấp, lại tiếp tục nhiều hứng thú hỏi. Tuy nói loại vấn đề này kỳ thực chỉ phải đi, là có thể đã biết, thế nhưng, hắn nhưng vẫn là thật tò mò, những tên kia, đến tột cùng là lấy dạng gì tiêu chuẩn đến chọn lựa ni? Linh căn, thể chất, còn là tu vi và tuổi có quan hệ trực tiếp. Ta đây cũng không biết. Bất quá ta trước ngẫu nhiên gian từng nghe đến trung vệ cục lão nhân nhắc qua một lần, giống hệt mỗi một lần, 12 năm chọn, chính là để cho bọn họ tại nơi Thiên Trì Tuyết Sơn Thành Tiên Cốc sinh hoạt 7 ngày. Hứa lão gia tử đầu tiên là lắc đầu, chỉ là sau lại cũng có chút không quá chắc chắn nói rằng. Ở trong đó sinh hoạt 7 ngày, cái này rốt cục đổi thành chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngẩn người. Không rõ đây là cái gì chọn phương pháp. Vì vậy sau đó chỉ thấy kỳ lắc đầu. Chậm rãi nói rằng quên đi, thế vẫn là ta đi qua nhìn một chút đi. Đến lúc đó chỉ biết. Ừ, Hứa lão gia tử nghe vậy cũng là gật đầu, bất quá sau đó, đã thấy trên mặt hắn đột nhiên nổi lên lau một cái nhàn nhạt ngưng nhưng mà vẻ bất quá, tiểu tử thối, ngươi lần này đi qua có thể phải cẩn thận một ít. Cẩn thận một ít, vì sao, nghe vậy Trần Phi không khỏi ngẩn người, có chút nghi ngờ nói. Ai? Tiểu tử ngươi lần trước không phải là cùng Tôn gia huyên náo rất cương sao? Nhưng này lần có người nói bọn họ Tôn gia vừa vặn ra một cái rất thích hợp tu luyện thanh niên nhân, nghe nói là vừa xong vậy được tiên cốc một ngày, đã bị người bên kia cho chọn lên. Hơn nữa Trần gia lần này cũng phái người quá qua bên kia, giống hệt tình huống cũng còn rất tốt, vì vậy. Mặc kệ nói như thế nào ngươi còn là cẩn thận một ít đi. Hứa lão gia tử lắc đầu, thở dài một tiếng, nói. Tôn gia. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên là ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới Hứa lão gia tử trong miệng cẩn thận, lại là cẩn thận loại sự tình này. Bất quá sau đó tự lại thấy Kỳ Diêu đầu nở nụ cười, bình tĩnh nói Hứa gia gia ngươi yên tâm đi, ta đã biết. Lấy hắn hiện nay tu vi và thực lực, hiển nhiên đã hoàn toàn không cần sợ những thứ kia. Đã biết là tốt rồi, vậy ngươi bây giờ là lập tức chuẩn bị xuất phát, gặp Trần Phi như vậy ngôn ngữ cùng thái độ. Hứa lão gia tử nhưng thật ra đã nhìn ra tiểu tử này tựa hồ có cái gì lo lắng cùng dựa, không có sợ hãi, chợt cũng là không cần phải nhiều lời nữa, vừa lại mở miệng hỏi. Hiện tại lập tức xuất phát, ăn cơm xong hãy đi đi, Hứa gia gia ngươi cũng sẽ không đuổi ta đi đi. Nghe vậy Trần Phi nỉ non một tiếng, sau đó cười lắc đầu, nói rằng. Ăn quá lại đi, nghe vậy Hứa lão gia tử cũng là hơi sừng sờ, chợt trên mặt cũng là hiện ra lau một cái sầu não. Sau đó lắc đầu vừa cười vừa nói ngược lại cũng vâng, ăn xong bữa cơm này, về sau chỉ sợ cũng lại không cơ hội gì đi. Ta ngay tức khắc cho bội nghi, đại dương mênh mông, còn có tiểu tam gọi điện thoại,
chúng ta vô cùng náo nhiệt ăn một bữa đi. Nghe thế Trần Phi bỗng nhiên ngẩn người, nguyên bản hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy đã lâu không cùng Hứa lão gia tử gặp mặt, cho nên mới muốn lưu lại ha ha cơm cơm, nhờ một chút. Chỉ là hiện tại. Đúng vậy, lại nói tiếp Hứa lão gia tử tựu chỉ còn lại không tới một năm thọ mệnh. Hắn cái này nếu thật đi tu chân giới, coi như là có thể rồi trở về, chỉ sợ cũng quả thực thực sự không thấy được. Nghĩ đến đây Trần Phi không khỏi trong lòng đột nhiên thương cảm mấy phần, nhưng là minh bạch đây là thiên đạo luân hồi, người tự có thiên mệnh, làm trái không được. Một hai tiếng đồng hồ sau, Hứa lão gia tử con lớn nhất Hứa Đại Dương minh mông, hai nữ nhi Hứa Bội Nhi còn có hắn tôn tử Hứa Tế đều đã toàn bộ về tới trong tứ hợp viện chung, cùng rõ ràng tâm tình có chút hạ Hứa lão gia tử ăn cái náo nhiệt bữa trưa. Mà ở ăn xong rồi sau cơm trưa, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đó là ngồi chung vệ cục quân dụng máy bay, hướng về Thiên Chỉ Tuyết Sơn thành Tiên Cốc phương hướng tiến đến. Sốt cục phải đi đến một bước kia a, cũng không biết đến tột cùng sẽ là dạng gì người tu chân. Chẳng lẽ là, cổ vũ giả trong chốn giang hồ thịnh truyền Lăng Tiêu Cung, Hắc Ma Điện, Côn Lôn Kiếm Nhai. Trên phi cơ, Trần Phi thần sắc phiêu hốt nỉ non. Hắn lúc này, có chút suy nghĩ viễn vong, tiến nhập cảnh giới vong ngã. Thiên Chỉ Tuyết Sơn, tọa lạc tại Hoa Hạ Đại Địa tối Bắc Bưng Cát Lâm tỉnh biên giới tuyến thượng. Cái chỗ này, hoàn toàn là từ băng thiên tuyết địa tạo thành, từ xưa mà đến, liền dẫn thần bí tiên hiệp màu sắc. Có người nói ở rất nhiều năm trước, chỗ ngồi này Thiên Chỉ Tuyết Sơn nhưng thật ra là cũng không tồn tại, nhưng bởi vì cùng lúc ta đêm trong lúc bất chợt quỷ dị khí tượng dị biến sau, chỗ ngồi này nguyên bản thông thường liên miên núi lớn, cũng bắt đầu trở nên có chút không tầm thường lên, bị băng tuyết bao trùm. Mặc dù là có siêu phàm vũ lực Hoa Hạ cổ vũ giả, nói như vậy cũng là hướng về phía chỗ đó tránh mà xa. Bởi vì coi như là cổ vũ giả tiên thiên cường giả, tại nơi băng tuyết trong cư nhiên đều biết bị đông cứng thương, điều này hiển nhiên là rất không khoa học. Nhiều hơn nữa lần tiền bối, tổ tiên điều tra không có kết quả sau, càng ngày càng nhiều người cũng mà bắt đầu đối kỳ kính nhi viễn chi. Không người dám dễ dàng xông vào. Thế mà tại cái loại này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt băng thiên tuyết địa trong, lại chẳng biết lúc nào đột ngột nhiều hơn một chỗ thành tiên cốc chỗ. Vậy được tiên cốc, mỗi 12 năm mở ra một lần, mà đến lúc đó, cũng sẽ là cái này Hoa Hạ cả vùng đất thanh niên một đời cổ vũ giả cùng với hiếm thấy luyện khí sĩ cao cấp nhất việc trọng đại. Bởi vì tại nơi Thiên Chỉ Tuyết Sơn thành tiên trong cốc, có chân chân chánh chánh có thể thành tiên cơ duyên. Vậy đối với ở sở hữu minh bạch cùng biết luyện khí sĩ, cùng với người tu luyện mà nói, đều là có chí mạng vậy lực hấp dẫn. Đồng dạng, đây đối với rất nhiều Hoa Hạ cả vùng đất lớn thế lực nhỏ mà nói, cũng là tuyệt đối đủ để làm bọn hắn tâm động, thậm chí điên cuồng đại sự. Dù sao, vậy được tiên cốc mặt khác một đoạn thế nhưng liên tiếp theo trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên. Hoàn toàn chân chính là do tu luyện giả tạo thành tu luyện thế giới. Cái này đối với bọn họ đến bảo hoàn toàn chính là tân thế giới A. Một khi chỉ cần có thể bị bên kia cái thế giới kia những người lớn chọn trên, coi như là 12 năm sau mới có thể rồi trở về, vậy cũng tuyệt đối là không gì sánh được đáng giá. Bởi vì phàm là 12 năm sau từ bên kia thế giới trở về người, hầu như mỗi người đều trở thành trên địa cầu này cao cấp nhất cường giả. Vì vậy, trận này việc trọng đại, đã là khiến cái này Hoa Hạ cả vùng đất sôi trào lên. Số người cực ít bí mật. Làm Trần Phi ly khai kinh thành, chạy tới Thiên Chỉ Tuyết Sơn lúc, vẻn vẹn chỉ là tiêu hao không được 3 cái giờ. Loại tốc độ này, cũng không phải được không cho hắn hơi có chút sợ hãi than. Không hổ là trung vệ cục, làm việc hiệu suất xác xác thật thật so với người bình thường cao hơn. Nếu như là đổi thành chính hắn, coi như là tốc độ cao nhất chạy đi, sợ rằng tối thiểu cũng muốn gần nửa ngày, mới có thể đến đi. Sau đó, Trần Phi liền ở một vị trung vệ cục tiên thiên cao thủ dưới sự hướng dẫn, trực tiếp là một đầu chìm vào Thiên Chỉ Tuyết Sơn nội, trực tiếp đi hướng vậy được tiên cốc chỗ. Bất quá khi bọn họ chân chánh bước vào Thiên Chỉ Tuyết Sơn lúc, mới phát hiện chỗ ngồi này bị băng tuyết bao trùm núi lớn, giống hệt quả thật có chút một ít cổ quái. Tiền bối, người cảm giác được không có? Tuyết này, lại là ngay cả ta đều thoáng cảm thấy một ít hàn ý. Trần Phi mặc một bộ ống tay áo cùng quần jean, theo tên kia trung vệ cục tiên thiên cường giả hành tẩu tại đây băng thiên tuyết địa trong. Thế nhưng, làm nhiều đóa hoa tuyết bay xuống ở bàn tay hắn, cổ tay lõa lộ tại ngoại trên da thịt lúc, cũng liền hắn cũng không nhìn được con ngươi chấn động một cái, ánh mắt kinh dị lấp lánh. Dù sao phải biết rằng,
lấy hắn hiện nay tu vi thực lực, đều đã là luyện khí lục trọng, theo lý thuyết cái này tầm thường thiên nhiên hoa tuyết căn bản cũng không khả năng nhượng hắn cảm giác được cảm giác mát a. Hơn nữa, đừng quên, trong cơ thể hắn thế nhưng còn có 36 nói tam dương chân hỏa kiếm khí. Tam dương chân hỏa kiếm khí tuy rằng thực chất trên là kiếm khí, có thể, kỳ thuộc về còn là từ tam dương chân hỏa tạo thành a. Vì vậy không có khả năng hợp với chính là thiên nhiên hoa tuyết, đều miễn dịch không được cảm giác mát đi. Cái này thực sự có chút kỳ quái. Nơi này là có chút cổ quái. Cũng không biết cùng ba món ngọc khí, có cái gì. Không quan hệ, Trận Kinh Không cũng là có một ít cảm thấy kỳ quái, tự lẩm bẩm. Hắn mình chính là một vị băng thuộc tính tu luyện giả, đương nhiên sẽ gặp rất rõ ràng. Tầm thường thiên nhiên tuyết, quả thực không có khả năng khiến luyện khí lục trọng tu sĩ đều cảm giác được lạnh. Hơn nữa Trần Phi trong tay ba món ngọc khí, liên hắn Trận Kinh Không đều cảm giác có chút cổ quái, đồng thời kỳ chỉ dẫn đối phương, cũng là tại đây đại tuyết sơn nội. Cái này liền phải khiến kỳ đem hai chuyện này liên lạc với cùng nhau. Lẽ nào, cái này đại tuyết sơn nội thật đúng là cất giấu bí mật kinh người gì? Trần Phi trong lòng nhưng thật ra cũng có đồng dạng nghi hoặc, bất quá, hắn lại cũng không có vào lúc này muốn miệt mài theo đuổi xuống phía dưới. Bởi vì dù sao hắn lúc này đây hàng đầu mục tiêu là thành tiên cốc, muốn biết hiểu rõ bên kia, đến tột cùng là cái trạng huống gì. Như vậy mấy canh giờ sau, bọn họ liền cuối cùng đã tới. Đó chính là thành tiên cốc sao? Làm Trần Phi cùng chung vệ cục tiên thiên cường giả đến thiên trì tuyết sơn tối nam đoan, thành tiên cốc chỗ khu vực thời gian, hắn liếc mắt đó là gặp được hai tòa cao vót tuyết phong trung gian khu vực, nơi ấy chính là cất giấu một đoàn nồng nặc xương trắng, xoay quanh ở giữa không trung. Trong đó ẩn giấu linh khí cùng với năng lượng ba động, hết sức kinh người, xương trắng lăn lộn gian, coi như là Trần Phi hiện nay cũng là có một ít cảm giác được tim đập nhanh. Trận pháp sao? Nhìn hai tòa cao vót tuyết sơn trung gian lăn lộn xương trắng, Trần Phi híp mắt lẩm bẩm nói. Là một tòa trận pháp, thoạt nhìn tựa hồ còn có như vậy mấy phần hình dạng, dùng để ứng phó trúc cơ chân nhân cảnh dưới tu sĩ, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thức hải nội, Trận Kinh Không bình thản nói rằng. Tuy nói loại trận pháp này tựa hồ có thể quét ngang luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng đối với hắn mà nói, tự cũng bất quá chỉ là như vậy. Không đáng giá nhắc tới. Trần Tiên Sinh. Vậy được tiên cốc sẽ ở đó tuyết phong trung gian xương trắng bên trong, chúng ta bây giờ trực tiếp đi vào sao? Nhưng vào lúc này, trung vệ cục tiên thiên cường giả nói rằng. Tại nơi xương trắng bên trong, lẽ nào vậy được tiên cốc là treo ở giữa không trung? Bất quá trung vệ cục tiên thiên cường giả nói lại khiến Trần Phi ngẩn người. Cái này, ta cũng không biết, bất quá thành tiên cốc nhập khẩu đúng là ở nơi này. Trung vệ cục tiên thiên cường giả nói rằng. Thủ thuật che mắt mà thôi. Nhưng thật ra Trận Kinh Không hơi có chút khinh thường cho ra đáp án, thản nhiên nói hai tòa tuyết phong thoạt nhìn là phân cách mà mở, nhưng trên thực tế, bất quá nhưng thật ra là trận pháp mê hoặc phương pháp. Phía trên kia chắc cũng là một khối đất bằng phẳng đi. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi lúc này mới gật đầu, bất quá vẫn là có chút hơi líu lưỡi. Chân thật như vậy mê hoặc phương pháp. Xem ra bầy binh bố trận người trận pháp tạo nghệ vẫn còn có chút không bình thường a. Đi thôi, bất quá sau đó chỉ thấy hắn cũng không lại cảm thán, hướng tuyết phong leo lên đi. Cũng không lâu lắm thời gian, tự gặp hai người bọn họ đã leo lên hai tòa tuyết phong trong đó một tòa. Mà vào lúc này, hai người bọn họ trước mắt gần trong gang tấc xương trắng cũng bắt đầu lăn lộn càng thêm kịch liệt, sau đó giống như bị người dùng đao bổ ra vậy, phân ra một cái có thể cung cấp tính người sóng vai mà đi đường nhỏ. Cuối con đường nhỏ còn lại là liếc mắt ngắm không được đầu cùng, một mảnh trắng xóa. Chính là bên trong này sao? Thấy tình cảnh này Trần Phi lần thứ hai nỉ non một tiếng, sau đó trực tiếp là đi lên tọa đường nhỏ, rất nhanh đó là thân ảnh biến mất ở tại đầu cùng. Như là bị đao phong bổ ra sương mù vậy đường, thoạt nhìn như là cực kỳ dài dằng dặc, nhưng khi Trần Phi hai người vẻn vẹn đi ra chừng 10 bước chân cự ly sau, phảng phất như là đến rồi cuối đường. Bởi vì hết thảy đều đã hy vọng lên. Chỉ thấy tại nơi trận pháp nội bộ, lại là một loại xuân ý giạt rào lục sắc sơn cốc, mặc dù đang sơn cốc này trong cũng còn có tuyết cây ngân hoa trang điểm theo, nhưng trước mắt loại này tràng cảnh lại sắc sắc thật thật làm cho cảm giác rất kỳ diệu. Mà tòa sơn cốc này ba mặt núi vây quanh, duy nhất xuất khẩu giống như là Trần Phi hai người bọn họ lúc đi vào chợ cái hướng kia, là một tòa bị mênh mông xương trắng che lại kỳ dị sườn núi. Mà tòa sơn cốc này nội diện tích cũng thực không nhỏ.
Ít nhất, so với 200-300 mẫu đất đều còn nhiều hơn, và lại có một tảng lớn chiều cao không đồng nhất, điêu lan ngọc thế, hùng vĩ bao la hùng vĩ cung điện thức kiến trúc đứng vững ở giữa. Dĩ nhiên, bên trong sơn cốc này người đồng dạng cũng là không ít, có ăn mặc hiện đại hóa áo choàng, áo khoác ngoài, quần jean người, cũng có trang phục thoạt nhìn rất kỳ quái, là cái loại này cổ đại phong cách, vừa nhìn cũng biết là quanh năm suốt tháng đợi ở rừng sâu núi thẳm, không hỏi thế sự cổ vũ giả, hoặc là luyện khí sĩ. Thấy tình cảnh này, dù là Trần Phi bực này tâm tính lúc này cũng là thật nhịn không được mắt hơi híp, thật sâu hô một cái khí, bởi vì, loại này tràng cảnh thực sự quả thật có chút làm hắn gặp được giấc mộng kia trong tu chân giới hình thức ban đầu. Điều này làm hắn chân thực có chút nhịn không được tinh thần hoảng hốt, suy nghĩ viễn vong. Trần tiên sinh ngươi đã đến rồi, mà nhưng vào lúc này, một đạo đầy nhiệt tình trung niên thanh âm nam tử từ đàng xa truyền đến. Trần Phi theo thanh âm nhìn sang. Phát hiện truyền đến thanh âm lại là trung vệ cục Tào Tề Quốc. Tào đại ca, là ngươi a, thực sự là đã lâu không gặp. Trần Phi nhìn vậy bây giờ lúc này chính hướng về bọn họ đi tới trung niên nam tử, khóe miệng hiện ra lau một cái mỉm cười. Nguyên lai ngươi chính là Trần Phi, Trần tiên sinh a. Thực sự là cửu ngưỡng đại danh, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hạ Sơn Xuyên, rất hân hạnh được biết ngươi. Mà Tào Tề Quốc lúc này bên cạnh còn theo một cái khác hơi chút niên kỳ tuổi còn trẻ một chút người. Chỉ thấy kỳ lông mày rậm mắt to, người thật cao thật to, lúc này nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng là tràn đầy nhiệt tình, cùng hiếu kỳ. Hiển nhiên, tuy nói Trần Phi cũng không nhận ra người này, bất quá, cái này lông mày rậm mắt to Hạ Sơn Xuyên, cũng tựa hồ nhất định là nghe nói qua hắn đại danh. Xin chào, ta chính là Trần Phi, rất hân hạnh được biết ngươi. Tào đại ca. Vị này chính là. Nghe vậy Trần Phi vừa cười vươn tay cùng với cầm, một bên âm thầm đem ánh mắt nghi hoặc đưa cho Tào Tề Quốc, người sau khi thấy được nhưng thật ra mỉm cười, sau đó hướng phía lông mày rậm mắt to Hạ Sơn Xuyên cười to nói đây chính là trong chúng ta vệ cục vương bài. Vừa đi tới nơi này thành tiên cốc ngày thứ hai, cũng đã bị năm đại tiên cửa trong Phủ Vân Tông cho chọn lên. Năm đại tiên cửa. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là ngẩn người, sau đó cuối cùng là có chút phản ứng kịp. Thoáng ngoài ý muốn nhìn chính không có ý tứ sở đầu, hàm hậu cười lông mày rậm mắt to Hạ Sơn Xuyên, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái mỉm cười nhàn nhạt nói như vậy ta là hẳn là chúc mừng Hạ Đại Ca. Có thể ngày thứ hai đã bị cái gì Phù Vân Tông chọn trên, chứng minh Hạ Đại Ca tu luyện của ngươi thiên phú cũng không sai đi. Bất quá, cái này năm đại tiên cửa, là cái gì? Ngươi nhìn ta đầu này, Trần Tiên Sinh ngươi vừa mới vừa xong cái này thành tiên cốc. Khẳng định không biết năm đại tiên cửa là cái gì sao. Nghe vậy Tào Tề Quốc ngay tức khắc vỗ vỗ đầu, có chút ngượng ngùng, sau đó đó là nhận nhận chân chân giải thích lên. Nguyên lai cái này thiên chỉ tuyết sơn một bên khác, cũng chính là luyện khí sĩ các viện sinh hoạt thế giới, khu vực, tên là Ưng Giản Hạp, rộng vô biên, núi non trùng điệp cùng kỳ, bị nhất phương vô cùng cường đại thế lực thống trị. Kỳ dưới trướng tất cả lớn nhỏ, có danh tiếng lợi hại tông môn, gia tộc, thế lực tổng cộng hai hơn 30. Mà lần này, đó là trong đó ngũ gia phái người quá đến địa cầu chọn người thích hợp trở lại tu chân giới. Cái này ngũ gia thế lực theo thứ tự là Phù Vân Tông, Rãnh Nước Đen Nhạc Gia, Ngọc Đẹp Giáo, Tử Viêm Cung, cùng với Trình Hà Núi Tử Gia. Tại đây ngũ gia thế lực trong, Tử Viêm Cung không thể nghi ngờ là thực lực cường đại nhất, Ngọc Đẹp Giáo hơi yếu một ít, nhưng là theo sát phía sau. Còn lại mấy nhà thế lực đó là không có gì hay tương đối. Bởi vì đều không sai biệt lắm, không cách xa quá lợi hại. Được rồi, lần này Tôn gia xuất hiện một cái người rất lợi hại, năm ấy 27-28 tự có người nói đã đạt đến luyện khí ngũ trọng cảnh giới, thiên phú cực kỳ khủng bố, đến cái này thành tiên cốc tới ngày đầu tiên đã bị cường đại nhất Tử Viêm Cung đoạt đi, vì vậy, Trần tiên sinh ngươi tốt nhất cẩn thận một ít. Nói xong lời cuối cùng, Tào Tề Quốc lại đột nhiên sắc mặt một ngưng, nhìn phía Trần Phi đang nói hơi yếu nhắc nhở. Tuy nói hắn biết Trần Phi rất lợi hại, có thể dù sao Tôn Thiên Chính hiện nay đã bị Tử Viêm Cung như vậy quái vật lớn cho coi trọng. Mà bây giờ, quả thực đã cùng ở kinh thành thời gian không giống nhau. Luyện khí ngũ trọng a. Được rồi, ta đã biết, đa tạ Tào đại ca ngươi nhắc nhở. Nghe vậy Trần Phi bên trong cặp mắt thoáng hiện lên một tia vẻ kinh dị, sau đó lại tựu sắc mặt bình thản nở nụ cười, giống như là căn bản là không có thế nào lưu ý. Không có biện pháp. 27-28 tuổi luyện khí ngũ trọng, ở như là Tào Tề Quốc như vậy trong mắt người bình thường, quả thực được cho rất lợi hại,
rất khủng bố, nếu không xếp hàng thứ nhất Tử Viêm cung cũng không có khả năng ngày đầu tiên đã đem kỳ đoạt đi. Có thể, cái này đối với hắn mà nói lại coi là cái gì? Luyện khí ngũ trọng A, chỉ sợ hắn hiện tại một tay đều có thể bóp chết đi. Cho nên nói ni, tiền bối, Ưng Giản Hạp ngươi có nghe nói qua sao? Bất quá sau đó Trần Phi nhưng ở Thức Hải nội hỏi tới về Ưng Giản Hạp chuyện tình. Chỗ kia, ở Kiềm Nam quốc gia cổ nội coi là có danh tiếng sao? Chưa từng nghe qua, hơn phân nửa là nước ngoài một cái tầm thường tạp sừng ổ đi. Giống như loại địa phương này quốc gia cổ nội chân thực rất nhiều nhiều lắm. Tùy tiện một chảo đều là một sấp dày. Tại ngoại vực, cũng liền có tư cách xây thành địa phương nổi danh một ít. Giống hệt toàn bộ nước ngoài cũng chỉ có hơn 10 tọa thành đi. Trần Kinh không hồi đáp. Như vậy à, nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mâu quang lóe ra. Nguyên lai hắn đã sớm từ Trần Kinh không trong miệng, hiểu được một ít về tu chân giới, về Kiềm Nam quốc gia cổ chuyện tình. Vì vậy cũng minh bạch cái gọi là, nước ngoài, cái gọi là, thành, là một loại dạng gì khái niệm. Tại tu chân giới, điển hình nhất đặc thù đó là hoang vắng. Cả vùng đất tràn đầy vô cùng tận hiểm địa, vùng khỉ ho cỏ gáy, đầm lầy độc đàm. Thậm chí còn có rất nhiều chủng tộc thực lực hoàn toàn kiêu ngạo ở nhân tộc, thậm chí hoàn toàn có tư cách có thể vượt qua khủng bố dị tộc bàn hoành ở giữa, chi chít như sao trên trời. Đây hết thảy tất cả trực tiếp tự đưa đến một điểm. Đó chính là tại tu chân giới, nhân tộc căn bản cũng không khả năng như là ở trên địa cầu như vậy, làm được 10 dặm một thành, 5 dặm một quách. Thay lời khác mà nói, cũng tự là có tư cách có thể ở tu chân giới, xây thành, thế lực, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Kiềm Nam quốc gia cổ, vậy cũng tuyệt đối có tư cách xưng là tiến dần từng bước. Mà điểm này, ở Trần Kinh không trong miệng, toàn bộ quốc gia cổ nước ngoài đều mới chỉ có như vậy hơn 10 tòa thành trì, cũng là chiếm được chứng minh. Đến mức nói cái gọi quốc gia cổ nước ngoài. Kiềm Nam quốc gia cổ dựa vào thổ địa dồi dào, đại địa linh mạch dày đặc trình độ phân làm tam đại khu vực. Nội vực, trung vực, nước ngoài. Tại đây ba vực trong, nội vực không thể nghi ngờ là giàu có nhất, tối tu luyện tài nguyên kỳ đa, tối đa đỉnh cấp thế lực long bàng hổ cứ, đỉnh địa vực. Bất quá tương đối mà nói nội vực cũng là thổ địa diện tích ít nhất, mà nước ngoài còn lại là cùng nội vực tình huống hoàn toàn tương phản. Thổ địa diện tích rộng nhất mậu vô ngần, nhưng cũng là ba vực trong tối cằn cỗi khu vực. Đỉnh cấp cường giả căn bản cũng không thèm bước vào cái này nước ngoài. Trung vực còn lại là xen vào nước ngoài cùng nội vực trong lúc đó, hơn nữa dị thường thần bí. Mà cái này Ưng Giản Hạp Trận Kinh không nghe đều chưa từng nghe qua, đồng thời tựa hồ cũng tốt giống như cùng chính mình thành chỉ thế lực không quá dính dáng. Nghĩ đến, cái này sợ rằng quả thực chắc là nước ngoài một cái tầm thường tạp sừng ổ đi. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng cổ nhiệt tình cũng hình như là cấp tốc bắt đầu hạ nhiệt độ lên. Bởi vì loại trình độ này quả thực đúng đối với cám dỗ của hắn lực quá yếu a. Trần tiên sinh, chúng ta đi bên trong thành tiên các ngồi một chút đi. Năm đại tiên cửa cường giả sẽ ở thành tiên các tầng chót quan sát chúng ta, vì vậy chúng ta nếu là muốn lấy được bọn họ yêu ái, vậy được tiên các, tuyệt đối là gần nhất, cũng là có hy vọng nhất một chỗ. Sau đó Tào Tề Quốc vừa mở miệng nữa. Mang theo Trần Phi hướng thành tiên cốc nội một tòa nhất thấy được, nhất nguy nga lầu các đi đến. Toàn bộ thành tiên cốc nội, hầu như tất cả mọi người vào lúc này như là trong lòng nín một hơi. Muốn để cho mình bị năm đại tiên cửa các cường giả coi trọng, vì vậy đều là mão túc một mạch, mà ở như vậy lửa nóng dưới trạng thái, tận lực mà đến ma sát đó là tự nhiên không thể thiếu. Phanh! Ngay Trần Phi chờ hướng về thành tiên các đi đến lúc, một đạo nhân ảnh lại đột nhiên đâm đầu đi tới. Trực tiếp đụng vào Tào Tề Quốc trên người, đem đụng vào đến cùng. Chợt một đạo châm chọc khiêu khích tiếng cười lạnh đó là theo sát phía sau vang lên, khinh miệt nói. U, đây không phải là trung vệ cục Tào Tề Quốc Tào lớn trưởng quan sao? Thực sự là xin lỗi, vừa mới có chút thất thần, vì vậy không ngươi như thế một to con ở trước mặt ta. Bất quá ngươi vừa rồi tại sao không gọi ở ta ni? Ha ha, ha ha ha, chỉ thấy đụng vào Tào Tề Quốc người. Lại bất ngờ chỉ là cái thân cao không được một thước sáu, gầy, thấp hầu tử. Thế mà hắn lại cư nhiên một chút đã đem thân cao thể tráng Tào Tề Quốc đụng vào, cái này tự nhiên có chút khiến người kinh dị. Bất quá sau đó Trần Phi, Hạ Sơn Xuyên hai người đó là chân mày cao lại. Người sau còn càng tức giận hướng về gầy, thấp hầu tử căm tức nói Chu Long Ưng, người có ý tứ. Ta tưởng là ai, nguyên lai lại là vị trung vệ cục quan lão già a.
Ha ha, Hạ Sơn Xuyên, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này với ngươi có thể không có quan hệ gì, chớ tự tìm mất mặt. Đừng tưởng rằng Phù Vân Tông đem ngươi coi trọng, ngươi coi như cái gì. Muốn ở ta Chu Long Ưng trước mặt khoa tay múa chân, ngươi còn không có tư cách đó. Hừ, gây, thấp hầu tử phiết quá, ánh mắt khinh miệt rơi xuống Hạ Sơn Xuyên trên người, chợt ngay tức khắc lại là âm lãnh lãnh quát một tiếng, nói rằng. Nhất thời rất nhiều nói ánh mắt đều đã hướng về bên này tụ đến. Mau nhìn, đó không phải là Chu Long Ưng sao? Ta nghe nói hắn ngày hôm qua giống hệt bị Tử Viêm Cung đại nhân cho coi trọng. Là có chuyện như vậy. Gì, trên đất không phải là trung vệ cục Tào Tề Quốc sao? Còn có đã bị Phù Vân Tông chọn trên Hạ Sơn Xuyên đã ở. Ta giống hệt có nghe người ta tính quá, Chu Long Ưng cùng trung vệ cục có cửu oán. Tên kia tối khởi điểm hình như là ở Tam Giác Vàng ép An Độc, ỷ vào trong tay có chút thực lực, không từ điều xấu xa nào, vô pháp vô thiên. Cuối cùng trong chăn vệ cục phái người trực tiếp là tận diệt. Ta phỏng chừng, sống núi phải là khi đó kết làm đi. Ai bảo hắn Chu Long Ưng hiện tại đã là bị Tử Viêm Cung chọn lên ni. Các loại tiếng bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra, ngược lại cũng đem Chu Long Ưng lão đệ tử cho yết lộ ra. Rất có như vậy mấy phần tiểu nhân đắc chí, ác nhân trả thù ý tứ. Năm đó tối đương sơ, Chu Long Ưng cũng chỉ là một ở Tam Giác Vàng không từ điều xấu xa nào. Vô pháp vô thiên buôn ma túy. Chỉ là ỷ vào trong tay mình mặt có chút thực lực, liền tự cho là giống hệt ở trong mắt người bình thường thì không cách nào chiến thắng, vô địch. Nhưng càng về sau đã bị trung vệ cục trực tiếp phái người cho tận diệt, trong một đêm hoàn toàn tưới tắt sạch sẽ. Bất quá khi lúc hắn vẫn đem hết toàn lực chạy thoát, mai danh ẩn tích tránh đi tối xa xôi khu vực, nguyên tưởng rằng đời này sợ rằng đều không có gì cơ hội báo thù, ai biết, lần này tại đây thành tiên cốc nội lại lúc đến vận chuyển. Vì vậy hắn Chu Long Ưng đương nhiên không có khả năng buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Mặc dù là vẻn vẹn chỉ vì xả giận, hắn cũng không có khả năng nhượng Tào Tề Quốc sống khá giả. Mà ở cái này nhiều xì xào bàn tán trong, Tào Tề Quốc quả nhiên là sắc mặt theo tựu thay đổi, không có biện pháp, hắn đương nhiên cũng không nghĩ ra cái này năm đó cá lọt lưới. Hiện tại cư nhiên lúc đến vận chuyển, lớn xoay người, bị năm lớn trong tiên môn cường đại nhất Tử Viêm Cung coi trọng. Liền cùng lão tôn nhà tôn thiên chính vậy, như vậy thân phận, hắn hiện tại đương nhiên trêu chọc không nổi. Thậm chí đừng nói là hắn, coi như là Hạ Sơn Xuyên đều tốt giống như ở trước mặt đối phương không coi vào đâu đi. Dù sao thế nhưng Tử Viêm Cung a. Quên đi, Sơn Xuyên, chúng ta đi thôi. Sau đó chỉ thấy Kỳ đứng dậy muốn lôi kéo Hạ Sơn Xuyên đi. Đi, chạy đi đâu, Tào Tề Quốc, người có đúng hay không đã quên năm đó chúng ta kết làm là cái gì sống núi. Ngươi cho là hiện tại ngươi thật có thể đủ như vậy vừa đi. Có thể Chu Long Ưng lại trực tiếp hoành ở trước mặt bọn họ, đưa bọn họ ngăn cản, ngôn ngữ tùm nói. Nếu không ngươi còn muốn làm gì? Nghe vậy Hạ Sơn Xuyên vừa tức giận nữa nói. Ta còn muốn làm gì? Ha ha, đâu có, Tào Tề Quốc, hiện tại ta chỉ muốn ngươi quỳ xuống vội tới ta liếm liếm giày, sau đó gọi hai tiếng ra ra, năm đó này ân ân oán oán, cũng có thể tùy phong coi như hết. Thế nào? Ta Chu Long Ưng còn là rất nhân từ đi. Ha ha, ha ha ha. Nói, Chu Long Ưng cười như điên. Ngươi, ngươi, Chu Long Ưng, ta cho ngươi biết, đối đãi cũng khinh người quá đáng. Nghe vậy Tào Tề Quốc sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi, mà Hạ Sơn Xuyên càng lớn tiếng mắng. Khinh người quá đáng, ha ha. Thế mà nghe vậy Chu Long Ưng cũng khinh miệt cười lạnh, vẻ mặt trào phúng, vẻ châm chọc, nói Hạ Sơn Xuyên. Ta cho ngươi mấy phần mặt còn tựu thật theo ta giang lên. Tốt lắm, ta đây hiện tại tựu khinh người quá đáng, ngươi có thể thế nào? Luận thực lực, ta Chu Long Ưng thế nhưng cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, mà hai người các ngươi phế vật, cũng chỉ là cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Nếu luận bối cảnh, ha ha, còn cần ta nhiều lời. Ngươi, Hạ Sơn Xuyên bị lời nói này trực tiếp làm cho nói không nên lời, mãn đỏ mặt lên, tức giận không thôi. Thậm chí tại nơi thần sắc tức giận ở giữa, đều rõ ràng không hề an cùng với lo nghĩ màu sắc hiện lên đi ra. Xa xa đứng xem trên mặt mọi người cũng là nổi lên đồng dạng sao bỗng nhiên vẻ. Có vẻ có như vậy một ít dị dạng. Đúng vậy, cái này Chu Long Ưng hiện tại nhưng đã là xưa đâu bằng nay. Luận thực lực, chính là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, trực tiếp là vượt ra khỏi Tào Tề Quốc, Hạ Sơn Xuyên hai người một cái tiểu cảnh giới trình tự, luận bối cảnh, Phù Vân Tông. Tử Viêm Cung ai mạnh ai yếu, cái này còn phải nói sao?
Nói nghiêm trọng điểm giờ cái này giống hệt căn bản cũng không ở một tầng thứ. Vì vậy, hắn Chu Long Ưng hiện tại coi như là khinh người quá đáng, có thể thế nào? Hắn hiện tại ngay cả có như vậy tư bản, có như vậy tư cách. Con khỉ ốm, người ở đây nói đủ chưa? Có thể nhưng vào lúc này một đạo hơi lãnh ý thanh âm đột ngột xuất hiện ở mọi người bên tai, cũng khiến cái này không khí hiện trường vừa lại chợt trở nên dị dạng, đọng lại mấy phần. Ai, ai tại nơi nói, cho lão tử lăn ra đây. Sau đó trong nháy mắt chỉ thấy Chu Long Ưng sắc mặt trầm xuống, chửi ầm lên. Nói đùa, hắn Chu Long Ưng hiện nay là cái gì trình tự thân phận gì? Lại còn có người dám như thế không biết sống chết, mắng hắn là con khỉ ốm. Hơn nữa, đều không chỉ là một mình hắn là muốn như vậy. Hiện trường mọi người giống hệt đều là muốn như vậy. Rất nhiều người trên mặt sau đó đều quải thượng liễu quỷ dị, cùng khó có thể tin. Vì vậy sau đó, đông đảo nói ánh mắt đó là cấp tốc vô cùng hướng về thanh âm kia vang lên, truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc ống tay áo thương cảm, quần jean 27-28 tuổi nam tử, chính vẻ mặt lạnh lùng nhìn vẻ mặt âm trầm Chu Long Ưng. Hiển nhiên cái này 27-28 tuổi nam tử chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Chỉ bất quá đang nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn sau, ở đây đông đảo người cũng nhất tề ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên bọn họ đều không ngờ tới, cái này dám can đảm nói khiêu khích, nhục mạ Chu Long Ưng tên, cư nhiên thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Chu Long Ưng nhìn thấy Trần Phi như vậy trẻ tuổi khuôn mặt lúc, cũng là lúc đó ngẩn người, bất quá sau đó lập tức chỉ thấy kỳ đôi tròng mắt kia trong phóng ra lau một cái hung lệ, nhãn thần hung tợn nhìn Trần Phi, một bộ hung sát trạng, lãnh đạm nói u a, có chút ý tứ, còn trẻ như vậy. Tiểu tử ngươi lá gan nhưng thật ra thật lớn, dám ở ta Chu Long Ưng trước mặt như vậy dương oai muốn chết. Thế mà, đối với hắn như vậy ngôn ngữ, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng chỉ là mí mắt thoáng mang mang. Sau đó là có một câu khiến mọi người tại đây đều có chút sắc mặt bị kiềm hãm chính là lời nói, nhàn nhạt thổ lộ ra. Ở trước mặt ngươi dương oai muốn chết, ngươi coi là vật gì vậy, cũng có tư cách ở trước mặt ta nói lời như vậy. Lời kia âm có chút băng lãnh. Xôn xao, tiểu tử kia hắn, lá gan thật thật lớn a, lại dám như thế cùng Chu Long Ưng nói. Ta nghĩ đây không phải là gan lớn, mà là căn bản cũng không có óc. Là một nhược trí. Chu Long Ưng hiện tại thế nhưng bị Tử Viêm cung đại nhân đều chọn lên, tiểu tử kia đâu? Hắn coi là vật gì vậy, có tư cách gì tại đây kiêu ngạo? Thế nhưng, ta thế nào cảm giác tiểu tử kia có chút quen mặt a? Giống hệt trước đã gặp qua ở đâu? Một lúc sau, mọi người sắc mặt trệ ở sắc mặt cuối cùng là hơi có chút thư giãn ra, nhưng theo sát phía sau cũng một trận ồ lên cùng sắc mặt dị dạng, phát tiết mà mở. Hầu như ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc cùng sắc mặt cổ quái tập trung ở Trần Phi cái này tuổi trẻ khuôn mặt trên, trong ánh mắt mặt, khá có vài phần trào phúng cùng vẻ khinh thường. Hiển nhiên, bọn họ coi như là vô luận như thế nào đều chỉ sợ là nghĩ không ra, tự loại này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, không danh không khí vật nhỏ, vừa mở miệng, lại dám là đúng theo Chu Long Ưng chất vấn cái gì tư cách. Hoàn toàn không để cho đối phương mặt mũi. Nhưng vấn đề là hiện tại, Chu Long Ưng đều đã là bị năm lớn trong tiên môn cường đại nhất Tử Viêm cung đều coi trọng a. Hơn nữa, cái này Chu Long Ưng ở Hoa Hạ cổ vũ giả vòng tròn nội cũng là có một ít không kém danh khí, chính mình cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ tu vi cùng thực lực, hơn nữa, tình thế dị thường tàn nhẫn cùng bá đạo. Mà bây giờ, như vậy một cái tiểu tử lại dám làm trò mặt của hắn, như vậy lạnh lùng quát hắn, xích hắn có tư cách gì? Làm ra bực này có tổn hại Chu Long Ưng bộ mặt chuyện tình, loại hành vi này cũng làm thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Bởi vì không từ mà biệt, tự chính hắn loại háo sắc này, vừa có tư cách gì tại đây nói ẩu nói tả. Tử Viêm cung giống hệt, tựa hồ cũng không có đưa hắn cho coi trọng đi. Oanh! Mà đang ở xa xa đông đảo người vây xem đều ở đây lén chào phúng Trần Phi, không biết tự lượng sức mình, lúc, Chu Long Ưng cũng là trong khoảnh khắc cặp mắt kia trở nên có chút đỏ bừng, sau đó nhãn thần tàn nhẫn, dự tợn nhìn chằm chằm Trần Phi. Lộ ra tùm bạch nha tiểu tử, ngươi dám đúng đối với ta nói như vậy nói, chẳng lẽ không sợ chết sao? Nói, từ trong cơ thể hắn liền có một kinh người chân khí ba động không nhanh không chậm hiện ra đến, như là dung chuyển ba đảo vậy, áp hướng Trần Phi, nhất thời cách đó không xa mọi người vây xem sắc mặt cũng có chút hơi thay đổi. Bởi vì cái loại này áp lực, cổ khí thế kia, chân thực có chút dọa người.
Bọn họ đứng xa như vậy đều cư nhiên sẽ có một ít cảm thấy hô hấp không khoái. Chết! Thế mà, đang đối mặt cảnh tượng như vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đồng dạng khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái sâm màu trắng, hàm răng tùm, nhìn Chu Long Ưng âm điệu dần dần lạnh nhạt nói chính là một cái cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Ta Trần Phi nhắm mắt lại đều có thể tùy tiện bóp chết, ta như bây giờ đúng đối với ngươi nói chuyện ngươi có thể thế nào. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời liền có một càng khí thế đáng sợ trào hiện ra. T. Nhất thời trong nháy mắt mọi người tại đây cùng với Chu Long Ưng sắc mặt tựu kịch biến lên. Bởi vì tại đây trong sát na bọn họ hết thảy đều cảm thấy, từ Trần Phi trong cơ thể, dĩ nhiên là thật có một khí thế đáng sợ phóng thích ra ngoài, như là mãnh hổ xuống núi, lại thích tự hoàng hà vỡ đê. Nói chung bọn họ tất cả mọi người hầu như vô ý thức cũng hút lương khí lên, sau đó cảm giác từng đợt ra đầu tê dại, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng tràn đầy khó có thể tin. Mà giờ này khắc này, hiển nhiên bọn họ đều có loại đang nằm mơ, hoàn toàn cảm giác không chân thật. Bởi vì cái loại này tiểu tử, thoạt nhìn đính thiên cũng chỉ có 27-28 tuổi, nhưng vì cái gì hắn viện thả ra khí thế lại cư nhiên có thể kinh khủng như vậy. Quả thực thật giống như cái loại này từ rừng sâu núi thẳm trong đột nhiên nhô ra quái vật vậy. Ngươi đến cùng là ai? Chu Long Ưng cũng rõ ràng cho thấy bị lại càng hoảng sợ, sắc mặt có chút vi bạch nhìn Trần Phi Chiến, bỗng nhiên nói. Ta là người như thế nào có quan hệ gì tới ngươi? Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Nghe vậy thấy thế Trần Phi cười lạnh cười, nói. Ngươi! Chu Long Ưng phản xạ có điều kiện giận dữ. Bất quá sau đó rồi lại thấy hắn như là bừng tỉnh cái gì, hơi biến sắc mặt biến, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn Trần Phi hừ lạnh một tiếng, nói ngươi là ai là theo ta không có quan hệ gì, bất quá, ta nghĩ ngươi có đúng hay không đã quên chút gì. Không cần biết ngươi là cái gì địa vị, ở Tử Viêm cung trước mặt, lại coi là cái gì. Hắn cái này lời mặc dù thoạt nhìn khẩu khí như trước hung hãn, nhưng mặc cho ai cũng là nghe được, cái này Chu Long Ưng, như là đã có một ít chột dạ. Không có biện pháp, chỉ là Trần Phi hiện tại triển lộ ra khí thế, liền hoàn toàn chân để tỏ rõ, bọn họ thực lực của hai bên, căn bản cũng không phải là một cái cấp quan trọng. Dưới loại tình huống này, hắn sao có thể còn chấn định được xuống tới. Trần Phi, vân vân chờ đã, hắn mới vừa nói hắn là Trần Phi. Có thể nhưng vào lúc này, bên trong đám người lại đột nhiên có người truyền đến một đạo kinh hô. Nguyên bản còn có chút xì xào bàn tán hiện trường. Nhất thời một tính, ngay sau đó, từng đạo ánh mắt bắt đầu từ theo bốn phương tám hướng hướng về thanh âm kia truyền tới phương hướng cấp tốc quét tới. Rơi xuống một người mặc quân lục sắc áo khoác ngoài người trên người. Chỉ thấy người nọ lúc này con mắt thần không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt, một lúc sau mới cổ họng chậm rãi giật giật, nuốt xuống một ngụm nước miếng, lại sau đó là có một tên là kinh hãi màu sắc, từ ánh mắt của hắn trong giảm bộc phát ra. Làm sao che giấu đều yểm không lấn át được. Cùng lúc đó, hiện trường này cũng theo có những người khác cũng là kinh hô lên. Trần Phi, người nào Trần Phi, T, không biết là hắn đi. Ta liền nói hắn thoạt nhìn thế nào như thế nhìn quen mắt, nguyên lai thực sự là hắn. Không nghĩ tới cái này sát tinh cư nhiên cũng tới. Xem ra có trò hay có thể nhìn. Ta nhớ kỹ trước hắn cùng lão tôn nhà ân oán cũng không nhỏ, đều nghe nói thấy máu, mà bây giờ... Lão tôn nhà tôn thiên chính, vừa thành chúng ta cái này thành tiên cốc trong đệ nhất nhân, đã bị Tử Viêm cung yêu ái. Vậy thì thế nào, đừng quên trước thế nhưng ngay cả Nhan Chân đều thua ở trong tay hắn. Tôn thiên chính mặc dù là lợi hại hơn nữa, có thể cùng Nhan Chân so với. Điều này cũng đúng, Nhan Chân có người nói đều đã là luyện khí lục trọng, như trước còn là bị thua. T, nói như vậy nói, hắn đến tột cùng là đạt tới cảnh giới gì a? Xa xa rất ít người trong phát ra không ức chế được rối loạn thanh. Những người này đều có một cộng đồng đặc điểm, đó chính là đều là kinh thành bốn bộ người. Đương sơ Trần Phi ở kinh thành thiên tổ trụ sở huấn luyện quét ngang lúc, thậm chí ngay cả từ tu chân giới trở về Nhan Chân đều chém dụng dưới ngựa, cường thế chiến thắng. Vì vậy hiện nay kinh thành bốn bộ người tự nhiên là đối với hắn tên sát tinh này ấn tượng không gì sánh được khắc sâu. Cho nên khi thanh tiếng kinh hô truyền đến sau, vốn là vắng vẻ trong nháy mắt trở nên có chút tư để hạ sôi trào. Này kinh thành bốn bộ thành viên, hầu như hoàn toàn đều là một loại kinh ngạc, chấn động ánh mắt tập trung ở Trần Phi trên người. Không nghĩ tới, cái này sát tinh cũng tới a. Mà bọn họ tâm tình như vậy biến động không thể nghi ngờ là rất hiển nhiên,
cũng khiến ở đây những người khác không tự chủ được sắc mặt trở nên có chút kinh dị lên. Ánh mắt cổ quái rơi vào Trần Phi trên người quan sát. Bọn họ không phải người ngu, tương phản đều là người thông minh. Vì vậy bọn họ như thế nào sẽ không rõ ràng lắm có thể để cho kinh thành bốn bộ những tên kia nhất tề sắc mặt đột biến tên, lại là dễ trêu. Thậm chí nghĩ đến đây, bọn họ cũng không khỏi sắc mặt có chút đỏ lên lên. Bởi vì trước đó, bọn họ đều còn tưởng rằng tiểu tử này hoàn toàn cũng chỉ là một không phân rõ sở tình thế, càng không biết trời cao đất rộng cuồng vọng hạng người, thậm chí còn vì thế tư để hạ cười ha ha chào phúng, châm biếm quá hắn, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ đều đừng nói kinh thành bốn bộ những tên kia ở nhận ra Trần Phi sau, vậy đơn giản xưng là khoa trương phản ứng. Liền nói Trần Phi trước viện triển lộ ra kinh khủng kia khí thế, cũng đã là đủ để làm bọn hắn kinh hồn táng đảm, ra đầu tê dại. Hiểu thêm vậy đối phương chỉ sợ là thật không dễ chọc. Mà ở cái này kinh ngạc, chấn động sôi trào tiếng vang lên sau, Chu Long Ưng cũng là trong nháy mắt rõ ràng sắc mặt có chút lần thứ hai đổi đổi. Trong lòng liên tục lột bột vài cái, cuối cùng vẫn mặt âm trầm xoay người ly khai. Một bên xoay người, còn thấy hắn hử lạnh nói hử, Tào Tề Quốc, lần này coi như ngươi gặp may mắn. Đứng lại, có thể nhưng vào lúc này một đạo lạnh lùng quát lớn thanh lại đột nhiên vang lên, lại là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cặp kia con ngươi đen nhánh chợt co rụt lại, lau một cái lạnh lùng ánh sáng tùy theo từ con ngươi trong bắn đi ra ta hiện tại, có nói cho ngươi đi. Tục ngữ nói thật tốt, giả bộ ép. Còn muốn chạy. Cái này trên đời này sợ rằng còn không có chuyện tốt như vậy. Xôn xao. Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời hiện trường mọi người vừa lại một mảnh ồ lên. Chu Long Ưng vừa xoay qua chỗ khác chuẩn bị rời đi thân thể, cũng ở đây trong nháy mắt lập tức có chút cứng lại rồi. Sau đó sắc mặt kia rốt cục bắt đầu âm trầm xuống, da mặt lay động, không gì sánh được hắn giọng cùng xấu xí. Lại sau đó mọi người bên tai phảng phất như là mạnh vang lên, siêu, một tiếng, cũng Chu Long Ưng vừa lại đem thân thể vòng vo trở về, âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi. Bằng không ngươi còn muốn thế nào? Xuất thủ đối phó ta, còn là muốn cho ta xin lỗi. Tiểu tử, ngươi bây giờ là không là có chút quá để mắt chính ngươi. Ngươi tựu thật như vậy thích cho ngươi mặt, lại không muốn. Chu Long Ưng không nghĩ tới mình cũng dẫn đầu cúi đầu, tuyển trạch dừng tay rời đi. Đối phương lại còn chưa đủ, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Phi, cái gì đồ chơi, phải biết rằng ở đây không có thể như vậy bên ngoài, mà là thành tiên cốc. Thật cho là mình cái loại này mặt hàng coi là vật gì vậy. Sau đó chỉ thấy kỳ không hiểu sắc mặt có chút kiêu căng lên, con ngươi lạnh lùng chăm chú nhìn Trần Phi, chậm rãi nói tiểu tử, ta biết lấy thực lực của ngươi, có lẽ là có lai lịch gì chính là nhân vật, thế nhưng... Người nghĩ ta Chu Long Ưng lẽ nào tựu không có gì bối cảnh cùng thân phận. Nói xong, hắn còn tận lực lạnh lùng nghĩ Trần Phi thong thả cao dương khởi hạ ba, phảng phất là chờ mong từ Trần Phi trên mặt nhìn thấy cái gì sợ, hoặc là kiêng kỵ vẻ vậy. Có thể hiện thực, cũng rất hiển nhiên làm hắn thất vọng rồi. Bởi vì Trần Phi hoàn toàn đã đem hắn loại thái độ này làm như không thấy. Ngươi, mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu loại này hoàn toàn gần như ở không nhìn thái độ. Tự nhiên là khiến nguyên bản còn cảm giác mình rất nghiu ép, rất tự ngạo Chu Long Ưng, trong nháy mắt tự sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm cùng khó xem. Sau đó chỉ thấy kỳ gương mặt có chút vặn vẹo nhìn Trần Phi, giọng nói vô cùng độ bất thiện nói tiểu tử, người bây giờ là không phải là quá kiêu ngạo. Người đến tột cùng có biết hay không, ta Chu Long Ưng là ai? Gặp Chu Long Ưng như vậy nhược chí mở miệng, hiện trường tuyệt đại đa số mọi người là trong mắt theo sát phía sau tràn ngập ra lau một cái vẻ trào phúng. Có thể tại nơi vẻ trào phúng trong, nhưng cũng có rất nhiều mặt khác cảm xúc màu sắc, là tên là ước ao, đố kỵ, gì đó. Không có biện pháp, Chu Long Ưng hiện tại cử động như vậy mặc dù là có chút tiểu nhân đắc chí, thế nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là bị Tử Viêm Cung những người lớn cho coi trọng a. Đó là cái gì khái niệm? Tử Viêm Cung, đây chính là bên kia cái thế giới kia chân chính luyện khí sĩ tông môn, hơn nữa tối trọng yếu là... Tử Viêm Cung còn là lần này tới được năm lớn trong tiên môn, công nhận thực lực cao cấp nhất, cường đại nhất. Vì vậy cho bọn hắn những, này trên địa cầu cổ vũ giả, cấp thấp luyện khí sĩ mà nói, hoàn toàn chính là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà bây giờ, Chu Long Ưng lại bị bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng siêu cường luyện khí sĩ tông môn cho coi trọng, thu được ưu ái, vậy làm sao có thể đủ làm bọn hắn không ước ao đố kỵ hận. Vì vậy sau bất đồng Trần Phi mở miệng,
Chu Long Ưng đó là vừa tâm tình kích động nước miếng văng tung tóe lên. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngay ngày hôm qua, ta Chu Long Ưng đã là bị Tử Viêm Cung những người lớn cho coi trọng, thu làm đệ tử, ngươi minh bạch cái này ý vị như thế nào sao? Chu Long Ưng càng nói trên mặt thần sắc càng là kiêu căng lên, thậm chí trong ánh mắt kia đều hình như là hiện ra không ai bì nổi ánh sáng màu. Tựa hồ cho là hắn hiện tại nói tất cả, tuyệt đối đủ để có thể làm Trần Phi nhận thức đến sai lầm của mình. Kinh hồn táng đảm lên. Có thể tiếp, xem hắn không ai bì nổi, kiêu ngạo ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Trần Phi trên mặt, ý đồ từ trên gương mặt đó nhìn thấy khủng hoảng cùng hoảng loạn lúc, hắn, Chu Long Ưng, lại sau đó một khắc sắc mặt lại trở nên hắng giọng lên. Cặp mắt kia sau đó dần dần phiếm hồng, làm cho cảm giác đều hình như là sắp có thể phun ra hỏa diễm. Bởi vì, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt đương nhiên không có khả năng có dù cho chút nào khủng hoảng, cùng hoảng loạn. Tương phản, hắn hiện ở trên mặt hay là trong ánh mắt kia, đều sáng loáng mang theo là một loại đâm người cười nhạt vẻ. Giống như là hắn hiện tại hoàn toàn là đang thưởng thức vở hài kịch biểu diễn. Mà vở hài kịch là ai ni? Đương nhiên chính là Chu Long Ưng. Ngươi, ta. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt như vậy không nhìn cười nhạt, Chu Long Ưng giảm giá trị trong nháy mắt trên mặt thần sắc tự trở nên không gì sánh được dữ tợn cùng vặn vẹo, trong lòng hiện ra nồng nặc nhục nhã cùng phẫn nộ. Bốn phương tám hướng đưa mà đến nhãn thần, cũng để cho hắn cảm giác giống như là nhằm vào ở hung hăng ghim xương của hắn, ghim máu thịt của hắn vậy. Đây quả thực chân thực quá làm nhục. Thật giống như hắn Chu Long Ưng thật chỉ là cái nhảy lên nhảy xuống vở hài kịch. Có thể, thế nhưng hắn thật là vở hài kịch sao? Phải biết rằng hắn hiện tại thế nhưng bị năm lớn trong tiên môn mạnh nhất Tử Viêm Cung đều coi trọng a. Tương lai không hề nghi ngờ nhất định sẽ trở thành người trên người, bước trên đỉnh, biến thành có thể chúa tể người phàm sinh tử vĩ đại luyện khí sĩ đại nhân, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để lấy nói rõ vấn đề sao? Nếu không vì sao hiện tại ở đây người nhiều như vậy, đều là không gì sánh được ước ao cùng đố kỵ hắn. Bởi vì chân chính luyện khí sĩ tông môn, chân chính luyện khí sĩ tông môn đệ tử, cái loại này thân phận, đã hoàn toàn có thể nói cùng mọi người tại đây trình tự, đều là không giống nhau. Nếu không là người của một thế giới. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi lại dám như vậy không nhìn hắn Chu Long Ưng, nhìn hắn vì búng trên búng dưới vở hài kịch. Cái này làm sao làm hắn không cảm giác được tức giận. Thậm chí trong lòng của hắn dường như là hỏa sơn phun trào vậy nhục nhã cùng tức giận, đều ở giờ này khắc này chân thực không có biện pháp ức chế xuống tới. Vì vậy sau đó, chỉ thấy Kỳ vẻ mặt âm trầm, chỉ vào Trần Phi mũi tức miệng mắng to cẩu vật, người hắn mà thật cho là mình coi là vật gì vậy. Đừng tưởng rằng hiện tại có chút thực lực thì ngon, có biết hay không đây là địa phương nào. Nơi này là Thành Tiên Cốc, là năm đại tiên cửa chọn tông môn đệ tử địa phương, mà ta. Chu Long Ưng. Hiện tại đã là bị năm lớn trong tiên môn lợi hại nhất Tử Viêm Cung coi trọng, người loại này cẩu vật có tư cách gì theo ta Chu Long Ưng so với. Người tin hay không, chỉ cần lão tử một câu nói, người hắn ma sẽ từ nơi này Thành Tiên Cốc cút ra ngoài. Hiển nhiên người này bây giờ là thật có một ít tâm lý mất khống chế. Bất quá cũng có thể lý giải, không có biện pháp, ai bảo hắn hiện tại chính là mặn cá lớn xoay người, đường làm quan rộng mở, mình cực độ bành trướng thời gian. Là tuyệt đối không cho phép có người nghịch hắn, mạo phạm hắn quyền uy. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước cử động, không thể nghi ngờ là ở hung hăng phiến hắn cái tát. T, bất quá này kinh thành bốn bộ người gặp đều đến rồi loại thời điểm này, mình cực độ bành trướng Chu Long Ưng lại dám chỉ vào Trần Phi cái này sát tinh mũi mắng, nhất thời không khỏi mỗi một người đều sắc mặt trong nháy mắt biến ảo lên, cũng hút lương khí. Tuy rằng bọn họ bây giờ là biết Chu Long Ưng đã bị Tử Viêm Cung những người lớn cho coi trọng, dành mạch từng câu Tử Viêm Cung ba chữ này, đến tột cùng là đại biểu cho làm sao kinh người phân lược, nhưng vấn đề là bọn họ, Trần Phi, cũng Trần Phi A. Tên kia giống hệt hoàn toàn thì không phải là một cái y theo lẽ thường ra biển hiệu chủ nhân. Mà bây giờ Chu Long Ưng lại dám trực tiếp là chỉ vào hắn mũi mắng chửi. Cái này, đây quả thực là bản thân muốn chết đi. Rất hiển nhiên, bọn họ bọn người kia đối với Trần Phi hiểu rõ đúng. Sau đó trong nháy mắt chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt tự trở nên âm trầm. Tốt, tốt, Trần Phi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống đồng thời, trong cơ thể linh khí trực tiếp là một trào, hình thành một đạo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm bàn tay cách thật xa liền hướng về Chu Long Ưng cổ hung hăng một trào.
Nhất thời chỉ thấy Chu Long Ưng con ngươi cuối cùng là chợt co rụt lại, lau một cái kinh sắc vẻ tùy theo như là ôn dịch vậy hiện lên đi ra. Bởi vì, hắn cư nhiên cảm giác được một nóng chí cực lực lượng ở trên trong nháy mắt hung hăng chèn vào cổ của hắn, sau đó cả người hắn tựu đều không tự chủ được bị kinh khủng kia nóng lực trọng trọng nói lên. Sắc mặt của hắn bởi vì hô hấp không khoái rất nhanh biến thành xanh tím sắc, không chỉ có như vậy, ngay cổ hắn chung quanh da thịt, còn hình như là bị cháy rụi vậy, chậm rãi ra chóc thịt bong lên. Liên, luyện khí sĩ. Hắn lại là một vị luyện khí sĩ. T, ở nhìn thấy kinh khủng như vậy tràng cảnh, ngạnh sinh sinh đem Chu Long Ưng cái cổ nhắc tới hỏa diễm bàn tay, ngoại trừ kinh thành bốn bộ mọi người tại đây, cuối cùng là sắc mặt sợ hãi kêu to lên, thậm chí không ít người đều theo sát mà dại ra cũng hít một hơi lương khí. Hiển nhiên, bọn họ trăm triệu nghĩ không ra Trần Phi lại là một vị luyện khí sĩ, mà, hơn nữa, còn là một vị tu vi thực lực kinh khủng như vậy luyện khí sĩ. Liên cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ Chu Long Ưng đều trực tiếp là bị hắn như vậy đùa bỡn ở cổ trưởng gian, không có lực phản kháng chút nào. Bất quá ở nơi này trong lòng mọi người không gì sánh được kinh hãi trong thời gian ngắn, chăm chú thẻ chủ Chu Long Ưng cái cổ hỏa diễm bàn tay cũng đã phát ra khí tức tăng thêm sự kinh khủng. Khiến không gì sánh được kinh khủng dưới người sau, con người đều là một trận tuyệt vọng co rút lại. Hắn có thể cảm giác được chăm chú cắm ở trên cổ hắn ngọn lửa kia trên bàn tay truyền tới tử vong ba động, cái loại này lực lượng xác xác thật thật chân thực thật là đáng sợ, làm hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người run. Vì vậy giờ này khắc này hắn không chút nghi ngờ, nếu ngọn lửa kia trên bàn tay lực đạo thật muốn lại thêm nặng như vậy một điểm, một tia, hắn, Chu Long Ưng, sợ rằng ngày hôm nay sẽ chết ở nơi này. Nghĩ đến đây, Chu Long Ưng trong lòng tự nhiên là nổi lên vô biên hối hận cùng sợ hãi, bất quá sau một khắc, chỉ thấy kỳ chợt cắn răng một cái, thần sắc hoảng hốt cầu cứu lên, hô lớn Tôn Sư Huynh, cầu ngươi nhanh ra tay giúp giúp ta. Tôn Sư Huynh, mọi người vừa nghe đến Chu Long Ưng cái này la quát, đầu tiên là sắc mặt sửng sốt, sau ngay tức khắc trở nên có chút nhãn thần dị dạng lên. Hiện nay có thể bị hắn Chu Long Ưng xưng là Tôn Sư Huynh, giống hệt cũng chỉ có hắn đi. Tôn Thiên Chính. Hừ, đồ vô dụng. Sau đó đó là có một đạo tiếng hừ lạnh từ xa xa truyền đến, sau rất nhanh đó là nhìn thấy có một chuyến 4-5 người từ cấp tốc tách ra người đàn đồng đạo trong đi đến. Người cầm đầu là một cái thoạt nhìn khí chất cực kỳ âm lãnh tên, 28-29 tuổi, toái phát mắt lé, giống như là bất kỳ một cái nào động tác đều ở đây nổi lên theo mình bất phàm té ngã sừng cao chót vót vậy. T, đúng là hắn, Tôn Thiên Chính. Lẽ nào tự thủy chí trung hắn đều ở phía xa lạnh lùng bàng quan theo? Ai biết, bất quá đi theo bên cạnh hắn mấy cái giống hệt đều là bị Tử Viêm cung những người lớn cho coi trọng, đã xác định sẽ bị chọn làm đệ tử người đi. Cái này Tôn Thiên Chính, cổ tay thật là có chút dọa người a. Có biện pháp nào, có người nói người này người mang một loại cực kỳ thích hợp tu luyện thể chất, mặc dù là tại nơi năm lớn trong tiên môn, đều là cực kỳ hiếm thấy. Tương lai tiềm lực cũng nhất định là khủng bố cùng dọa người. Chúng ta những người này cùng hắn so với, hoàn toàn không ở một tầng thứ. Cũng khó trách những tên kia đều bị Tử Viêm cung chọn lên, còn như vậy nịnh bợ Tôn Thiên Chính. Vậy hắn bây giờ là nên vì Chu Long Ưng xuất đầu. Làm thời khắc đó ý hiển hiện tài giỏi cao chót vót tên xuất hiện sau, mọi người tại đây vừa lại tư để hạ xôn xao, một trận xì xào bàn tán, cùng nghị luận sôi nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là gần nhất tại đây thành tiên cốc tối phong cảnh người kia, Tôn Thiên Chính. Tôn Sư Huynh, cứu ta! Vẻ mặt hốt hoảng Chu Long Ưng vừa lại kêu cứu. Bất quá Tôn Thiên Chính nghe vậy lại cũng không có liếc hắn một cái, mà là mặt không thay đổi nhìn Trần Phi, ở trong mắt hiện lên nhàn nhạt băng hàn vẻ, một lúc sau, mới gặp kỳ giọng nói hơi có chút tàn nhẫn cười lạnh, nói thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Đắc tội chúng ta Tôn gia, ngươi còn dám xuất hiện ở ta Tôn Thiên Chính trước mặt. Nghe vậy mọi người nhãn thần đều là dùng mình. Nguyên lai, cái này Tôn Thiên Chính là thật cùng Trần Phi có ân oán a. Ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi, thế nhưng, ngươi có thể làm gì ta? Thế mà, đang đối mặt Tôn Thiên Chính như vậy cao cao tại thượng tư thái, cùng ngôn ngữ, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngôn ngữ đánh trả nhưng cũng có chút lạnh thấu xương. Ta bây giờ đang ở cái này, thế nhưng, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi muốn chết? Nghe được Trần Phi như vậy trào phúng ngôn ngữ, Tôn Thiên Chính nhãn thần ngay tức khắc chính là lạnh lẽo lên. Nhẹ nhẹ sát ý cũng từ trong mắt của hắn hiện ra,
cũng khiến tuần này tao bầu không khí, bỗng gian trở nên có chút băng hàn lên. Nhưng lúc này đây, đáng tiếc là, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp là đưa hắn làm như không thấy. Lại sau đó là nhìn thấy hắn một đôi mắt, lạnh lùng rơi vào sắc lệ nội cha Chu Long Ưng trên mặt, chậm rãi, lại có làm cho người kinh hãi thịt nhảy băng lãnh ngôn ngữ thổ lộ ra tuy rằng ngươi bây giờ bị Tử Viêm Cung chọn lên, thế nhưng tựa hồ ngươi đem cha mẹ cũng không có giáo dục ngươi cái gì là giáo dưỡng. Mặt khác con người của ta Ni, thực sự có chút đáng ghét miệng thúi người. Ngay hắn ngôn ngữ thanh vừa dứt, một đạo tiếng kêu thảm thiết trực tiếp vang lên. Chỉ thấy ngọn lửa kia bàn tay buông ra cái cổ sau thật cao vung lên, sau đó trực tiếp là một cái tát hung hăng rút đi tới, đem Chu Long Ưng gương mặt quất tất cả đều là máu, hàm răng bay bắn ra, thê thảm đến cực điểm. T. Hiện đang lúc mọi người vừa lại kìm lòng không đậu bộc phát ra một trận cũng hút lương khí thanh, không nghĩ tới Tôn Thiên Chính hiện tại đều đã ở chỗ này, Trần Phi, lại còn dám động thủ. Cùng lúc đó, Tôn Thiên Chính sắc mặt cũng trở nên khó coi, một đôi mắt không gì sánh được lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, cước bộ về phía trước đạp ra lệnh được rồi. Dừng tay đi. Trần Phi quay đầu nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình, cái này khiến người sau trên mặt thần sắc càng khó coi mấy phần, như là cảm thụ được vũ nhục. Sau đó chỉ thấy Kỳ lần thứ hai ngôn ngữ cực kỳ bất thiện nói rằng ngươi là điếc còn là ách. Nghe không hiểu ta nói, ta cho ngươi dừng tay. Nhất thời Trần Phi con người đen nhánh trong liền không khỏi lóe lên lau một cái lạnh như băng màu sắc, rốt cục con mắt chỉ hướng về Tôn Thiên Chính nhìn thẳng vào đi. Người này có đúng hay không có chút quá tự cho là đúng, đắc ý vênh váo. Một bộ mệnh lệnh quát lớn miệng. Xem ra cái này Tôn Thiên Chính là nghĩ người nọ trước không nhìn quá cản rỡ, lại tăng thêm hiện tại hắn cùng Chu Long Ưng cũng là đều là Tử Viêm Cung môn nhân, cho nên mới phải như vậy đứng ra. Mọi người nhìn thấy một màn này đều trong lòng nói thầm nói. Tuy nói cái này Tôn Thiên Chính có khả năng thực lực phương diện thì không bằng Trần Phi lợi hại, thế nhưng dù sao hắn hiện tại đều đã bái nhập Tử Viêm Cung ở giữa, hơn nữa còn là bị theo Tử Viêm Cung những người lớn thật lớn coi trọng. Vì vậy hiện tại từ hắn đứng ra thét ra lệnh Trần Phi ngừng tay, còn chưa phải là chuyện một câu nói. Người sau làm sao có thể dám làm trái? Dù sao nếu thật đem Tôn Thiên Chính cho triệt để đắc tội, vậy coi như không phải là đùa giỡn. Cái này sợ rằng cùng trực tiếp đắc tội Tử Viêm Cung không có gì khác nhau. Rồi hãy nói Chu Long Ưng hiện tại cũng xác xác thật thật là Tử Viêm Cung đệ tử. Trần Phi coi như là lại làm càn, lại gan lớn, Tử Viêm Cung mặt mũi, cũng là không có khả năng không để cho đi. Rồi hãy nói hắn có tư cách này không để cho sao. Mọi người ý nghĩ như vậy không phải là bởi vì Tôn Thiên Chính bây giờ là Tử Viêm Cung coi trọng nhất mới chọn đệ tử. Mà Tử Viêm Cung lại là lần này năm lớn trong tiên môn lợi hại nhất, cực mạnh xu thế một nhà, vì vậy đây hết thảy tựu đều tự nhiên mà vậy, hợp tình lý. Phảng phất hết thảy đều là đương nhiên. Có chút ý tứ, xa xa, cũng có chút khí chất bất phàm nam nữ hai tay vây quanh ở ngực, nhiều hứng thú chú ý chuyện này tiến triển. Bọn họ đều là đã xác định bị năm đại tiên cửa chọn người trên, hiện vào lúc này tự nhiên hiếu kỳ Trần Phi đến tột cùng có thể hay không cho Tôn Thiên Chính mặt mũi này. Từ bọn họ ở sâu trong nội tâm mà nói, bọn họ tựa hồ càng giống như nhìn thấy Tôn Thiên Chính tên kia kinh ngạc. Chỉ là, có loại khả năng này tính sao? Dù sao đây chính là Tử Viêm Cung A. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh lùng nhãn thần đã triệt để rơi xuống vẻ mặt âm trầm, cùng thần sắc kiêu căng Tôn Thiên Chính trên mặt. Đối phương viện tận lực biểu hiện ra không ai bì nổi, còn có tài giỏi cao chót vót, đều chân thực quá mức rõ ràng một ít. Người như thế kỳ thực hãy cùng trước Chu Long Ưng không nhiều lắm lưỡng dạng, một ngày kia không chung rơi bảy dập, hàm ngư phiên thân, liền trực tiếp là không rõ ràng lắm bản thân đến tột cùng là ai. Chính là mình cực độ bành trướng thời gian. Mà ở cái này mình cực độ bành trướng trong tâm tình của, hắn đương nhiên tự cho rằng tất cả mọi người phải, hẳn là dựa theo ý nghĩ của hắn làm việc. Không có khả năng có chút làm trái. Thế nhưng hắn Trần Phi, sẽ ăn một bộ này sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Phi vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tôn Thiên Chính, trong miệng từ từ thổ lộ ra hờ hững thanh âm. Ừ, hắn, mọi người đang nghe được Trần Phi chính là lời nói thanh đều là con ngươi hơi co rút lại một chút. Người này hiện tại lời như vậy, lẽ nào, hắn là thật dự định không để cho Tôn Thiên Chính mặt mũi. Ta lặp lại lần nữa. Nghe vậy Tôn Thiên Chính sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm, như là sắp thích xuất nước đến,
sau đó trong cặp mắt kia mặt càng xích lõa trần hiện ra một luồng hàn ý cùng hung mũi nhọn. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh giọng nói ta nói, những ngươi bây giờ ngừng tay. Ba. Nhưng sau đó Trần Phi lại trực tiếp là ngón tay vung, ngọn lửa kia bàn tay lần thứ hai xuất hiện, hung hăng phiến tại nơi miệng đầy là máu Chu Long Ưng trên mặt, một cái tát trực tiếp là đem phiến bay trên mặt đất, cả người trực tiếp phiến ngất đi qua. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lẽo tiếng cười cũng là đang lúc mọi người bên tai trực tiếp vang dội đến. Ngươi nhường ta ngừng tay, ta tự ngừng tay, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. T. Hiện trường vừa vang lên nữa tới từng đợt cũng hút lương khí thanh âm. Thậm chí ngay cả xa xa năm đại tiên cửa chúng cử người, hiện vào lúc này sắc mặt đều có chút cứng lên. Hiển nhiên, bọn họ quả thực không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế không để cho Tôn Thiên Chính mặt mũi, thậm chí còn, liên Chu Long Ưng đều bị một cái tát phiến hôn mê. Ngươi thật to gan, mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cùng nghe được như vậy ngôn ngữ, Tôn Thiên Chính thật là vào lúc này triệt để sắc mặt một mảnh hắng giọng lên, hàm răng trên dưới chen động, phát sinh tàn bạo. Hổn hển răng rắc thanh âm. Đối phương lúc này loại này cử động thật sự là làm hắn Tôn Thiên Chính quá mức mất thể diện một ít. Bộ mặt tang cố gắng. Quản tốt miệng, lăn xa một chút, bằng không ta bảo chứng ngươi sẽ cùng hắn là một cái hạ tràng. Nhưng sau đó đó là nhìn thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lần thứ hai ngẩng đầu lãnh nhìn Tôn Thiên Chính, trong con ngươi mang theo một luồng chẳng đáng, lạnh lùng nói rằng. Xôn xao. Cuồng vọng như vậy ngôn ngữ vừa ra. Mọi người tại đây lại là một mảnh ồ lên cùng sắc mặt cứng ngắc. Bởi vì, cái này Trần Phi thật sự là quá kiêu ngạo, lại còn nói muốn cho Tôn Thiên Chính quản tốt miệng, lăn xa một chút. Cái đó và trực tiếp ở trên mặt hắn phiến một cái tát, có cái gì khác nhau? Tôn sư đệ, cùng cái này không biết trời cao đất rộng vật nhỏ lời thừa cái gì. Trực tiếp làm thịt đó là. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hai tóc mai hơi ngân sắc sợi tóc trung niên nhân đột nhiên đứng dậy. Một bên đem ưng chuẩn vậy ánh mắt quét về phía Trần Phi, một bên nhẹ nhàng cười, nói. Oanh! Sẽ ở đó hai tóc mai hơi ngân sắc sợi tóc trung niên nhân một chữ cuối cùng, thoại âm rơi xuống sau, từ trong cơ thể hắn lại có một cực kỳ đáng sợ chân khí khí lãng bỗng bạo tạc mà đến, nhấc lên mắt thường có thể thấy được trùng kích khí lãng, trực tiếp là hung hăng hướng Trần Phi tịch cuốn đi. Mà trùng kích khí lãng cường đại trình độ, coi như là ở đây đông đảo cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả cảm thụ được. Cũng là lập tức sắc mặt tựu thay đổi. Thậm chí tại bọn hắn trong con ngươi, sau đó đều còn có một từng sợi sợ hãi nổi lên. Là Lương Nhược Xuân, người này từ lúc 10 năm trước cũng đã là tiên thiên hậu kỳ cường giả, lần này cũng là bị Tử Viêm Cung những người lớn đoán trên. Từ lúc 10 năm trước Lương Nhược Xuân cũng đã là cái này hoa hạ cổ vũ giả vòng tròn nội nhất cường giả đứng đầu một trong, tu vi lực lượng đạt tới tiên thiên hậu kỳ, dĩ vãng phàm là tiên thiên sơ kỳ thậm chí tiên thiên trung kỳ. Ở trong tay hắn thậm chí đều khó khăn lấy chống nổi ba chiêu, mà bây giờ không nghĩ tới tên gia hỏa như vậy đều cư nhiên cũng trở thành Tôn Thiên Chính chó săn, hướng về Trần Phi động thủ. Oanh! Làm lực lượng kia cùng sóng xung kích bất ngờ nổ tung mà mở sau, một câu cuối cùng lạnh lùng lời, triệt để muốn nổ tung lên, tạo thành một loại như vòng tròn vậy cạn màu xám xương trắng. Trực tiếp là hung hăng hướng phía Trần Phi mang tất cả đi, uy thế hãi nhân. Lương Nhược Xuân không hổ là tiên thiên hậu kỳ cường giả, triển hiện ra thủ đoạn cùng năng lực, quả thực quá kinh người, quá bá đạo. Bởi vì xa xa này thực lực hơi yếu tiên thiên sơ kỳ, hiện tại vừa chỉ là cảm thụ được khí thế kia dư ba trùng kích, đúng là nhất tề nhịn không được trong ngực máu bạo loạn, sôi trào, theo sát phía sau tiếng hít thở kia cũng là có vẻ tương đương chắc trở cùng khó chịu. Cái này cũng làm bọn hắn trong ánh mắt khó có thể ức chế hiện ra vẻ kinh hãi. Trước. Hắn lại là đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh, không ít người nhìn Lương Nhược Xuân thân ảnh đều có chút khó có thể tin nói. Bởi vì đối phương hiện tại triển lộ ra khí thế, bất ngờ đã xa không tầm thường tiên thiên hậu kỳ cường giả có thể sánh được, mà như thế, liền chỉ có một đáp án. Hắn cư nhiên đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh. Hừ, cảm thụ được từ bốn phương tám hướng truyền tới các loại kinh hãi, chấn động nhãn thần, Lương Nhược Xuân liếc mắt nhìn, ngạo khí cười lạnh cười. Giống hệt rất hưởng thụ như vậy mọi người đúng đối với tâm tình của hắn rung động vậy. Có thể nhưng vào lúc này, làm tất cả mọi người bị Lương Nhược Xuân thực lực hấp dẫn, viện chấn động lúc, có một đạo thân ảnh nhưng cũng bỗng nhiên là hướng về phía trước đạp ra một bước, mở miệng ra, dưới trong nháy mắt, liền phảng phất là có một cuồng chiếm ở sơn lĩnh gian kinh người thú giống,
rồi đột nhiên Tự Kỳ trong miệng bạo hống ra. Giống, cuồn cuộn âm ba, mang theo có chút bén nhọn căn bản cũng không từng đã nghe qua giống tiếng hô, trực tiếp là ở trong chớp nhoáng này quét ngang ra, không gì sánh được khủng bố, ném đi Vân Vũ, cùng Lương Nhược Xuân triển hiện ra khí thế trùng kích trọng trọng cuồng liệt đụng vào một ít, không chút nào mưu lợi, sau đó nhất thời phương này viên mấy chục thước nội đó là vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng sấm. Mọi người nhãn thần đều là trực tiếp cứng lại rồi. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Sau đó Lương Nhược Xuân cùng Trần Phi cách xa nhau trong lúc đó dưới chân thổ địa trực tiếp là, răng rác, nứt ra rồi, xuất hiện một cái sâu đậm cái khe, kéo đi ra 5-6 mét. Mà ở nhìn thấy khí thế của mình trùng kích cư nhiên bị Trần Phi dễ dàng như vậy tự cản lại, Lương Nhược Xuân cuối cùng là con ngươi hơi rụt một cái, chợt sắc mặt thoáng trở nên có chút ngưng trọng. Tuy nói trước hắn một chút chỉ là đang thử thăm dò. Nhưng vấn đề là, hắn hiện nay giàu gì cũng là thứ thiệt cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả đi. Coi như chỉ là một đạo khí thế trùng kích, vậy cũng tuyệt đối không phải là tầm thường thanh niên nhân có thể như vậy đơn giản đỡ được a. Nhưng bây giờ, trước mắt tiểu tử kia, cái gì tên là Trần Phi tên, lại hết lần này tới lần khác làm xong rồi. Hừ, quả nhiên là có chút năng lực, thảo nào dám cản rỡ như vậy. Sau đó chỉ thấy Kỳ đôi tròng mắt kia chăm chú nhìn Trần Phi hừ lạnh một tiếng, nói rằng. Có nữa năng lực thì thế nào, cũng chẳng qua là cái lông cũng còn không dài đủ vật nhỏ mà thôi, Lương Nhược Xuân, ta xem ngươi bây giờ là không là có chút quá cẩn thận. Mà nhưng vào lúc này, vừa có một đạo âm lãnh tiếng cười nhạo từ vẻ mặt hắn giọng Tôn Thiên Chính phía sau phương vang lên. Lại sau, liền nhìn thấy một vị người khoác theo hắc bào, phía sau lưng thoạt nhìn hơi có chút còng xuống lão giả, lão đảo đi tới phía trước đến. T, là Tây Bắc Bách Tà lão nhân, hắn thế nào cũng. Mà ở nhìn thấy phía sau lưng còng xuống lão theo xuất hiện, mọi người tại đây lại có một ít nhìn không được xôn xao. Hoa Hạ Tây Bắc cổ vũ giả vòng tròn nội, có nhất tôn danh khí cực kỳ lớn, cực kỳ kinh khủng ngôi sao sáng, đó là cái này Bách Tà lão nhân. Tục truyền nghe thấy, cái này Bách Tà lão nhân cũng cùng hiện nay Lương Nhược Xuân là giống nhau, chính mình tiên thiên hậu kỳ đỉnh thực lực, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên sẽ vào lúc này cũng đứng ra. Hơn nữa, hắn cũng hình như là bị Tử Viêm cung những người lớn chọn lên. Lương Nhược Xuân nghe vậy, nhãn thần vi hơi trầm xuống một cái, nhưng sau đó còn là không mặn không lạt mở miệng nói rằng con người của ta là rất cẩn thận một chút, cái này cũng là của ta quen, thế nào, Bách Tà lão nhân người nghĩ có gì không ổn sao? Mặc dù nói để về sau cân nhắc, hắn tuyển trạch bất cố thân phân, lấy lòng Tôn Thiên Chính, thậm chí hạ mình hàng đắt cam nguyện làm đối phương chó săn. Nhưng nếu là làm đối tượng nếu đổi lại là những người khác, nếu đổi lại là mặc dù cùng hắn, đều chính mình tiên thiên hậu kỳ đỉnh lực lượng Bách Tà lão nhân, thái độ của hắn nhưng cũng cực kỳ cường ngạnh. Dù sao thật nếu nói, đối phương có thể không có gì hay nhượng hắn kiêng kỵ, hoặc là e ngại. Mà Tôn Thiên Chính lại bất đồng, bởi vì đó là một cái chắc chắn sẽ thăng chức rất nhanh thiên tài. Điểm này, từ mấy ngày này Tử Viêm cung những người lớn đối kỳ thái độ, chính là không gì sánh được vô cùng rõ ràng. Không thích hợp cũng không đến mức, Bách Tà lão nhân bĩu môi, ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Hiển nhiên hắn cũng biết Lương Nhược Xuân quả thực không cần thiết hắn có gì mà sợ. Chỉ là, nếu hắn hiện tại cũng tuyển trạch tại nơi Tôn Thiên Chính trên người dưới tiền đặt cược, tự nhiên cũng phải giống như Lương Nhược Xuân vậy, đứng ra làm những gì. Nghĩ đến đây liền đem một đôi tà dị già nua con ngươi chậm rãi hướng phía Trần Phi quét tới, sau cùng, có chút khiến người ra đầu tê dại kiệt kiệt nở nụ cười. Nói kiệt kiệt, có thể cùng Lương Nhược Xuân liều mạng tương xứng, ngươi cũng là có tư cách cùng bọn ta nói chuyện ngang hàng. Bất quá một người ngươi chống đỡ được, cần phải vâng, hai người ni. Oanh! Làm kỳ lời kia giọng nói một chữ cuối cùng kiệt kiệt rơi xuống sau, một lạnh lùng chí cực tà khí, đó là khi hắn tay áo bảo vung lên gian, mình mông cuồn cuộn bộc phát ra. Tại nơi tà khí trong càng có một loại như xà hí vậy bén nhọn thanh âm ở động tĩnh. Đúng là mơ hồ đều muốn Lương Nhược Xuân khí thế đè xuống, khiến ở đây đông đảo thân thể khu run lên, trên mặt thay đổi một ít nhan sắc. Ha ha, không nghĩ tới Bách Tà lão nhân ngươi cư nhiên có thể không nể mặt làm loại sự tình này, cũng là có chút ngoài dự liệu của ta a. Bất quá, đây chính là cái đơn giản nhất, cũng là có hiệu quả nhất biện pháp. Nghe vậy thấy thế Lương Nhược Xuân trên mặt lạnh cười, chợt ánh mắt hướng bên Trần Phi, vẻ mặt trêu tức cùng khinh miệt nói tiểu tử. Không phải không thừa nhận ngươi quả thực rất có chút tài năng, bất quá, như vậy có thể thế nào?
Ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi có thể ngăn ở ta cùng Bách Tả lão nhân hai người sao? Ta xem ngươi đời này làm tối sai một việc, chính là lại dám đúng đối với tôn sư đệ bất kính. Lương Nhược Xuân kiệt kiệt nói. Lấy hắn cùng Bách Tả lão nhân liên thủ, đủ hai vị tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, coi như là tại đây cường giả như Vân Thành tiên cốc nội cũng tuyệt đối là cực kỳ vô địch tổ hợp. Trần Phi tuyệt không khả năng lại ở trong tay bọn họ lật lên cái gì cuộn sóng. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi có chút gây rối, không nghĩ tới lấy Lương Nhược Xuân còn có Bách Tả lão thân phận của người, cư nhiên sẽ chọn loại này hèn hạ phương thức, vây công. Mà Tào Tề Quốc cùng Hạ Sơn Xuyên ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng có chút hoảng hồn, xuất hiện ở Trần Phi phía sau phương, sắc mặt không gì sánh được xấu xí, rồi lại có mấy lời âm run rẩy mở miệng nói rằng Trần tiên sinh nếu không chúng ta đi nhanh đi. Lương Nhược Xuân còn có Bách Tả lão nhân cũng đều là tiên ngày sau kỳ đỉnh cường giả. Quá mạnh mẽ. Hiển nhiên, đối mặt với hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, hai người bọn họ đều có chút kinh hồn táng đảm, té ngã ra tóc ma. Dù sao lấy hai người bọn họ hiện thực lực hôm nay, đừng nói là tiên thiên hậu kỳ đỉnh, coi như là chống lại tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả đều sẽ có độ khó. Mặc dù nói bọn họ biết Trần Phi lợi hại, thế nhưng, hắn coi như là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả sao? Cái này sợ rằng có chút quá không thực tế đi. Có thể cùng hai người bọn họ hoảng loạn, bất an so với, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì nếu là dĩ vãng, hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả liên thủ, có thể còn quả thật có tư cách làm hắn sứt đầu mẻ chán một chút, thế nhưng hiện nay nha. Cũng cứ như vậy. Tiểu tử, cũng đừng nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ ngươi. Hiện tại ta cho một mình ngươi chuộc tội cơ hội, quỳ xuống đến, cho tôn sư đệ trừ hai cái tiếng vang đầu, chuyện này cũng cứ như vậy quên đi, nói cách khác, ha ha, tự đừng trách chúng ta xuất thủ không lưu tình. Cùng lúc đó, cũng gặp Bách Tả lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Nghe vậy Tôn Thiên Chính không khỏi ngạo nghễ dương lên đầu, một bộ tài giỏi cao chót vót hình dạng. Nếu là Trần Phi nguyện ý trước mặt mọi người quỳ xuống đến, cho hắn trừ hai cái tiếng vang đầu, hắn cũng là có thể lòng từ bi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nga, phải, nếu không ngươi bây giờ tự trên đi thử một chút. Đã có thể sau đó một khắc, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhàn nhạt híp mắt nở nụ cười, nhưng nụ cười kia bên trong lại rõ ràng làm cho cảm giác không có bất kỳ nhiệt độ, lạnh như băng. Mà hắn loại này ngôn ngữ trả lời thuyết phục, cùng thái độ, cũng khiến ở đây không ít người bên trong đôi mắt đều thoáng kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ, đối mặt hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, hắn cũng còn muốn không cúi đầu, liều mạng? Có thể, thế nhưng, hắn có cái loại này tư cách sao? Mà Lương Nhược Xuân cùng với Bách Tả lão nhân ở nhìn thấy Trần Phi như vậy đáp lại, đều là không hẹn mà cùng trong tròng mắt hiện lên một tia hàn mang, cùng màu sắc trang nhã. Tuy rằng bọn họ đều là ở cổ vũ giả vòng tròn nội sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy lão gia này, lão dù điều, là có chút nhìn ra được, trước mắt tiểu tử kia, cũng không phải là ở cậy mạnh, mà là chân chính giống hệt có một ít bài tẩy gì. Bất quá, có trọng yếu không? Hiển nhiên vậy căn bản hoàn toàn cũng không trọng yếu. Bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng, một cái chính là chỉ có 27-28 tuổi mao đầu tiểu tử, đến tột cùng cần kinh khủng bực nào con bài chưa lật, mới có thể cùng bọn chúng hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả chống lại, vẫn như cũ không hãi sợ. Vậy căn bản hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Vì vậy nghĩ đến đây, Bách Tả lão nhân thẳng thắn lười sẽ cùng Trần Phi loại này mao đầu tiểu tử lại nói nhảm nhiều như vậy. Sau đó chỉ thấy Kỳ Trương già nua gương mặt lạnh lẽo cười, tay áo bảo bỗng nhiên vung lên, trong cơ thể cường hãn chân khí thần tốc bành gồ lên đến, một cây xà hình quải trượng đó là bỗng gian xuất hiện, kèm theo hắn cấp tốc lược ra thân ảnh, đổ ập xuống đó là hướng về Trần Phi thiên linh cái hung hăng đập xuống. Uy thế quả thực như động kim nứt đá vậy khủng bố. Chân khí này ba động càng kinh người. Vật nhỏ, cho lão phu nạp mạng đi đi. Phanh, oanh. Mà khi Bách Tả lão nhân cầm xà hình quải trượng hướng về Trần Phi đổ ập xuống cuồng mãnh đánh xuống lúc tới, xúc đứng ở một bên Lương Nhược Xuân cũng theo động. Chỉ thấy Kỳ Loan hạ thân tử khuôn mặt vặn vẹo thoáng gầm nhẹ một tiếng, theo sát phía sau cư nhiên từ phía sau hắn xoay quanh ra đủ để khiến cái này mọi người tại đây đều nghe thấy biến sắc cuồng mãnh chân khí ba động, như phong bạo vậy quật khởi. Mà tại kinh khủng kia màu xám trắng chân khí trong, một thanh nếu như là độc hạt đuôi hàn mang cũng là xuất hiện trong tầm mắt mọi người nổi.
rõ ràng là một thanh kỳ môn đoạn nhận. Cảm thụ được cảnh tượng như vậy, Bách Tà lão nhân thậm chí Tôn Thiên Chính khóe miệng nhàn nhạt vẽ bề ngoài ra cười nhạt đều là càng thêm nồng nặc mấy phần. Như vậy khí thế kinh người chiến trận, đó là hai đại cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả liên thủ khủng bố. Nhất thời, ở trong chấp nhoáng này phương viên tối thiểu 10 thước nội trên đất, đều là tại đây cổ uy thế kinh người dưới thốn thốn ra nẻ lên, răng rắc, bắn tóe khởi đủ để làm người ta sởn tóc gáy thanh âm. Cái này hoàn toàn quả thực chính là trong lòng run sợ. T. Mà ở như vậy hoàn toàn đủ để xưng là rung động tràng cảnh dưới, hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả vây công một thanh niên, cái này không chỉ có khiến hiện đang lúc mọi người cũng thay đổi sắc, cũng hút lương khí. Thậm chí ngay cả cách đó không xa có chút đại nhân vật đều có chút sắc mặt kinh dị lên, nhìn phía chiến trường nội thân ảnh hơi lộ ra đơn bạc Trần Phi, ở trong mắt nhất tề chớp động tia sáng kỳ dị. Thật là không có nghĩ đến a, cái này đất nghèo trong cư nhiên sẽ có như thế tốt mầm. Ta xem hắn đã đi đến luyện khí ngũ trọng đỉnh phong. Ở những đại nhân vật kia trong, một vị vóc người cao lớn, trên người bọc rách nát da thú thô cuồng đại hán đập đi theo miệng, có chút kinh dị tự lẩm bẩm. Người này là năm lớn trong tiên môn rãnh nước đen nhạc gia cường giả một trong, tuy rằng trang phục, tạo hình là có chút lôi thôi lếch thếch, thế nhưng, hắn cũng một vị danh phù kỳ thực luyện khí thất trọng đỉnh cường giả. Cùng luyện khí hậu kỳ cảnh giới dưới, hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất. Sợ rằng đây cũng không phải là luyện khí ngũ trọng đỉnh đơn giản như vậy. Mặc dù là bọn ta, đang luyện khí ngũ trọng đỉnh phong thời gian, có thể đỡ nổi hai người kia liên thủ sao? Một vị khác mặt như ôn ngọc trung niên nhân lắc đầu, vẻ mặt kinh dị cùng ngưng túc nói. Theo đồng dạng cũng là một vị luyện khí thất trọng đỉnh cường giả, đến từ năm đại tiên cửa trong Phù Vân Tông. Mà hắn theo như lời nói, tự nhiên là khiến cái này mọi người tại đây câu đều sắc mặt đổi đổi. Không phải là luyện khí ngũ trọng đỉnh, luôn không khả năng sẽ là. Ha ha, rõ ràng Nguyệt huynh ngươi có đúng hay không có chút quá đề cao tiểu tử kia. Lẽ nào ngươi không thấy rõ mặc dù là đến bây giờ, tiểu tử kia đều vẫn chỉ là sử dụng này thô bỉ vũ phu thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Đến mức nói tu vi của hắn, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng mặc dù là chúng ta Tử Viêm cung nhất lưu đệ tử, đều rất khó ở 27-28 cái loại này niên kỳ, đi đến luyện khí lục trọng, ta tưởng các ngươi Phù Vân Tông chắc cũng là vậy đi. Lẽ nào rõ ràng Nguyệt huynh ngươi cho rằng, tiểu tử kia tiềm lực, so với chúng ta hai tông nhất lưu đệ tử còn lợi hại hơn. Ngay tại lúc sau một khắc lại có một đạo âm lãnh tiếng cười lạnh nhàn nhạt vang lên, phạm vi nhìn hội tụ tới, lại rõ ràng là một đầu lang thủ thân thể tên nói ra lời nói này. Chỉ thấy kỳ cả người hiện đầy lông rậm rạp hôi lông, trong ánh mắt lộ ra u sâm lục quang, răng nanh sắc bén. Tuy rằng người này quần áo nón này cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, nhưng không thể phủ nhận, nó, xác xác thật thật không là một nhân loại. Mà trên thực tế, cũng đích thật là như vậy. Cái này lang thủ thân thể tên nguyên bản thể là một đầu phổ thông thông hôi lang, bất quá đang cố gắng tu luyện nhiều năm như vậy sau, ngược lại cũng miễn cường cường có thể sơ bộ, biến hóa. Là tốt rồi giống như bây giờ, có thể giống người vậy đứng thẳng lên. Nói như vậy giống như hắn như vậy bản thể vẻn vẹn chỉ là phổ thông dã thú dị tộc, làm tu vi đi đến luyện khí hậu kỳ, cũng chính là luyện khí thất trọng sau, liền là có thể sơ bộ biến hóa. Đứng thẳng lên. Chỉ là những thứ khác nhưng vẫn là cùng bản thể không khác nhau nhiều. Thật giống như cái này lang thủ, cái này cả người màu xám lông tơ vậy. Đến mức lúc này nói chuyện vị kia, đó là lần này năm lớn trong tiên môn thực lực mạnh nhất tiên môn Tử Viêm cung cường giả một trong. Càng có luyện khí bát trọng thực lực kinh khủng. Mà hắn lúc này đối với Trần Phi thái độ, cái này tựa hồ rõ ràng không phải là quá tốt. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao hiện vào lúc này Trần Phi thế nhưng ở cùng bọn chúng Tử Viêm cung đệ tử có xung đột, phát sinh ma sát. Mà Tôn Thiên Chính, vừa là bọn hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất bảo bối, không gì sánh được coi trọng. Cứ như vậy, yêu ai yêu cả đường đi dưới, hắn tự nhiên cũng liền đúng đối với Trần Phi bên kia thành kiến thâm hậu, thậm chí ấn tượng thật không tốt. Phải biết rằng bọn họ Tử Viêm cung là cường đại cỡ nào cùng nội tình thâm hậu thế lực. Chính là một cái đất nghèo, dân đen, dám mạo phạm. Thật đúng là cho là mình coi là vật gì sao? Quả thực không biết tự lượng sức mình. Ha ha, lang giã huynh nói xong ngược lại cũng vâng. Nghe vậy mặt như ôn ngọc trung niên nhân hơi có chút lúng túng cười cười, trong ánh mắt mặt hiển hiện theo một chút hàn mang, bất quá có lẽ là bởi vì kiêng kỵ đi.
mà không có quá mức trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Dù sao hắn chỉ là luyện khí thất trọng đỉnh, mà lang thủ thân thể Tử Viêm cung cường giả cũng đã đứng vững vàng luyện khí bát trọng thiên. Cái này trong vẫn có rõ ràng thực lực sai biệt, không cách nào tiếng nhật. Cùng lúc đó, bên kia chiến trường nội nhưng cũng xuất hiện không gì sánh được chiến huống kịch liệt. Khí lãng động thiên. Chỉ thấy tại nơi Trần Phi lợi hại như đao đôi mắt dưới, lòng bàn tay của hắn trong lúc đó, bất ngờ hoành nắm một thanh hừng hực thiêu đốt viêm kiếm, huy chém gian, cùng con rắn kia hình quải trượng cùng với kỳ môn đoạn nhận bắn tóe ra hỏa tinh, phù lực khởi kinh người trùng kích khí lãng, đây quả thực khiến mọi người tại đây đều sợ ngây người. Sắc mặt đều là trực tiếp cứng ở trên mặt. Không có biện pháp, bởi vì bọn họ chân thực nghĩ không ra, đối mặt hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả vây công, Trần Phi cư nhiên có thể chống lại như vậy phong sinh thủy khởi, cẩn thận, thậm chí không rơi một điểm hạ phong. Đây quả thực xưng là biến tai. Hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả đây là khái niệm gì a? Coi như là đem xưng là trên địa cầu này cao cấp nhất, cũng chút nào đều không quá đáng. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, Trần Phi lại cư nhiên có thể đem cái này hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả vây công đều cản lại. Cái này chẳng lẽ không thể sợ sao? Người này, mà chiến trường gia tôn thiên chính, lúc này sắc mặt cũng rõ ràng trở nên có chút âm trầm cùng khó xem. Bởi vì phải biết coi như là hắn, hiện nay cũng mới vừa đi đến luyện khí ngũ trọng cảnh giới, miễn miễn cường cường cũng đủ ứng phó một vị tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả. Nhưng bây giờ, Trần Phi, cùng hắn tôn thiên chính là đồng dạng tuổi, lại cư nhiên có thể dùng lực hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ tên kia so với hắn tôn thiên chính còn ưu tú sao? Cái này sao có thể được? Đây tuyệt đối không được. Vì vậy trong chớp nhoáng này chỉ thấy ánh mắt hắn trong, giảm tràn ngập ra rất nặng đố kỵ, còn có lành lạnh sát ý, hy vọng Trần Phi có thể chết thảm ở Lương Nhược Xuân còn có Bách Tả lão nhân dưới sự liên thủ. Làm thịt hắn, nhất định phải đưa hắn cho làm thịt. Mà Bách Tả lão nhân cùng với Lương Nhược Xuân đều cũng nghĩ đến điểm ấy. Sau đó cặp kia con ngươi lập tức hơi co rụt lại. Tiểu tử này, cư nhiên có thể lấy một địch hai. Lương Nhược Xuân ở trong mắt sát ý xẹt qua, cả người sát khí bức người, làm một danh thứ thiệt tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, Trần Phi có thể lấy một địch hai đối chiến hắn cùng Bách Tả lão nhân, đây là nhất kiện cỡ nào kinh người vừa đáng sợ dường nào sự tình. Hơn nữa, tối trọng yếu là, tiểu tử kia hiện nay thoạt nhìn cũng chỉ có 27-28 tuổi. Tự theo chân bọn họ tôn tử niên kỷ không sai biệt lắm. Hừ, ta xem ngươi cũng liền chỉ là nỏ mạnh hết đà, ta còn thật không tin, chỉ ngươi loại này tiểu tử có thể ở ta Lương Nhược Xuân trong tay quấy khởi cái gì cành hoa. Lương Nhược Xuân lành lạnh hừ lạnh, nhãn thần tàn nhẫn, chân khí bành cổ, trong tay binh khí hung hăng đâm ra. Oanh! Một đao này đâm ra, phảng phất là đem sương mù màu xám trắng đều xuyên thủng vậy. Kỳ môn dao găm trên lần quần rất nặng khủng bố chân khí lực lượng, dắt cuốn một loại khiến người ra đầu tê dại uy thế, trực tiếp là từ một cái không gì sánh được xảo quyệt độ lớn của góc hung ác không gì sánh được, không lưu tình chút nào hướng Trần Phi tâm ổ xỏ xuyên qua đi. Một đao này, ta muốn cho ngươi rõ ràng, tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, đến tột cùng là hạng ngươi loại này tiểu tử thối không có biện pháp địch nổi. Tại nơi Lương Nhược Xuân lành lạnh trong tiếng quát khẽ, một đao này thật sự là quá nhanh. Như màu xám trắng nhanh như tia chớp, trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi phía sau lưng buồng tim bộ vị, sau đó hung hăng xỏ xuyên qua về phía trước. Mà ở cái này trong sát na, Lương Nhược Xuân khóe miệng nhấc lên nụ cười dữ tợn. Bởi vì hắn xác định, rành mạch từng câu, một đao này tiểu tử thúi kia tuyệt đối là chạy không khỏi, sẽ bị từ sau lưng chọc xuyên tim. Ha ha! Mà bên kia Bách Tả lão nhân thấy vậy tình hình. Cũng hình như là phảng phất nhìn thấy trong nháy mắt kế tiếp Trần Phi phía sau lưng buồng tim bị chọc mặc một màn, khóe miệng vẽ bề ngoài khởi tà dị cười nhạt. Nếu là hắn cùng với Lương Nhược Xuân liên thủ đều thật bị vật nhỏ nhanh nhanh chặn lại, cái này đối với bọn hắn mà nói, tự quả thực hoàn toàn là sỉ nhục. Bất quá hiển nhiên, đây hết thảy hắn đều không cần lo lắng. Bởi vì một giây kế tiếp, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh! Ngay tại lúc sau một khắc, một đạo trầm thấp chí cực thanh âm vang lên, nhưng ở thanh âm này vang lên trong nháy mắt Lương Nhược Xuân sắc mặt đã bỗng biến đổi, nồng nặc vẻ khiếp sợ, theo bắt đầu từ hắn hai mắt trong hiện lên đi ra. Bởi vì sẽ ở đó đụng nhau một cái chớp mắt, từ trong tay hắn rất rõ ràng cảm giác được,
một nóng rực vô cùng lực lượng tự Trần Phi trong cơ thể giống như là hỏa sơn phun trào vậy hiện ra hiện. Hoa Liên, thậm chí tiếp hắn bên tai còn vang lên một đạo lạnh lùng chí cực nhàn nhạt thanh, tùy theo liền có một cổ kinh khủng hỏa diễm nước lũ bạo phát. Oanh! U U Long! Không biết lúc nào, chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu dưới chân, không ngờ không gì sánh được làm người ta hoảng sợ nổi lên một đóa hừng hực thiêu đốt hỏa diễm liên hoa, trực tiếp là đem Lương Nhược Xuân bạo tập mà đến chí mạng một đao trận lại. Hơn nữa không chỉ có như vậy, theo sát phía sau từ triển khai hỏa diễm liên hoa trong đúng là có một mắt thường có thể thấy được viêm sóng vừa lại rất kinh khủng nổ tung. Một giây kế tiếp trong nháy mắt Lương Nhược Xuân đó là giống như điên cuồng về phía sau tránh. Có thể khoảng cách gần như vậy dưới hắn làm sao có thể trốn được đi. Vì vậy sau đó rầm một tiếng vang dội, Lương Nhược Xuân liền là như diều đứt dây vậy, thân thể bị nổ rút lui ra, trong miệng chảy như điên tiên huyết, sắc mặt một mảnh trắng bệch, ngạnh sinh sinh chỉ là lần này đã bị khiến cho bị thương nặng lên. Mà cái này, hay là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lưu thủ sau kết quả? Một là bởi vì cái này Lương Nhược Xuân thực lực vốn là không kém, có tiên thiên hậu kỳ đỉnh tu vi. Thứ hai là bởi vì cái này thành tiên cốc nội tình huống quá mức không rõ, thiếu trong sáng, vì vậy hắn phải lưu một ít chuẩn bị ở sau, tránh cho tùy thời cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại viện làm được tất cả cũng còn là cũng đủ dọa người. Ở đây tất cả mọi người nhãn thần đờ đẫn gắt gao theo dõi hắn, vô luận là trên mặt, hay là trong ánh mắt, đều tràn đầy khó có thể tin sợ hãi vẻ. Nhân bởi vì lấy một địch hai đại chiến hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, hiện tại cư nhiên cũng còn đem một trong số đó cho bị thương nặng. Cái này hắn mà đến tột cùng là tình huống gì, bọn họ hiện tại đang nằm mơ sao? Bách Tà lão nhân nhìn vậy cũng trọng thương Lương Nhược Xuân, sắc mặt cũng là càng phát âm trầm, trong ánh mắt hiện lên theo sợ hãi thần sắc, hắn hiển nhiên cũng là thật không ngờ, Trần Phi thực lực cư nhiên có thể lợi hại như vậy, đây cũng là một hồi sát cục. Từ Lương Nhược Xuân trong tay đoạn nhận xuyên thủng tiểu tử kia buồng tim, lại không nghĩ tới bây giờ, dĩ nhiên là người sau bị quỷ dị kia mà vừa kinh khủng phản kích, trực tiếp là khiến cho cả người bị thương nặng. Cái này, loại này quỷ dị tiểu tử, coi như là hắn Bách Tà lão nhân thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Lại sau đó là nhìn thấy Bách Tà sắc mặt lão nhân càng phát vẻ lo lắng lên, ở trong mắt sát ý cũng là càng thêm rõ ràng, không có biện pháp, hiện nay Trần Phi càng là biểu hiện lợi hại. Mê hoặc, vậy thì càng thêm không thể đem loại này tai họa tiếp tục lưu lại. Nếu không, nếu là vật nhỏ một ngày kia thật có thể đủ tiềm long quật khởi, vậy hắn Bách Tà lão nhân không phải là cần, gặp. Loại tràng cảnh đó, hắn Bách Tà lão nhân đương nhiên là tuyệt không muốn nhìn thấy. Hôm nay nhất định phải đem vật nhỏ này giải quyết rơi. Coi như không thể giết chết hắn, tối thiểu cũng muốn đem triệt để phế bỏ mới được. Hắn hiện tại, hẳn là thực sự cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà đi. Giờ này khắc này, Bách Tà lão nhân trong lòng đối với Trần Phi sát ý, đã triệt để xem như là nồng nặc đến rồi cực hạn. Không muốn theo đuổi cái này đã kết thù đại họa tâm phúc thả hổ về rừng. Hơn nữa, tiểu tử kia vừa mới khẳng định chỉ dùng để hết, toàn lực, mới đưa Lương Nhược Xuân phản tập bị thương nặng, tự nhiên khẳng định không có khả năng lại còn lại cái gì dư lực. Nghĩ đến đây, Bách Tà lão nhân đó là trong nháy mắt già nua đôi mắt lành lạnh, băng lạnh, tràn đầy rất nặng sát khí. Vật nhỏ, xem ra hôm nay không xuất ra một ít bản lĩnh thật sự đi đối phó ngươi, là không được. Đã như vậy, ngươi tự cho lão phu nhìn cho thật kỹ đi. Giống, kèm theo Bách Tà lão nhân châm chọc khiêu khích, cùng với một đạo gào trầm thấp tiếng vang lên, phảng phất tuần này tao chừng 10 thước chiến trường nội không khí đều hơi bị run lên bần bật. Sau đó chỉ thấy Bách Tà lão bên trong cơ thể, dần dần hiện ra một luồng sợi kinh khủng uy áp, ngưng tụ thành bẩn màu xám cho khí lưu. Tại nơi, chợ uy áp dưới chỉ sợ cũng xem như là tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả đều có chút cảm giác hít thở không thông lên, sờn tóc gáy. Giống. Bẩn màu trắng chân khí lưu quay chung quanh ở Bách Tà lão trên thân người, người sau không ngừng mà ở phát sinh khiến ra đầu phiền toái gầm nhẹ tiếng ngựa hí. Hơn nữa kinh người nhất vâng, mỗi khi một loại thanh âm vang lên thời gian, đều phảng phất là ở xúc lực vậy. Khiến Bách Tà lão nhân cả người viện phát ra khí thế kinh khủng hơn. Kỳ quanh thân quanh quần bẩn bạch sắc khí lưu cũng là ngưng tụ thành thực chất. Lão già này, tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở nhìn thấy một màn này lúc, đều cũng có một ít con người co rụt lại, hiển nhiên là ở đối phương loại thủ đoạn này bên trong, có chút đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Mà ở xa như vậy chỗ,
Có cổ vũ giả vòng tròn người đời trước nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là nhìn không được sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thậm chí đều là trở nên có chút kinh khủng. Bọn họ đối với Bách Tà lão nhân con bài chưa lật tuy rằng không là hoàn toàn hiểu rõ, bất quá một chiêu này, lại là bọn hắn hiểu biết, hơn nữa phi thường đáng sợ nhất chiêu. Bởi vì Bách Tà lão nhân từng dùng một chiêu này trực tiếp là kết quả một vị tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả mệnh. Vậy có thể nói là chiến tích kinh khủng, còn cần nói nhảm nhiều cái gì không? Xa xa, này năm đại tiên cửa ngạch các cường giả ở nhìn thấy một màn này lúc, cũng câu đều sắc mặt hơi đổi đổi. Lấy thực lực của bọn họ cảnh giới cùng nhãn giới, đương nhiên có thể nhìn ra Bách Tà lão nhân một chiêu này lực sát thương, mặc dù không đạt được luyện khí thất trọng nhưng là sợ rằng kém không xa. Tiểu tử kia có thể ngăn ở như thế kinh người lực sát thương nhất chiêu sao? Mà cũng chính là ở hiện đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, trong chiến trường, chỉ thấy quay chung quanh tại nơi Bách Tà lão nhân cả người bẩn bạch sắc khí lưu bất ngờ đã thật cao xoay quanh lên, như là một đoàn bẩn màu trắng mini tinh vân. Trong cốt lõi nhất địa phương còn cực kỳ chói mắt dính vào lau một cái huyết hồng, tản ra máu tanh mùi. Kiệt kiệt! Bách Tà lão nhân mặt tà dị kiệt kiệt cười, cũng là vào lúc này đem cặp kia độc xà vậy con người vững vàng khóa được Trần Phi, theo lành lạnh mở miệng. Ta thủ đoạn này thế nhưng ở một vị luyện khí sĩ phần mộ trong di tích tìm được. Những năm gần đây có tư cách có thể làm cho ta vận dụng một chiêu này, hầu như tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả. Mà dùng đi đối phó người loại này thanh niên nhân, còn thật là lần đầu tiên a. Liên tự ta đều có chút không dám tin tưởng. Phải. Có thể nghe nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng khóe miệng nhàn nhạt câu dẫn, sau đó chậm rãi nói chiếu ngươi nói như vậy, ta đây bây giờ là không phải là hẳn là cảm giác được vinh hạnh ni. Hắn lời này giọng nói trong trào phúng, sợ rằng cho dù ai đều có thể đủ nghe được. Hừ, thứ không biết chết sống. Quả nhiên. Nghe vậy Bách Tà lão người nhất thời sắc mặt không gì sánh được âm trầm hừ lạnh một tiếng, chợt chỉ thấy kỳ trương xấu xí nét mặt già nua, cùng với trong ánh mắt bay bổng ra rất nặng đến làm người ta sởn tóc gáy đáng sợ sát khí, sau đó lành lạnh xốc lên môi ngươi là hẳn là nghĩ vinh hạnh, bất quá, cái này đều không trọng yếu, bởi vì, hiện tại ngươi sẽ cho lão phu ta chết tại đây. Cho ta đi tìm chết đi. Làm Bách Tà lão nhân trong miệng mặt lành lạnh vô cùng một chữ cuối cùng bộc phát ra sau. Sắc mặt của hắn bỗng gian trở nên không gì sánh được dữ tợn, cả người lõa lộ ra ngoài khô lão trên da thịt huyết quản bạo khởi, nhãn cầu huyết hồng. Vật nhỏ, ta đây chiêu nhìn ngươi làm sao chống đối. Tinh vân vỡ vụn, làm cái này chợt quát thanh triệt đáy vang lên sau, thật cao xoay quanh ở Bách Tà lão nhân đỉnh đầu bẩn màu xám đám mây chợt vừa chuyển, trong nháy mắt kế tiếp, đã là như thế chạy băng băng vân báo vậy, hướng về Trần Phi bỗng nhiên bạo xạ ra. Làm đám mây cuồng mãnh bắn ra sau, lại sau đó biến thành một đầu mấy trượng lớn lên bẩn màu xám đại mãng xà, đầu kia đại mãng xà khoác trên người theo bẩn thỉu, vảy rắn có loại làm người ta tuyệt vọng khí tức. Cẩn thận một chút, chiều này lực sát thương chỉ sợ là đến gần luyện khí thất trọng. Đừng cống ngầm bên trong lật thuyền, liên dấu ở Trần Phi thức hải nội trận kinh không đều nói ra lời như vậy, xem như là biến tướng nhắc nhở, đủ để có thể thấy được Bách Tà lão nhân chiêu này có lợi hại dường nào, cùng kinh người. Nghe vậy thấy thế, Trần Phi hai mắt nhìn chính hướng mình nổ bắn ra mà đến bẩn màu xám đại mãng xà, nhãn thần cũng là từ từ ngưng trọng. Bởi vì có năm đại tiên cửa cường giả cái này không xác định nhân tố ở bên trong, vì vậy hắn phải nhớ cho kỹ, tài giấu giếm trắng, đạo lý này, giấu lại vài tay, nếu không chỉ sợ có khả năng sẽ có càng nhiều, phiền toái càng lớn hơn nữa. Dù sao như là huyền thạch kính cái loại này trung phẩm pháp khí. Coi như là luyện khí hậu kỳ cường giả cũng là không có khả năng không động tâm a. Vì vậy hắn mới vẫn chưa đem toàn lực phát huy được, nhưng là bây giờ. Quên đi, quản hắn nhiều như vậy. Hô! Sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật sâu hô tiến vào một hơi. Hắn biết, đây là Bách Tà lão nhân sát chiêu. Tối trọng yếu là chiêu này lực sát thương còn có chút kinh người. Đạt tới vô tuyến tiếp cận luyện khí thất trọng trình độ. Hắn nếu không phải cẩn thận ứng đối. Sợ rằng còn có khả năng đáy chậu trong rãnh mặt lật thuyền. Vì vậy, sau đó chỉ thấy hắn nhãn thần dùng mình, trong cơ thể chạy trồm linh khí cùng với tam dương chân hỏa kiếm khí đều vào lúc này bạo động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo sát phía sau, từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí lao ra thân thể hắn, xoay quanh khi hắn quanh thân. Ngắn 2-3 hô hấp gian, số lượng, cũng đã là đạt tới 36 nói. Mà số lượng này cũng đã là Trần Phi hiện nay, thậm chí là cửa này kiếm đạo công pháp cực hạn.
Ừ, đó là cái gì, mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đã quay chung quanh ở Trần Phi quanh thân 36 nói tam dương chân hỏa kiếm khí, chẳng biết tại sao, Bách Tà lão nhân trong lòng đúng là không hiểu lộp bộp một chút, có loại dự cảm bất tường. Nhưng sau đó chỉ thấy Kỳ trên mặt lần thứ hai hiện ra vẻ dữ tợn, đem trong lòng lộp bộp còn có dự cảm bất tường, hết thảy áp chế xuống. Còn muốn cố lộng huyền hư, ngoan cố dẫy dụa, quên đi, để ta một chiêu này, tinh vân vỡ vụn, đến nát bấy người huyễn tưởng đi. Ha ha, ha ha ha, chết cho ta, Bách Tà lão nhân lại là lần thứ hai nanh cười rộ lên, chỉ thấy mang theo tuyệt vọng hơi thở bẩn màu xám đại mãng xà, bỗng nhiên ra tốc, rốt cục hướng phía Trần Phi đụng giết đi. Chết, chúng ta đây tự nhìn, ngày hôm nay đến tột cùng là ai sẽ là? Tam dương chân hỏa kiếm khí, giết cho ta. Làm bẩn màu xám đại mãng xà hùng hổ kéo tới, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu rốt cục cũng là động. Chỉ thấy quay chung quanh ở quanh người hắn 36 nói tam dương chân hỏa kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ, trong chớp mắt, đó là ở Trần Phi phía trước hóa thành một đạo ước phi hơn 10 trượng hỏa diễm cự kiếm. Bên trên cự kiếm, quanh quẩn theo hừng hực liệt hỏa cùng kiếm khí, phảng phất không thể phá vỡ. Cái gì, ở nhìn thấy một màn này lúc, viễn phương này cái năm đại tiên cửa các cường giả nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, sau đó lau một cái tinh mang từ bọn họ bên trong cặp mắt bạo bắn ra, ức đều ức chế không được. Cái này, loại thủ đoạn này, chẳng lẽ tiểu tử kia còn là một cái kiếm tu? Lấy thân phận của bọn họ, đương nhiên minh bạch coi như là tại bọn hắn ưng giản hạp, kiếm tu hai chữ này, là ý vị như thế nào? Rầm rầm oanh. Bất quá sau một khắc, một đạo không cách nào hình dung nổ tiếng va chạm, đã đang lúc mọi người bên tai không gì sánh được chói tai vang dội đến. Ngay sau đó, chỉ thấy hơn 10 trượng hỏa diễm cự kiếm trực tiếp là hoảng sợ chém xuống. Đem nguyên bản khí thế hung hăng bẩn màu xám đại mãng xà trực tiếp là chém thành hai đoạn, sau đó là toàn bộ trực tiếp muốn nổ tung lên, hỏa diễm khắp bầu trời. Phốc suy, nguyên bản trên mặt còn treo đắc ý, cuồng vọng nụ cười Bách Tà lão nhân, sau đó trong nháy mắt trên mặt thần sắc đã cứng lại rồi, bởi vì hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, bản thân rõ ràng vô địch một chiêu này, cư nhiên sẽ bại. Điều này sao có thể a? Sau đó chỉ thấy phía trước kinh khủng bạo tạc dư ba trùng kích như là búa tạ vậy hung hăng đánh ngực của hắn, khiến cả người hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng mặt chảy như điên lớn búng máu tươi. Hiển nhiên, hắn viện thi triển ra một chiêu kia, tinh vân vỡ vụn, có thể không phải là không có bất kỳ yêu cầu gì cùng hạn chế. Xem hắn thi triển ra một chiêu này chốc lát, cả người hắn cũng đã là suy yếu vô cùng, đây là chắc chắn sẽ có di chứng. Thế mà cái này đều còn chưa phải là tối làm hắn kinh hãi gần chết, vong hồn câu mạo. Siêu, 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 siêu. Tối làm hắn kinh hãi gần chết, vong hồn câu mạo chính là, ngay thân thể hắn bị ném đi bay ra ngoài lúc, hắn khóe mắt dư quang, đột nhiên bắt được, ở cả người hắn hoành bay ra ngoài thân thể viện tồn tại ngay phía trên. 36 nói hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt kế tiếp, đó là lấy một loại không cách nào tránh né tư thái. Vào đầu đó là hướng về hắn dường như mưa sao băng vậy rơi ám sát xuống tới. Khủng bố đến cực điểm. Lão già kia, hiện tại ngươi biết, ai, mới có thể chết. Siêu, siêu, siêu. Làm treo cao ở giữa không trung 36 nói hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thấu vân vô ích xuống, hướng về Bách Tà lão nhân cả người xuyên thủng ám sát xuống tới lúc, loại này tràng cảnh cùng thế tiến công không thể không nói thật sự là có chút quá khủng bố cùng dọa người. Bởi vì coi như là lấy Bách Tà lão nhân tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả thực lực, giờ này khắc này cũng hoàn hảo giống như căn bản né tránh không được, chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ, dại ra nhìn tuyệt vọng hỏa diễm kiếm mưa kéo tới. Mà ở cái này trong sát na, Bách Tà lão nhân là thật vong hồn tất cả mạo, bởi vì hắn thực sự thật có thể đủ cảm thụ được, vân không trung kinh khủng 36 đạo hỏa diễm kiếm, trong đó mỗi một đạo, đều là dĩ nhiên tản ra một loại làm hắn cảm thấy sợ hãi đáng sợ khí tức. Mà cái loại này đáng sợ khí tức hoàn toàn có khả năng có thể muốn mạng của hắn. Vì vậy, làm đáng sợ kia tới cực điểm 36 nói tam dương chân hỏa kiếm khí tuyệt vọng vậy gào thét hạ lạc lúc, mặc dù là lấy hắn Bách Tà lão nhân hiện nay thân phận, địa vị, thực lực, cũng còn là trong nội tâm từ từ nổi lên sợ hãi vô ngần. Hiển nhiên vô luận như thế nào hắn đều nghĩ không ra, cứ như vậy một cái thoạt nhìn vẻn vẹn có 27-28 tuổi mao đầu tiểu tử. Chỉ sợ cũng hãy cùng hắn tôn tử tuổi vậy lớn, lại cư nhiên sẽ thực lực như thế khủng bố, như vậy cường đại. Đáng chết,
ta nhất định phải tránh thoát đi. Chẳng qua là khi Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí gào thét xuống, phảng phất là hoàn toàn tránh cũng không thể tránh lúc, Bách Tà lão nhân đúng là vẫn còn cái tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, sau đó tại nơi tối hậu quan đầu, hắn cư nhiên thần tốc từ trong lòng móc ra một khối cũ nát ngọc phù, hung hăng bóp một cái, nhất thời một kim sán sán quang cháo liền ở đầu hắn đỉnh đột hiện ra, nhưng vẫn là bị Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí oanh bùm bùm vang dội. Hầu như sắp vỡ tan. Phanh. U u long. Sau cùng, từ cũ nát ngọc phù viện phóng thích ra ánh vàng rực rỡ quang cháo, cư nhiên cũng chỉ kiên trì không được 3 giây đồng hồ, đã bị công phá. Tuy theo từng đợt khiến người da đầu tê dại vang dội đó là kinh khủng vén lên, nóng, cực nóng hỏa diễm khắp bầu trời, đem khu vực oanh tạc, đốt cháy tới hỏa hồng. Mà ở nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây trên mặt thần sắc đều là nhìn không được nhất tề ngốc trệ. Bởi vì, này tất cả, chân thực quá kinh người, thật là đáng sợ. Mà cũ nát ngọc phù viện thả ra ra ánh vàng rực rỡ quang cháo, tuy rằng chỉ kiên trì tới không được 3 giây, nhưng vẫn là vì Bách Tà lão nhân như vậy tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả tranh thủ đến rồi đào sinh cơ hội. Chỉ thấy ánh vàng rực rỡ quang cháo bị chống đỡ trong nháy mắt, hắn đó là hung hăng cắn răng, cả người lấy một loại quỷ dị tư thái, lại là ngạnh sinh sinh từ phiến tuyệt vọng khu vực chạy trốn ra ngoài. Có thể dù vậy, hắn lại mặc cho nhưng mà không có tránh được bị thương số phận. Siêu. Bạo tạc tiên bắn ra kiếm khí trực tiếp là vào lúc này từ hắn bên tai xẹt qua, xì một tiếng liền hung hăng cắt, xuyên thấu bờ vai của hắn. Tràng cảnh quả thực trong nháy mắt chính là huyết nhục không rõ, tiên huyết bay vụt. Siêu. Lại một nói bắn tung tóe mà đến kiếm khí hoảng sợ tập kích tới, lần này là trực tiếp cắt ở tại bắp đùi của hắn trên, trong nháy mắt đó. Một khối lớn trên đùi thì trực tiếp là bay ra ngoài, hiện ra bên trong tùm bạch cốt, khiến Bách Tà lão nhân ở trong chớp nhoáng này đều là cảm thụ được một không cách nào hình dung đau đớn vọt tới. A! À. Sau đó đó là một thê thảm tiếng kêu thảm thiết từ Bách Tà lão nhân trong miệng điên cuồng truyền ra. Chỉ thấy bờ vai của hắn, bắp đùi, trên lưng. Gần như gần nửa người đều là vào lúc này hoàn toàn bị Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí bắn tung tóe mổ ra. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là phàm là Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí, quang lâm quá, khu vực, cực kỳ kinh người hỏa diễm, kiếm khí khả năng còn đang điên cuồng xâm nhập thân thể hắn, hủy diệt sở hữu tất cả. Vì vậy coi như là lấy tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả vậy hoàn toàn có tư cách xưng là cường hãn thân thể, cũng là vào thời khắc này triệt để có chút tan vỡ lên, tiên huyết nhễ nhại gian, mọi người nhìn đơn giản là một trận sợ tim đập nhanh, da đầu tê dại, không cách nào tự ức. Bởi vì, này quả thực thật là đáng sợ. Chính là 27-28 tuổi nhỏ người, lấy một địch hai, đại chiến hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, không chỉ có không có thua, tương phản còn đúng là đại hoạch toàn thắng. Đem Lương Nhược Xuân, Bách Tà lão nhân hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả hại chết làm cho tàn. Đây quả thực hoàn toàn chính là dọa người a. Vì vậy sau đó, trong trời đất này chờ đó là trở nên yên tĩnh lại, bầu không khí hết sức tĩnh mịch. Chỉ có cách đó không xa vẻ mặt hoảng sợ cùng trắng bệch Tôn Thiên Chính hàm răng run lên thanh âm, càng rõ ràng. Không có biện pháp, một trận chiến này vừa mới bắt đầu, đi qua bao lâu? Hơn nữa còn là lấy một địch hai, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi chỉ là lấy 27-28 tuổi thân phận của người trẻ tuổi, liền cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, đem Lương Nhược Xuân, Bách Tà lão nhân hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả đều trực tiếp là đánh thành trọng thương. Đây là kinh khủng bực nào? Cho dù là hiện trường hoặc là cách đó không xa, kỳ thực còn có cực nhỏ một nhóm người, tự nhận là có thể so với Lương Nhược Xuân hoặc là Bách Tà lão nhân cường một ít, thế nhưng, bọn họ lại lòng biết rõ, bọn họ coi như là cường thịnh trở lại cũng nhất định là mạnh hữu hạn, dù thế nào tuyệt không khả năng như là Trần Phi như vậy, làm đến bây giờ loại trình độ này. Mà cái này, vừa ý vị như thế nào? Tính! Phương này viên nội tiếp tục vẫn duy trì yên tĩnh như chết. Thậm chí coi như là cách đó không xa này năm đại tiên cửa các cường giả, lúc này cũng đều sắc mặt kịch biến lên. Hiển nhiên thoạt nhìn hoàn toàn là bị Trần Phi chiêu thức ấy trấn trụ. Bởi vì bọn họ so với ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vừa rồi Bách Tà lão nhân một chiêu kia, tuyệt đối là 100% có thể đem luyện khí thất trọng dưới quét ngang, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi không chỉ có đem chặn, hơn nữa thậm chí còn đem hung hăng áp chế xuống, đây cũng nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phi thực lực không chỉ có vượt qua Bách Tà lão nhân rất nhiều,
thậm chí cũng có thể đạt tới cùng bọn chúng cảnh giới giống nhau luyện khí thất trọng. Bọn họ tuy rằng rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng sự thực tựu đặt ở trước mắt, không được phép bọn họ không tin. Có thể trẻ tuổi như vậy luyện khí thất trọng, đây là đang nói đùa sao? Hừ, thật to gan, lại dám đối với ta Tử Viêm cung môn hạ đệ tử hạ sát thủ. Ngay tại lúc này, ở đây tất cả mọi người rơi vào đang chấn động cùng trong kinh hãi thời gian, một đạo nhàn nhạt hừ lạnh có tiếng, rồi đột nhiên vang vọng dựng lên, chợt một cổ kinh khủng yêu khí trực tiếp là từ xa xôi chỗ kéo tới. Theo tự chỉ nghe thấy từng đạo trầm muộn vỡ tan tiếng vang lên, nguyên bản xoay quanh ở giữa không trung 36 nói tam dương chân hỏa kiếm khí, lại là bị đạo kia kinh khủng yêu khí, toàn bộ đánh nát. Xì hừ, Trần Phi sắc mặt đỏ lên, ngay tức khắc theo muộn hừ một tiếng. Lại sau, đó là nhìn thấy cách đó không xa có một đạo hôi bóng người màu đen đã là cấp tốc bay vút mà đến, hơn nữa ba bước hai bước gian, cũng đã xuất hiện ở vẻ mặt hoảng sợ Tôn Thiên Chính bên cạnh. Chỉ thấy màu xám đen bóng người không là người khác, chính là Tử Viêm cung luyện khí bát trọng khủng bố cường giả, Lang Dã. Mà hắn lúc này, con mắt thần âm hàn nhìn Trần Phi, một cổ kinh khủng chí cực yêu khí ba động, cũng là ở trong chớp nhoáng này tràn ngập ra, khiến cái này ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt. Cảm giác đều nhanh muốn hít thở không thông. Luyện khí bát trọng, thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng là sắc mặt không khỏi đổi, liên con ngươi đều là hơi co rụt lại. Bởi vì nếu chỉ là luyện khí thất trọng, vậy hắn vẫn có thể liều mạng một chút, thế mà luyện khí bát trọng. Đúng là hắn hiện nay không cách nào sánh bằng cao độ, không có khả năng liều mạng quá. Siêu, siêu, siêu. Bất quá nhưng vào lúc này theo sát Lang Dã sau đó, lại có ba đạo khí thức mạnh mẽ thân ảnh phân biệt trước sau đến. Ba đạo khí thức mạnh mẽ thân ảnh không phải là những người khác, chính là năm lớn trong tiên môn Phủ Vân Tông, Rãnh Nước Đen Nhạc Gia, Trình Hà Phong Hứa Gia các cường giả. Mặc rách nát da thú thô cuồng nam tử, mặt như ôn ngọc trung niên nhân rõ ràng tháng, còn có một vị khác mũi thật cao ưng mâu lão giả. Thế mà bọn họ một xuất hiện ở nơi này, lại câu đều biến sắc. Mũi thật cao Hứa Gia ưng mâu lão giả càng trực tiếp nhìn không được hỏi, Lang Dã huynh, người đây là. Như vậy tốt mầm, chẳng lẽ cái này Lang Dã còn muốn hướng kỳ đối thủ. Ta làm cái gì vậy? Từ Thiên ưng, lẽ nào ngươi không phát hiện hắn đối với ta Tử Viêm cung đệ tử làm cái gì? Nghe vậy Tử Viêm cung cường giả Lang Dã cũng trực tiếp lạnh như băng nói rằng, trong lời nói mang theo không chút nào che giấu sát ý. Nguyên bản nếu là như vậy tốt mầm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đương nhiên cũng sẽ không gì sánh được tâm động, muốn kỳ mượn hơi tiến nhập bọn họ Tử Viêm cung, nhưng là bây giờ, một là tiểu tử này lại dám lớn như vậy bất kính, đưa bọn họ Tử Viêm cung hai gã môn hạ đệ tử đều đánh thành trọng thương, thứ hai là tiểu tử này hoàn hảo giống như cùng Tôn Thiên Chính đều có thù. Mà người sau thiên phú cùng giá trị. Nói chung, coi như là hiện tại lại để cho hắn ở Trần Phi cùng Tôn Thiên Chính trong lúc đó làm tuyển trạch, hắn khẳng định còn là sẽ không chút do dự tuyển trạch người sau. Bởi vì, người sau cũng bị thiên phú, thế nhưng 10 thành 10, nhất định có thể bước vào trong truyền thuyết trúc cơ chân nhân cảnh A. Cái này ý vị như thế nào? Tại bọn hắn Tử Viêm cung chỗ ở mở mang ưng giản hạp bên trong khu vực, trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tuyệt không vượt lên trước 15 người. Vì vậy bực này chữ số tuyệt đối đủ để ý nghĩa hết thảy. Mà bây giờ, hắn nếu đã xác định sẽ chọn Tôn Thiên Chính, buông tha rơi Trần Phi. Như vậy hắn khẳng định cũng muốn đem tương lai có khả năng sẽ phát sinh phiền phức, sớm bóp chết ở nôi trong. Dù sao, tự Trần Phi vừa rồi triển lộ ra tất cả, cùng hắn bề ngoài tuổi, mặc dù là hắn Lang Dã cũng là thật bị hung hăng kinh ngạc một chút. Minh bạch như vậy tai họa ngầm cùng phiền phức, tuyệt đối để xuống không được. Làm cái gì, ha ha, lẽ nào vị đại nhân này ngươi tự không thấy được hai người bọn họ cố ý cùng nhau muốn động thủ với ta? Nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chậm rãi mở miệng, ánh mắt kia bên trong, cũng có lau một cái lạnh lùng cười nhạt ở lan tràn đi ra. Hắn làm sao thường nghe không ra, đối phương cái này hoàn toàn là ở kiếm cớ. Xem ra, cái này đầu sói trách cũng là đối với hắn nổi lên một ít sát tâm a. Tiểu tạp chủng, ở đây nào có người chỗ nói chuyện. Dám đối với ta Lang Dã bất kính, muốn chết. Sau đó trong nháy mắt Lang Dã đó là lạnh giọng một trận chợt quát. Yêu khí dâng trào lên. Oanh! Lại sau đó làm Lang Dã một chữ cuối cùng thoại âm rơi xuống sau khi đến, một lông rậm rạp màu xám đen móng vuốt sói, lại là trực tiếp nhanh như thiểm điện Trần Phi chộp tới.
mà ở cái này móng vuốt sói một chảo dưới, kinh khủng yêu khí khí lưu cũng là chảy ra ngoài, cuồn cuộn sao động, bẻ gãy nghiền nát, cực kỳ kinh người. T, nhất thời ở đây tất cả mọi người ngây dại, sau đó câu đều vô ý thức phát ra cũng hút lương khí thanh âm, không nghĩ tới cái này Tử Viêm cung đại nhân lại đột nhiên hướng Trần Phi động thủ. Nhưng lại hình như là trực tiếp dưới sát thủ, muốn giết người. Ở trong chớp nhoáng này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự nhiên sắc mặt cũng là càng phát ra âm hàn lên. Bất quá, cũng chính là vào giờ khắc này, hắn chỗ ở phía trước không gian, đột nhiên lại có một đạo ngân mang tốc độ cực nhanh bay vút đến, hung hăng đánh vào móng vuốt sói trên, bắn tung tóe ra hỏa tinh, vang lên leng keng điếc tai kim loại giao kích. Dĩ nhiên là đem luyện khí bát trọng lang dã đánh lén xu thế, trực tiếp cho đánh lùi. Sau đó chỉ thấy ngân mang oạch chuồn mất cũng là tại nơi giữa không trung vòng vo chuyển, sau đó liền lộ ra thân hình. Dĩ nhiên là một quả lớn chừng bàn tay ngân sắc đoản kiếm. Mà ở kiếm kia trên, rõ ràng là tràn ngập trung phẩm pháp khí khí tức cường đại. Lang dã, các ngươi Tử Viêm cung đều đem thịt ăn, tổng vẫn phải là nhượng chúng ta những người khác hát khẩu thang đi. Tốt như vậy mầm, nếu là thật bị ngươi hủy diệt, ta Ngọc Đẹp giáo cũng sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Sau đó đó là có một đạo lạnh lùng cảnh cáo thanh, chậm rãi vang lên. Khiến lang dã trên mặt thần sắc bỗng nhiên trở nên âm trầm, hắng giọng đến cực điểm. Lang dã không hổ là chính mình luyện khí bát trọng lực lượng kinh khủng, làm móng vuốt sói tập kích tới sau, vô luận là ở đây bất luận kẻ nào, đều từ cường hãn trong tập kích cảm nhận được dâng trào kinh người yêu uy, phảng phất không thể chống đỡ. Mà cái này, cũng đó là luyện khí bát trọng cường giả ở chỗ này vô thượng quyền uy. Không cho xúc phạm. Mặc dù vẻn vẹn là một bước xa, có thể luyện khí thất trọng đỉnh cùng luyện khí bát trọng, quả thực không phải là một cái khái niệm, không có biện pháp đánh đồng. Siêu. Nhưng ngay khi yêu lang móng hung hãn đột kích lúc, lại đột nhiên lại có một đạo ngân mang lấy không gì sánh được tốc độ cực nhanh bay vút mà đến, hung hăng đánh vào móng vuốt sói trên, bắn tung tóe ra hỏa tinh, vang lên leng keng điếc tai kim loại giao kích. Dĩ nhiên là đem luyện khí bát trọng lang dã đánh lén xu thế, cho trực tiếp là đánh lùi. Như vậy một màn kinh người tự nhiên làm người ta trợn mắt hốc mồm tới cực điểm. Hừ, chỉ là mà lại sau đó, chính mình luyện khí bát trọng khủng bố cảnh giới thực lực lang dã, lại dùng hắn tràn đầy nóng nảy cùng dã tính lang thủ, trọng trọng hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lộ ra lành lạnh răng nanh, hàn khí tùm, yêu văn dung chuyển, sau đó dĩ nhiên chỉ thấy hắn lần thứ hai xuất thủ, một yêu móng vuốt sói hóa thành tiểu sơn vậy hơn 10 trượng thật lớn. Trọng trọng hướng xoay quanh ở giữa không trung ngân sắc đoản kiếm ném tới. Uy thế vô cùng đáng sợ. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Lang dã không hổ là luyện khí bát trọng cảnh giới khủng bố lang yêu, thân thể này cường hãn trình độ quả thực làm người ta giận sôi. Ngay cả Trần Phi đều nhìn thấu, ngân sắc đoản kiếm rõ ràng là nhất kiện vô cùng cường đại trung phẩm pháp khí, mà bây giờ, người này là chuẩn bị lấy thân thể lực, ngạnh hám trung phẩm pháp khí. Đây quả thực là phát rồ, thật là làm cho người ta rung động. Hừ, bất quá đúng lúc này, cách đó không xa lại đồng dạng vang lên một đạo nặng nề lạnh giọng. Hiển nhiên là cho rằng đối phương loại này cuồng vọng cử động, là rõ ràng nhìn không thấy hắn. Vì vậy sau đó, trung phẩm pháp khí cấp bậc ngân sắc đoản kiếm trực tiếp là ở giữa không trung dung chuyển, tùy theo tốc độ bay mau xoay quanh, từ trong càng có một luồng sợi kinh người lợi hại kiếm khí tựa như là ma lôi vậy ầm ầm nổ tung. Làm người ta không tự chủ chân đều thoáng cái mềm nhũn, cảm giác mình giống hệt đã bị lợi hại kiếm khí cắt thành mảnh nhỏ. Oanh! Lại sau đó là kinh khủng kia lợi hại kiếm khí phóng lên cao, trực tiếp là cùng ngạnh hám mà đến yêu lang móng mãnh liệt đánh vào nhau. Mà ở va chạm trong nháy mắt, ở đây toàn bộ bên trong khu vực đều hình như là ở trong chớp nhoáng này hung hăng dừng một chút. Vô số yêu khí đám mây, trực tiếp là ở trong chớp nhoáng này bị cắt thành mảnh nhỏ, lợi hại kiếm khí. Cũng là bộc phát ra cường liệt chói tai leng keng tiếng huyết gió, bị nghiền diệt thành hư vô. Phanh, sau cùng, hoàn toàn có tư cách xưng là kinh khủng va chạm, cuối cùng là ở một bão cát dường như cơn lốc ở giữa, dần dần đáp xuống, hạ xuống màn tre. Bất quá giờ này khắc này, phương viên, ít nhất, 30 mét nội đều triệt để trở thành phế tích, một mảnh hỗn độn, hắc sắc yên vụ trôi. Cái này. T, đây là năm đại tiên cửa những người lớn thực lực sao? Quả thực không phải người a. Cách đó không xa, toàn bộ chiến trường chung quanh người vây xem,
đều là bị trước mắt trước một màn kia hoàn toàn cho sợ ngây người, ở trong mắt cũng là có nồng nặc vẻ hoảng sợ xuất hiện, vẻ mặt đều là hiện đầy vẻ sợ hãi. Lấy bọn họ trình tự cùng nhãn giới, đối với luyện khí bát trọng cường giả thực lực nhận chi, hiển nhiên tuyệt đại đa số đều chỉ có thể dừng lại đến tưởng tượng trên, mà không phải là tận mắt nhìn thấy, bất quá bây giờ nha. Khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy bực này một màn kinh khủng sau, trong lòng kính nể cùng chấn động, tự nhiên là như vết dạn vậy, hoàn toàn không đè nén được bạo phát. Vẻn vẹn chỉ là như vậy xuất thủ, liền đều cư nhiên có thể kinh khủng như vậy, nếu là sinh tử đại chiến, vừa nên bực nào kinh người. Tại đây loại đẳng cấp cường giả trước mặt, bọn họ bọn người kia, bọn họ những này tiên thiên cổ vũ giả, quả thực hoàn toàn chính là một con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới a. Siêu. Mà vào lúc này, làm ngân sắc đoản kiếm tại nơi giữa không trung cùng yêu móng vuốt sói đụng nhau chẳng phân biệt được trên dưới, lại. Sau đồng thời bị ép dừng tay bị văng ra sau, ngân sắc đoản kiếm đó là oạch chuồn mất giữa không trung nhanh chóng vòng vo chuyển, cuối cùng đang lúc mọi người kinh hãi, ánh mắt kính sợ trong, rơi vào bên cạnh thân cách đó không xa. Mà nơi ấy, lúc này lại có một vị ngay ngắn mặt to nâu trang phục trung niên nhân, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi ấy. Chỉ thấy ngay ngắn mặt to nâu trang phục trung niên nhân, mặt không thay đổi nhận lấy ngân sắc đoản kiếm. Sau đó trong nháy mắt lợi hại kiếm khí tựu làm cho cảm giác thu liễm rất nhiều, có thể mọi người lúc này lại giống hệt đều có loại ảo giác, đó chính là chuôi này ngân sắc đoản kiếm. Lúc này ở ngay ngắn mặt to nâu trang phục trung niên nhân trong tay, tựa hồ, trở nên càng thêm đáng sợ. Luyện khí bát trọng. Thấy tình cảnh này Trần Phi không khỏi híp mắt nhìn trung niên nhân kia, ở trong mắt cũng hơi có chút kinh dị vẻ. Có thể cùng luyện khí bát trọng cảnh giới lang yêu liều mạng tới tương xứng, cái này không cần suy nghĩ, cũng tất nhiên rõ ràng đây nhất định cũng là vị thứ thiệt luyện khí bát trọng cường giả. Chỉ là, người này hắn rõ ràng tự không biết. Đối phương hiện đang tại sao muốn xoát thủ giúp hắn. Chỉ là ngay ngắn mặt to nâu trang phục trung niên nhân, lúc này hiển nhiên không rảnh dư công phu phản ứng Trần Phi. Chỉ thấy kỳ tay cầm ngân sắc đoản kiếm cổ tay hơi run lên, hoảng sợ kiếm khí chậm rãi tràn ra, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa sắc mặt khó coi lang dã, thản nhiên nói lang dã, lại nói tiếp người giàu gì cũng là Tử Viêm cung Hôi Vân động một viên đại tướng, coi như là ưng giản hạp nhân vật có mặt mũi. Như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ tiểu bối, không ngại mất mặt. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi câu đều hơi biến sắc mặt, câm như hến. Dám nói chen nhau đổi tiền mặt Tử Viêm cung lang dã đại nhân loại sự tình này, hiện trường này mọi người, sợ rằng cũng chỉ có ngay ngắn mặt to đại nhân một người dám. Cái khác coi như là tránh tam gia năm đại tiên cửa cường giả, sợ rằng cũng không dám đơn giản nói ra những lời này. Sau đó quả nhiên, làm ngay ngắn mặt to. Nâu trang phục trung niên nhân nói ra lời nói này sau, nguyên bản vẻ mặt thần sắc tựu cực kỳ âm trầm lang dã, lúc này sắc mặt càng trở nên hắng giọng lên. Nhưng sau đó, hắn vẫn là trầm mặc tốt nửa ngày thời gian, lúc này mới con ngươi âm trầm chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía ngay ngắn mặt to trung niên nam tử, tự từ gian xương lạnh nói Lý Mãn Lâu, hai chúng ta hạng nhất nước vào không phạm nước sông, nhưng bây giờ, ngươi phải nhúng tay ta lang dã chuyện. Nhúng tay, thì như thế nào? Ngay ngắn mặt to, nâu trang phục trung niên nhân nguyên lai gọi Lý Mãn Lâu. Chỉ thấy kỳ mặt không thay đổi nhìn lại lang dã, trong lời nói, cũng cực kỳ cường thế cùng phong mang lang dã, người bây giờ đừng quên mấy cái phí tâm cố sức tới đây phá địa phương là vì làm gì. Các ngươi Tử Viêm cung vận khí tốt, lần này mò được một cái chính mình lam khí linh căn tên, có thể mấy người chúng ta ni. Người bây giờ là muốn liên canh cũng không để cho chúng ta uống. Đúng vậy, lang dã huynh. Người này đúng là tốt mầm, nếu là đem hủy diệt, vị miễn có chút quá đáng tiếc. Lý Mãn Lâu lời vừa nói ra, Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân lập tức cũng là phụ họa ra. Đúng vậy, người Tử Viêm cung coi như là lợi hại hơn nữa, cường thịnh trở lại xu thế, cũng luôn không khả năng liên khẩu thang đều không cho phép bọn họ uống đi. Rồi hãy nói bọn họ mặt khác cái này mấy nhà, cũng tốt giống như thật còn không có yếu đến loại trình độ đó. Có thể bị ngươi lang dã một người nhu viên trà sát làm thịt. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân lời vừa nói ra, dù là lang dã như thế luyện khí bát trọng, tính cách bá đạo người, lúc này cũng có chút trầm mặc. Một lúc sau, mới gặp kỳ chậm rãi lành lạnh mở miệng nói Lý Mãn Lâu, rõ ràng tháng, tiểu tử này làm trọng thương ta Tử Viêm cung hai gã môn hạ đệ tử. Chuyện này, lẽ nào các ngươi muốn cho ta lang dã,
cứ tính như vậy. Tài nghệ không bằng người, trách ai? Có thể nghe nói, Lý Mãn Lâu lại trực tiếp là lãnh đạm mở miệng nói lang dã, đừng cho là ta xem không hiểu ngươi muốn làm gì. Ta hiện tại nói cũng lược tại đây, ngươi muốn là muốn cho chúng ta uống không được canh, vậy cũng chớ trách ta cho các ngươi Tử Viêm cung liên thịt cũng ăn phải không? Oanh! Lý Mãn Lâu, có lá gan ngươi lập lại lần nữa thử xem. Nghe vậy nhất thời lang dã trực tiếp bạo giận lên, cả người tràn ngập ra kinh khủng yêu khí, áp hướng Lý Mãn Lâu, một chữ một cái biểu tình vô cùng vặn vẹo cùng dữ tợn nói. Ha ha, thế mà đáp lại hắn nhưng chỉ là Lý Mãn Lâu trương ngay ngắn mặt to lành lạnh cười nhạt. Nói, hắn hà tất chỉ nói là ni. Không tin ghê gớm tự thử xem a. Mà sau cùng lang dã rất hiển nhiên không có can đảm thử xem. Chỉ thấy kỳ con ngươi lành lạnh rơi vào Trần Phi trên mặt quét một vòng, vừa lại đem vặn vẹo ánh mắt ngắm trở lại Lý Mãn Lâu, rõ ràng thắng đám người trên mặt, nửa ngày sau, mới gặp kỳ hừ lạnh một tiếng, xoay người ly khai, bỏ xuống một câu ngoan thoại nói Lý Mãn Lâu, rõ ràng thắng, việc này ta lang dã nhớ kỹ, hy vọng các ngươi về sau đừng hối hận. Yên tâm đi, loại sự tình này phải dùng tới ngươi tới mù quan tâm. Lý Mãn Lâu lạnh lùng đáp lại lang dã ngoan thoại, cuối cùng, lại thấy kỳ vung tay lên, thản nhiên nói tất cả giải tán đi, đều tụ ở chỗ này làm gì. Vâng, vâng, nghe vậy, này cái nguyên bản vây xem ở mọi người chung quanh, lập tức đều không dám lời thừa, liền top 5 top 3 đều xoay người rời đi. Bất quá hôm nay chuyện này, chỉ sợ cũng muốn ở trong lòng bọn họ lưu lại nặng nề một khoản. Lương Nhược Xuân, Bách Tà Lão Nhân, hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy hai địch một, lại bị một 27-28 tuổi nhỏ người một người độc thân chém dụng hạ mã, hai người tất cả trọng thương. Loại này hạng kinh người khủng bố chiến tích, chớ nói chi là còn có về sau hai đại luyện khí bát trọng cường giả tự mình động thủ. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy rốt cục kết thúc, tuy rằng Trần Phi trong lòng còn có chút nghi vấn, bất quá hắn còn là ngay tức khắc hướng ngay ngắn mặt to Lý Mãn Lâu hơi khom người, nói cảm ơn vãn bối Trần Phi đa tạ tiền bối hùng hồn tương trợ, định không quên cái này ân. Ân, tạm thời không tính là, bất quá tạ, ta còn là để lại. Lý Mãn Lâu ánh mắt chậm rãi hướng về Trần Phi xem ra, trên mặt thần sắc như trước có chút bình thản, nói nhìn ngươi mới vừa trận chiến ấy, thế nhưng tu vi cảnh giới đạt tới luyện khí thất trọng. Lời vừa nói ra, Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân chú ý lực cũng là quan tâm đến. Không chỉ có như vậy, còn lại hai nhà cường giả phản ứng cũng giống như vậy. Bởi vì nếu là Trần Phi thật đạt tới luyện khí thất trọng, cái này đối với bọn hắn mà nói, tự vị miễn có chút quá bất khả tư nghị. Khó có thể tin. Luyện khí thất trọng. Mà đang nghe Lý Mãn Lâu hỏi thăm, Trần Phi do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn thoáng lắc đầu, chậm rãi nói tiền bối, luyện khí thất trọng cảnh giới, vãn bối bây giờ còn chưa có đi đến. Lời vừa nói ra, rõ ràng chỉ thấy đến rõ ràng tháng đạo nhân, chờ, trong mắt người hình như là có chút hứa tiếc nuối, cùng thất vọng xẹt qua. Chỉ có Lý Mãn Lâu nghe vậy mạnh trước mắt sáng ngời, trong ánh mắt tùy theo hiển hiện ra lau một cái tia sáng kỳ dị, cảm thán thốt ra, nói chưa tới luyện khí thất trọng, lại gần như chính mình luyện khí thất trọng sức chiến đấu. Thực sự là kỳ tài a. Nghe được Lý Mãn Lâu lời này, rõ ràng tháng đạo nhân đám người đầu tiên là sửng sốt, sau đó cái này mới đột nhiên lập tức phản ứng kịp, óc chuyển qua cua, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng tràn đầy cảm thán, cùng cực nóng. Đúng vậy. Chưa tới luyện khí thất trọng, lại cư nhiên có thể có được gần như luyện khí thất trọng sức chiến đấu, đây không phải là kỳ tài, là cái gì? Tiểu Hữu, lấy ngươi tu vi bây giờ cùng thực lực, tin tưởng cũng đúng bọn ta lai lịch sẽ không xa lạ đi. Ta đây ở nơi này đại các vị nói thẳng, tiểu Hữu ngươi có thể lấy tuổi như vậy chính mình gần như luyện khí thất trọng sức chiến đấu, quả thật có tư cách được gọi là kỳ tài, ta Phù Vân Tông, tự nhiên cũng có mượn hơi tâm. Dù thế nào nếu là tiểu hữu người nguyện ý thêm vào ta Phù Vân Tông nói, ta rõ ràng tháng đạo nhân bây giờ đang ở cái này cho ngươi cái lời chắc chắn hậu đãi. Dĩ nhiên, nếu tiểu hữu người còn có cái khác càng tâm di tuyển trạch, ta Phù Vân Tông cũng tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Sau đó chỉ thấy Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân trực tiếp là ánh mắt nóng rực rơi xuống Trần Phi trên người, cướp trước một bước mượn hơi lên. Bực này kỳ tài, hắn Phù Vân Tông đương nhiên không muốn cùng bỏ qua. Mà cách đó không xa chưa tới kịp rời đi mọi người đang nghe thế lần nói, tự nhiên là không khỏi trong lòng tiện đố lên, mắt hồng hồng. Ngoại trừ Tôn Thiên Chính, bọn họ thật giống như thật không rõ ràng tháng đạo nhân như vậy tích cực quá.
Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, tự vừa rồi trận chiến ấy quá trình cùng kết quả, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh Trần Phi kinh khủng kia tiềm lực cùng giá trị sao? Hiện tại Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân đại nhân phản ứng, đã hoàn toàn là đủ để chứng minh hết thảy. Mà Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân như vậy ngôn ngữ, rất hiển nhiên cũng lập tức khơi dậy cái khác vài đại tiên cửa các cường giả kịch liệt phản ứng. Hừ, rõ ràng Nguyệt lão mà, người phản ứng này nhưng thật ra thật mau ha. Chỉ thấy mũi thật cao ưng mâu lão giả Từ Thiên Ưng thoáng sắc mặt có chút nhục nhã hừ một tiếng, sau đó chỉ thấy kỳ ánh mắt cũng rơi vào Trần Phi trên người, vẻ mặt ôn hòa nói rõ ràng Nguyệt lão mà nói, đại bộ phận cũng là ta bây giờ muốn nói, bất quá nếu hắn đã cướp mở miệng trước, ta đây Từ Thiên Ưng cũng sẽ không bắt trước lời người khác. Ta quan sát trước người chiến đấu thủ đoạn, tựa hồ có một đại bộ phận đều là đi kiếm tu lộ số, vừa vặn, ta Từ gia có một vị luyện khí cửu trọng nguyên lão cũng là kiếm này nói trong xuất chúng. Mặc dù là tại nơi toàn bộ ưng giản hạp, cũng đều là danh khí cực đại. Vì vậy ngươi nếu đồng ý tuyển trạch chúng ta Từ gia, ta Từ Thiên Ưng liền ở chỗ này hướng ngươi đồng ý, hết lòng ngươi thành cho chúng ta Từ gia vị kia nguyên lão duy nhất, quan môn đệ tử. Lời vừa nói ra, coi như là rõ ràng tháng đạo nhân bọn người hơi biến sắc mặt biến. Bởi vì bọn họ đương nhiên biết rõ, Trình Hà Phong Từ gia quả thật có vị luyện khí cửu trọng cảnh giới gia tộc nguyên lão, kiếm đạo tu vi thập phần khủng bố. Mặc dù là ở toàn bộ ưng giản hạp, cũng làm loại không gì sánh được đỉnh. Ta liền nói nhiều như vậy đi, ngươi có thể hảo hảo chăm chú suy tính một chút. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, chúng ta Trình Hà Phong Từ gia tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Cuối cùng, Từ Thiên Ưng nói đến đây tự tuyển trạch phần cuối, bất quá, hắn lại vững tin bản thân viện vứt đi ra ngoài mê hoặc. Nhất là đối với một tên kiếm tu cùng tán tu mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn. Đây quả thực là một bước lên trời cơ hội. Phân lượng rất nặng rất nặng. Cuối cùng, mặc cũ nát gia thú khuôn mặt thô khoáng nam tử, cũng chính là rãnh nước đen nhạc gia cường giả, cũng đưa mắt nhìn Trần Phi trên mặt, ánh mắt sáng quắc. Ta rãnh nước đen nhạc gia chính mình cường đại ma đạo công pháp, nếu là ngươi muốn trở thành cường đại ma đầu, hoành hành vô kỵ. Ai đều muốn e ngại ngươi. Ta đây rãnh nước đen nhạc ra, có lẽ sẽ là ngươi lựa chọn tốt. Ngoại trừ ngọc đẹp giáo ở ngoài, ở đây còn sót lại tam gia thế lực cường đại, đều tranh nhau chỉ sau, không nhẫn nại được muốn mượn hơi Trần Phi. Dù sao loại này cấp bậc kỳ tài quả thực quá hiếm thấy, quá làm khó được, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà khi bọn hắn từng cái đem lôi kéo ngôn ngữ sau khi nói xong, đó là lẳng lặng nhìn Trần Phi, kỳ vọng từ trong miệng hắn nghe được hài lòng đáp án. Bất quá nghe vậy Trần Phi lại rơi vào trong trầm mặc. Bởi vì trên thực tế, đánh từ vừa mới bắt đầu hắn tự đối với những này cái gọi năm đại tiên cửa không quá cảm thấy hứng thú, nhất là bây giờ, xem hắn nhìn thấy rõ ràng tháng đạo nhân đám người thực lực sau, loại ý niệm này liền càng nồng nặc mấy phần. Dù sao nếu là liên tông môn cường giả thực lực đều chỉ có loại trình độ này, kia tông môn, có thể đủ cường đại đến chưa đi ni. Đây quả thực làm người ta một điểm mong đợi chỗ trống cũng không có a. Mà ở gặp đến lúc này Trần Phi cư nhiên thực sự trầm mặc không nói, không nói, rõ ràng tháng đạo nhân đám ba người mặc dù có lòng lý, để ý chuẩn bị, nhưng vẫn là trên mặt thần sắc rõ ràng thoáng biến được khó coi mấy phần. Sau đó chỉ thấy Từ Thiên Ưng nhướng mày, thản nhiên nói xem ra tiểu hữu ngươi là chướng mắt bọn ta. Lý huynh, chúc mừng, xem ra các ngươi ngọc đẹp giáo lại muốn bắt được một cái tốt mầm a. Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân càng trực tiếp như vậy mở miệng, cho rằng Trần Phi muốn chọn thêm vào ngọc đẹp giáo. Bây giờ nói những, này có phải là quá sớm hay không? Không phải là cũng còn không nhượng hắn đi chắc linh trụ chắc lượng thiên phú. Chỉ có Lý Mãn Lâu một người thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nói như thế xong, sẽ thấy đưa mắt quét ngang rơi xuống Trần Phi trên người, chậm rãi mở miệng về chuyện của ngươi, ta ở đầu nhi ta nghe nói qua một ít. Lấy 27-28 tuổi niên kỷ, có thể ở địa cầu này đất nghèo đều làm cho tới bây giờ như vậy trình độ kinh người, quả thực đáng quý. Bất quá. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, sau đó vừa ở tiếp tục mở miệng, nói rằng bất quá, quy củ thủy chung là quy củ, ngươi nếu muốn thêm vào ta ngọc đẹp giáo, nhất định phải ít nhất phải tại nơi chắc linh trụ trên, chắc lượng ra hoàng khí linh căn trở lên thiên phú, mới có thể đi. Ngươi đồ đệ, hoàng khí linh căn. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ nói ra những lời này đến. Hắn đồ nhi, bản thân lúc nào cùng đối phương đồ đệ biết. Đồ nhi ta họ Hoa,
như là đã nhìn ra Trần Phi trong lòng nghi hoặc, Lý Mãn Lâu nhàn nhạt nói rằng. Hoa, Trần Phi trong ánh mắt nhất thời hiện ra lau một cái tinh mang. Hoa, đây chẳng phải là. Sau đó chỉ thấy Kỳ Nhãn Thần Nghiêm, chậm rãi nói ta đã biết. Bất quá xin hỏi tiền bối, hoàng khí linh căn là cái gì? Trắc linh trụ, vậy là cái gì? Ngươi nên biết, không phải là mỗi người đều có thể đủ tu luyện thành tiên, trở thành người tu chân. Hơn nữa coi như là có thể trở thành người tu chân, mỗi người thiên phú tu luyện cũng sẽ hoàn toàn bất đồng không dạng. Lý Mãn Lâu nói đến đây dừng một chút, sau đó vừa lại thản nhiên nói chúng ta người tu chân thiên phú tu luyện, bị phân làm 7 đẳng cấp, lần lượt là xích tranh hồng lục xanh lam tím, thất sắc linh căn. Trong đó xích khí linh căn là bình thường nhất, mà tử khí linh căn, còn lại là được xưng là trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh giới vào bàn khoán. Phàm là chính mình tử khí linh căn người, chỉ cần không chúng đổ ngã xuống, tương lai đều chắc chắn sẽ trở thành trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh cường giả. Nhìn chung chúng ta Ưng Giản Hạp trên U Lang Thành nội vực, thậm chí toàn bộ quốc gia cổ ngoại vực lịch sử, đều không ngoại lệ. Nói xong lời cuối cùng liên Lý Mãn Lâu cũng hơi cảm thán lên. 100% có thể trở thành trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh thiên phú của cường giả, điều này có thể không làm người ta tiện đố. Đích xác, có thể có được tử khí linh căn thiên phú người, coi như là ở chúng ta Kiềm Nam quốc gia cổ nội vực, cũng đương chúc cái thế thiên kiêu, lấp lánh đến cực điểm. Bất quá loại người như vậy là ở quá ít, mặc dù là trở mình lần toàn bộ quốc gia cổ, sợ rằng đều khó khăn lấy tìm ra mấy cái đương đại. Trận Kinh Không cũng là lên tiếng, đồng ý nói. Liên Thức Hải nội Trận Kinh Không đều thừa nhận Lý Mãn Lâu nói, có thể nghĩ, cái này chính mình tử khí linh căn người, thiên phú là có kinh khủng bực nào, biến tai, cùng cái thế kinh người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, bởi vì chỉ cần chính mình cái này tử khí linh căn, tựa như cùng là đã hoàn toàn mở ra phiến đi thông nguyên đan chân quân đại đạo đại môn. Người như vậy, chỉ cần không chúng đầu ngoài ý muốn ngã xuống, tương lai liền chắc chắn tuyệt đối sẽ trở thành trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh cường giả. Tại đây Kiềm Nam quốc gia cổ nội đều có tư cách xưng vương xưng bá. Mà cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói tất cả, không khủng bố kinh người sao? Thậm chí đã từng đều còn có người dùng như vậy ngôn ngữ mà hình dung được tử khí linh căn, chưa từng tuyệt luân, vang dội cổ kim, vô luận là bất luận kẻ nào chính mình thiên phú như thế đều tuyệt đối là đủ để khiếp sợ thế nhân. Ít nhất, tại đây Kiềm Nam quốc gia cổ nội, tuyệt đối là như vậy. Cái loại này thiên phú, nếu là đi lên tu hành con đường, chắc chắn đã định trước sẽ huy hoàng. Nghe vậy đến nước này, Trần Phi cũng là hơi đập đi theo miệng, không khỏi cảm thán một tiếng. Thiên phú như vậy, 100% có thể thành tựu trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh đại đạo, hơn nữa đây vẫn chỉ là thấp nhất thành tựu, đây quả thật là không có biện pháp không cho người không ước ao cùng đố kỵ a. Nói là ông trời già ưu ái đều không quá đáng chút nào. Tiền bối, Trắc linh trụ ở nơi này thành tiên cốc nội sao? Trần Phi theo sát mà hỏi, hiển nhiên, giờ này khắc này, hắn đều đã không nhìn được đúng đối với Trắc linh trụ sản sinh hứng thú nồng hậu lên. Muốn nhìn một chút thiên phú của mình, đến tột cùng là đẳng cấp gì? Tiểu tử này tổng sẽ không thực sự trắc nghiệm được tử khí linh căn thiên phú đi. Coi như là Thức Hải nội Trận Kinh Không, lúc này đều ở đây có chút tâm tình phức tạp cùng mong đợi tự lẩm bẩm lên. Hắn nghĩ tới Thích Kinh khủng kim huyết. Ừ, Lý Mãn Lâu gật đầu. Đến Trắc linh trụ ở nơi này thành tiên cốc nội. Chúng ta hãy đi trước đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Kỳ trực tiếp xoay người hướng về thành tiên cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân, Trình Hà Phong từ gia từ thiên ưng nhóm cường giả thấy thế lẫn nhau nhìn nhau vậy, cũng là không chút do dự ngay tức khắc đi theo. Tuy nói Trần Phi cũng không có tuyển trạch bọn họ, thế nhưng, hiển nhiên bọn họ cũng thật tò mò, tự Trần Phi trước biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Tổng sẽ không đây cũng là một vị lam khí linh căn người chủ đi. Nếu không có như vậy, hắn vừa làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Lấy 27-28 tuổi niên kỷ linh, lại dĩ nhiên đạt tới hiện nay bước này. Này, các ngươi mau nhìn, những người lớn bọn họ đây là hướng phía Trắc linh trụ đi. Hình như là, xem ra bọn họ là muốn trắc nghiệm, Trần Phi, đến tột cùng là ủng có đẳng cấp gì thiên phú tu luyện. Sẽ là đẳng cấp gì ni? Tôn Thiên chính mình lam khí linh căn cấp bậc thiên phú tu luyện, chúng ta cũng không so với chúng ta lợi hại, xông ra bao nhiêu. Mà cái này Trần Phi. Có người nói lợi hại nhất thiên phú tu luyện, là tử khí linh căn,
Các ngươi nói, Trần Phi có thể hay không? Không thể nào đâu, không phải nói cái này tử khí linh căn cực kỳ hiếm thấy cùng rất thưa thớt sao? Không phải nói, vậy sẽ là đẳng cấp gì? Cùng Tôn Thiên Chính vậy làm khí linh căn sao? Nói như vậy lên đến không phải là không có như vậy khả năng. Cùng đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Cách đó không xa vang lên mọi người xì xào bàn tán. Sau đó tự thấy bọn họ cũng lập tức đi theo. Ở Lý Mãn Lâu dưới sự hướng dẫn, ngắn gần 10 phút, Trần Phi đó là đã gặp được, tại nơi cuối tầm mắt chỗ, một tòa cao vót thạch trụ dần dần hiện lên đi ra. Thạch trụ tối thiểu đều có hơn 10 thước cao, thoạt nhìn đống rác, bên trụ thể thậm chí đều có chút sụp đổ, hiện đầy sâu lục rong rêu, còn có gì sắt vậy đồ vật. Có thể mặc dù là như vậy, xa xa nhìn lại, thạch trụ lại còn là như một thanh đáng sợ thần binh lợi khí cũng cắm ở cả vùng đất vậy, phóng xuất ra một không cách nào hình dung áp bách khí tức. Mà theo từ từ tiếp cận, Trần Phi cũng là phát hiện, tại nơi cao vót, rách nát, thạch trụ trên, đúng là có một tầng nhàn nhạt thiển sắc bạch quang đem toàn bộ thạch trụ đều hoàn toàn bao phủ lên. Đạm bạch sắc quang cháo trên cũng tản ra một loại kinh người kinh khủng linh khí ba động. Cái này, đây là một tòa trận pháp sao? Trần Phi nhìn đạo kia đạm bạch sắc quang cháo, trong lòng cũng là mạnh động đất chấn, bằng hắn về điểm này gà mờ bé nhỏ trận pháp tu vi tạo nghệ, lúc này, cũng hoàn toàn là chỉ có thể dựa vào mù ngu rốt cùng suy đoán. Bất quá, thứ này muốn thực sự là một tòa trận pháp nói, chỉ sợ cũng xem như là ở đại trận sư linh trận dưới, đẳng cấp đều tuyệt không biết coi bói quá thấp. Là một tòa trận pháp, bất quá thoạt nhìn còn là hơi chút chênh lệch như vậy một ít. Sau đó thức hải nội trận kinh không đó là hướng Trần Phi cho ra đáp án. Đây đúng là một tòa trận pháp, chỉ là trong mắt hắn nhưng thật giống như còn là hơi chút chênh lệch một ít. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể ở hắn vị này từng vô hạn tiếp cận đại trận sư cấp bậc trận pháp mọi người trong miệng nghe thế loại bình luận, cũng tuyệt đối coi là có chút kinh người. Tối thiểu, bảy binh bố trận người, chúc cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu, là tuyệt đối chạy không được. Cái này đối với bọn hắn địa cầu thực lực trình độ mà nói, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể là ngẩng đầu ngưỡng vọng A. Chênh lệch quá cách xa. Đây là Trác Linh Trụ, mà Trác Linh Trụ phía trên trận pháp, là chúng ta Ưng Giản Hạp trận pháp tạo nghệ cao thâm nhất treo trên bầu trời lão nhân viện bố trí. Ha ha, cái này treo trên bầu trời lão nhân ở chúng ta Ưng Giản Hạp mặc dù là vị độc hành hiệp, thế nhưng, lão nhân gia ông ta cũng một vị thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Một thân trận pháp tu vi khủng bố đến cực điểm, thậm chí có người nói hắn đều từng bái ở một vị đại trận sư môn dưới, học tập qua một đoạn thời gian trận pháp. Lý Mãn Lâu một vừa chỉ Trác Linh Trụ, một bên chậm rãi nói rằng. T, đại trận sư. Chỉ là nghe vậy Trần Phi đều vẫn không nói gì, rõ ràng tháng đạo nhân, từ thiên ưng đám người tự mạnh sắc mặt cả kinh, trong miệng mặt vô ý thức cũng hít một hơi lương khí, còn người hơi co lại. Nói treo trên bầu trời đạo nhân từng bái ở một vị đại trận sư môn dưới học qua trận pháp. Mãn Lâu huynh, người tin tức này là nghe ai nói? Thật có chuyện này ư? Lấy lai lịch của bọn họ cùng nhãn giới, đương nhiên biết, đại trận sư đây chính là có thể cùng nguyên đan chân quân cảnh cường giả chạy song song với khủng bố tồn tại. Mà như vậy đại nhân vật, sợ rằng tùy tiện động thủ chỉ là có thể đưa bọn họ Ưng Giản Hạp toàn bộ thế lực quét ngang tiêu diệt. Vì vậy treo trên bầu trời lão nhân nếu là thật đã từng ở một vị đại trận sư môn dưới, học tập qua một đoạn thời gian trận pháp, có như vậy kinh lịch cùng tình cảm ở, tự quá kinh người. Làm sao có thể làm bọn hắn không chấn động, giật mình. Có thể là thực sự, cũng có thể là giả, ta cũng chỉ là tin vỉa hè, bất quá, cái loại này cao độ chuyện tình cùng chúng ta chỉ sợ cũng không có quan hệ gì. Lý Mãn Lâu thản nhiên nói. Nghe nói như thế, rõ ràng tháng đạo nhân. Từ thiên ưng đám người hơi sửng sờ, chợt hơi bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, ngược lại cũng không lại tiếp tục truy vấn cái gì. Bởi vì quả thực a, cái loại này cao độ chuyện tình dù vậy làm sao gió nổi mây phun, nhưng này, vừa theo chân bọn họ những. Này luyện khí cảnh cá nhỏ tiểu tôm, có quan hệ gì ni? Bọn họ căn bản cũng không có cần phải đi mù thao phân lòng thanh thản. Làm điều thừa. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là khẽ mỉm cười một cái. Hắn đương nhiên biết đại trận sư ra sao, chờ tồn tại, chỉ là có chút ngoài ý muốn, cái này cái gọi là Ưng Giản Hạp, cư nhiên còn có người có thể bái nhập một vị đại trận sư môn dưới học tập trận pháp. Cũng là có chút lợi hại a. Đi thôi, chúng ta đi qua. Sau đó chỉ thấy Lý Mãn Lâu khẽ gật đầu, mang theo Trần Phi chậm rãi hướng cũ nát không chịu nổi cao vót Trác Linh Trụ tiếp cận đi.
cuối cùng trực tiếp là từ tản ra kinh người khủng bố hơi thở đạm bạch sắc quang cháo trong trực tiếp xuyên qua. Mà ở đi qua quang cháo thời gian, Trần Phi có thể rõ ràng cảm giác được, có một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp là không kiêng nể gì cả treo ở đỉnh đầu hắn thượng không, mà cái loại này lực lượng nếu là rơi xuống, sợ rằng trong nháy mắt là có thể làm hắn diệt vong. Chết thảm tại chỗ, không còn sức đánh trả chút nào. Hắn minh bạch, trận pháp này phải là dùng để bảo hộ Trắc Linh trụ. Nếu là có người gan dám ở chỗ này mặt gây chuyện nói, sợ rằng sau một khắc sẽ đưa tới hủy diệt công kích. Bất quá những, này ngược lại không phải là hắn hiện tại cần nghĩ. Không cần thiết. Theo chỉ thấy kỳ theo Lý Mãn Lâu đứng ở cao vót Trắc Linh trụ dưới, chỉ thấy nơi ấy, cao vót Trắc Linh trụ cũ kỹ loang lổ, lẳng lặng đứng sừng sững. Mà ở Trắc Linh trụ trên, còn lại là tỏa ra có cực kỳ huyền diệu linh khí ba động, tại nơi đỉnh, ba đẹp mắt kim sán sán tự thể, lấp lánh đáng chú ý quang thải, đoạt mắt người cầu. Trắc Linh trụ. Mà ở Trắc Linh trụ, bên cạnh, còn có một chuyến hơi chút tương giác dưới tầm thường ngân sắc chữ nhỏ, lại hiển lộ theo kinh người uy nghiêm. Bắc Đẩu giáo, đúc. Bắc Đẩu giáo, đây là. Trần Phi ánh mắt lóe lên, tự lầm bầm ở trong óc hỏi, tiền bối, đây là. Thức hải nội trận kinh không nghe vậy, còn lại là nhìn, Bắc Đẩu giáo, ba chữ trong mắt thoáng hiện ra lau một cái nhàn nhạt vẻ phức tạp, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói rằng Trắc Linh trụ cũng không phải là người nào đều có thể đủ làm được, cần ít nhất không kém gì nguyên đan chân quân cảnh cường giả thực lực, còn cần một ít đặc biệt thủ đoạn, nhưng loại vật này ở rất lâu hết lần này tới lần khác lại là hơi chút yếu nhỏ một chút tông môn, thế lực cần, hơn nữa giá trị xa xỉ. Vì vậy có chút thời gian hơi lớn thế lực thiếu linh thạch thời gian, sẽ làm giòn chế tạo ra một nhóm Trắc Linh trụ đến buôn bán. Đến mức Bắc Đẩu giáo, nghe tên thì nên biết đi. Là quốc gia cổ nội vực trong truyền thừa ngàn, nhiều năm siêu nhiên đại giáo, danh chấn kiềm nam, nội tình khủng bố. Là cùng quốc gia cổ vương tộc sóng vai khổng lồ tồn tại. Trận kinh không chậm rãi tự thuật. Nội vực truyền thừa ngàn, nhiều năm siêu nhiên đại giáo. Có thể cùng quốc gia cổ vương tộc sánh vai khổng lồ tồn tại sao? Nghe được Trần Kinh không lời này, Trần Phi trong lòng cũng là chấn động. Nguyên lai, cái này thoạt nhìn rách dưới thạch trụ tử, dĩ nhiên là còn có kinh người như vậy lai lịch sao? Bắc Đẩu giáo làm bằng. Ta nhớ kỹ ngươi chắc là gọi Trần Phi, đúng không? Thử xem đi, nếu là ngươi có thể tại đây Trắc Linh trụ trên, Trắc lượng ra hoàng khí linh căn trở lên thiên phú, chúng ta Ngọc Đẹp giáo sẽ gặp không gì sánh được hoan nghênh ngươi thêm vào. Nhưng vào lúc này Lý Mãn Lâu mở miệng nói. Ha ha, đừng nói là hoàng khí linh căn, coi như là tranh khí linh căn, chỉ cần tiểu hữu ngươi nguyện ý, ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta Phù Vân Tông chắc chắn hậu đãi. Hơn nữa sau đó lại thấy rõ ràng tháng đạo nhân ha ha cười nói. Còn chưa có chết tâm. Theo lý thuyết nếu thật là tranh khí linh căn cấp bậc thiên phú, bọn họ Phù Vân Tông khẳng định tất nhiên sẽ không thấy thế nào trên mắt. Thế nhưng, lấy Trần Phi hiện nay biểu hiện đến xem, đừng nói là tranh khí linh căn, chỉ sợ cũng xem như là hoàng khí linh căn đều tuyệt không khả năng. Tất nhiên là chính mình lục khí linh căn, thanh sắc linh căn, thậm chí lam khí linh căn, chờ, loại này đỉnh cấp thiên phú một trong. Vì vậy, hắn lần nói, bất quá là nghe hơi chút đẹp chút lời xã giao mà thôi. Dù thế nào căn bản, khẳng định tuyệt không khả năng phát sinh. Bọn họ mọi người trong lòng khẳng định cũng đều là muốn như vậy. Vâng, tiền bối, ta đây hiện tại tự thử trước một chút đi. Nói như thế, chỉ thấy Trần Phi cặp mắt kia thần theo đó là nhìn về Trắc Linh trụ. Nếu là ngươi, cũng có thể cùng Tôn Thiên Chính vậy, Trắc lượng ra lam khí linh căn. Thậm chí cao hơn một tầng tử khí linh căn thiên phú, liền có thể tại đây Trắc Linh trụ trên lưu lại tên của mình. Nghe vậy Lý Mãn Lâu gật đầu, đưa tay hướng Trắc Linh trụ chỉ đi. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy còn lại là nao nao. Lưu lại tên của mình. Vì vậy sau đó chỉ thấy hắn theo nhìn sang. Nguyên lai lúc trước hắn cũng không có chú ý tới. Tại nơi Trắc Linh trụ trên, tựa hồ có số ít lấp lánh ánh sáng nhạt cực nhỏ chữ nhỏ, tạo thành từng hàng tự thể tự hàng. Đầu tiên, làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là cực nhỏ chữ nhỏ sắp hàng đứng đầu nhất khu vực. Nơi đó có theo một cái hiện ra theo tử kim vậy màu sắc bốn cái đại tự. Tử khí linh căn, tại đây Tuyết Phong Thành Tiên Cốc chói mắt ánh mặt trời chiếu trọi lọi dưới, tản ra một loại làm người sợ hãi tủ nguy nghiêm khí. Mà ở tử khí linh căn, bốn cái tử kim đại tự mặt sau, còn lại là có tên của một người, như vương giả vậy vân đạm phong khinh,
uy nghiêm ngật đứng ở đó chắc linh trụ cao nhất bưng. Vũ nương, Trương Tam Phong. Võ, Vũ nương, Trương Tam Phong. Mà ở nhìn thấy tên kia tự Trần Phi đôi mắt lập tức nhìn không được hơi co rụt lại, biểu sau đó biểu tình thoạt nhìn có chút sợ hãi than. Không nghĩ tới cái này hắn nguyên bản bình thường ở trong TV nhìn thấy phái Vũ nương thủy tổ, cư, lại là thật tồn tại. Cũng không phải là hư cấu. Không chỉ có như vậy, cái này Trương Tam Phong lại còn lợi hại như vậy, chính mình tử khí linh căn cấp bậc cái thế thiên phú. Trương Tam Phong, người này ta đã thấy. Mà nhưng vào lúc này, thức hải nội trận kinh không còn đột nhiên đụng tới một câu nói như vậy. Tiền bối người gặp qua Trương chân nhân, khi đó hắn đã là cảnh giới gì? Trần Phi hỏi. Bất quá lần này trận kinh không lại không trả lời hắn, mà là có lệ nói đến lúc đó chờ ngươi đi hướng nội vực, sẽ biết. Ngươi bây giờ biết này còn quá sớm. Nghe vậy Trần Phi bĩu môi, tiếp tục hướng Trác Linh trụ phía trên tên nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi tử khí linh căn tự thể dưới, đó là lam khí linh căn. Mà ở lam khí linh căn hậu phương tắc rõ ràng nhất tên biến hơn nhiều. Lưu Đế Phong, Lý Tự Thành, Tôn Thiên Chính. Ước hơn 10 tên rậm rạp xuất hiện ở Trác Linh trụ lam khí linh căn hậu phương, chữ khắc vào đồ vật tại nơi trụ thể trên. Trong đó một số ít tên thoạt nhìn cũng không khỏi làm cho nghĩ có chút quen thuộc. Thẳng đến người cuối cùng tên hiện lên ở trong tầm nhìn lúc, Trần Phi ánh mắt liền có một ít híp lại, bởi vì tên kia tự, chính là Tôn Thiên Chính. Tốt rồi, thử một chút đi, nếu là có thể tại đây Trác Linh trụ trên lưu danh. Tương lai con đường tu luyện của ngươi cũng chắc chắn sẽ bằng phẳng rất nhiều. Lý Mãn Lâu vừa rồi hãy nói. Ừ. Trần Phi khẽ gật đầu, vừa khiêm tốn nữa nói bất quá muốn tại đây Trác Linh trụ trên lưu danh, thoạt nhìn cũng không phải dễ dàng như vậy a. Ha ha, xem ra ngươi cũng là có chút tự mình hiểu lấy. Bất quá, ngay Trần Phi như vậy khiêm tốn ngôn ngữ thanh vừa hạ xuống sau, một đạo hơi lộ ra âm lãnh trào phúng thanh âm, đó là lập tức đột nhiên truyền đến. Lý Mãn Lâu, Trần Phi, rõ ràng tháng đạo nhân đầu tiên là nhướng mày, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó đó là liền hướng thanh âm kia chuyển tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi thiếu chút nữa bị dọa đến tè ra quần Tôn Thiên Chính, hiện tại không biết lúc nào lại cùng tới rồi, chính vẻ mặt giễu cợt nhìn Trần Phi. Mà lang thủ thân thể Tử Viêm cung luyện khí bát trọng cường giả lang dã, lúc này cũng là chính đứng ở đó Tôn Thiên Chính phía trước. Có thể, đây cũng là người sau sở dĩ dám cản rỡ như vậy. Phách lối dựa chỗ đi. Lang Dã huynh, có ít người miệng ngươi có đúng hay không hẳn là quản xía vào. Ngươi nên biết ta Lý Mãn Lâu ghét nhất có người thuyết tam đạo tứ, hơn nữa còn là làm trò mặt của ta. Lý Mãn Lâu sắc mặt biến lãnh, coi như là Tôn Thiên Chính chính mình lam khí linh căn thiên phú, tương lai chắc chắn sẽ chính mình phi phàm thành tựu, lấp lánh bay lên. Nhưng là bây giờ, hắn Lý Mãn Lâu dù sao vẫn là cái tiền bối, ở trước mặt hắn như vậy làm càn, châm chọc khiêu khích. Có đúng hay không có chút quá đưa hắn không thấy. Mà ở nghe nói như thế, Tôn Thiên Chính sắc mặt ngay tức khắc trở nên có chút bối rối. Mà lang dã còn lại là sắc mặt trầm xuống, bất quá, chợt lại thấy hắn cười lạnh, quay đầu đi, lạnh lẽo con ngươi một vừa quan sát Trần Phi, vừa hướng Lý Mãn Lâu ha hả cười lạnh nói ha hả, chúng ta Tử Viêm cung chẳng qua là đúng đối với tiểu tử kia thiên phú có chút ngạc nhiên mà thôi. Thế nào, người Lý Mãn Lâu còn muốn đuổi chúng ta đi? Đuổi, vậy làm sao dám, Lý Mãn Lâu vừa lại hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ha ha, Lý Mãn Lâu, tuy nói tiểu bối này sức chiến đấu quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người, bất quá, nếu muốn ở cái này Trác Linh trụ trên lưu danh, không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Thật cho rằng tùy tùy tiện tiện người nào tự có thể có được lam khí linh căn sao. Cũng thực sự là buồn cười. Chỉ thấy lang dã thanh âm, hiển nhiên là tận lực không thêm che giấu. Trực tiếp là ở chung quanh đây truyền ra. Vì vậy nguyên vốn cả chút kích động rõ ràng tháng đạo nhân đám người, đều vào lúc này sắc mặt hình như là thoáng tĩnh táo lại một điểm. Đúng vậy, cái này lam khí linh căn không có thể như vậy cái gì rau cải trắng, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tự xuất hiện. Vậy không tự quá giá hạ sao? Nghĩ như thế, liền giống như là quả thực không quá khả năng a. Tử Viêm cung đại nhân lời nói này ngược lại cũng đúng đối với. Các ngươi xem Trác Linh trụ trên, có người nói đều đã mấy trăm năm, mới chỉ có như vậy hơn 10 người chính mình lam khí linh căn. Đúng vậy, vừa nghĩ như thế, lam khí linh căn cấp bậc thiên phú tu luyện cũng không phải rau cải trắng. Làm sao có thể tùy tiện chính mình? Có thể, thế nhưng, bằng chừng ấy tuổi,
là có thể lực gam hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, nếu chỉ là người thường có thể làm được loại tình trạng này. Ha ha, vậy thì thế nào? Ta nghĩ, ngươi đều còn không có làm rõ ràng một điểm đi, thực lực, có thể cùng thiên phú bất đồng. Coi như hắn thực lực bây giờ đích xác rất cường, ai có thể vừa quy định hắn nhất định thiên phú cũng rất yêu nghiệt ni. Thế nhưng, các loại tiếng bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra, bất quá trong đó đại bộ phận cũng theo Lang Dã nói, bắt đầu đề câu chuyện, bầu không khí vừa chuyển, câu cũng không quá quan tâm chăm sóc Trần bay lên. Một là bởi vì cái này Lam khí linh căn, quả thực không là cái gì rau cải trắng, cái này chắc linh trụ đều ở đây thành tiên cốc dựng đứng dưới mấy trăm năm, chắc lượng đi ra ngoài Lam khí linh căn thiên phú người chủ mới bao nhiêu. Cũng cứ như vậy chừng 10 cái mà thôi. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để lấy chứng minh cái này Lam khí linh căn thiên phú hiếm thấy. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới hơi có chút tỉnh táo lại, chính xác phán đoán. Thứ hai là bởi vì, người nha, tóm lại tuyệt đại đa số đều cũng có ước ao, ghen tị tâm lý, chính là không quen nhìn người khác so với chính mình cường, so với chính mình thiên phú cao. Cho nên khi hiện tại Lang Dã như thế cùng nhau đầu, trong lòng bọn họ mặt này xấu xí tâm tư liền tất cả đều bạo phát ra. Một đám hùng hồn gạn đục khơi trong, chỉ điểm Giang Sơn. Nói chung chính là không coi trọng Trần Phi, Lam khí linh căn thiên phú, đó là hạng cường hãn cùng hiếm thấy, là hắn loại này thanh niên nhân, lại không dài hơn một cái đầu, hai cái tay, dựa vào cái gì. Vì vậy, ở nơi này từ từ biến nhiều xì xào bàn tán trong, nguyên bản sắc mặt hốt hoảng Tôn Thiên Chính khi lấy được Lang Dã ý bảo dưới, khuôn mặt lại trở nên kiêu căng lên, tùy theo thật cao ngẩng cằm, nhãn thần khinh miệt. Mắt lé nhìn Trần Phi, ngạo nghễ hừ lạnh nói hừ, nhìn ngươi tự tin như vậy, nếu không hai người chúng ta sẽ đánh cuộc, thế nào? Đánh cuộc gì? Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn, trong thoáng chốc, cũng cảm giác mình thức hải nội tích thần bí kim huyết đều xuẩn xuẩn rục động. Chúng ta tự đổ ngươi ngày hôm nay nếu có thể tại đây chắc linh trụ mặt trên lưu danh, ta đây Tôn Thiên Chính tiện lợi theo mặt của mọi người, hướng ngươi dập đầu ba tiếng vang đầu, kêu ba ba, mà nếu là ngươi. Không có biện pháp tại đây chắc linh trụ trên lưu danh, cũng rất đơn giản, đồng dạng quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, gọi ra ra được rồi. Thế nào, người có hay không cái này tính tình, dám sao? Tôn Thiên Chính vẻ mặt khinh miệt khiêu khích nói. Bất quá kỳ viện lời nói ra, cũng khiến cái này mọi người tại đây đều sắc mặt ngay tức khắc thay đổi. Người thua quỳ xuống đến dập đầu ba tiếng vang đầu, kêu ba ba, gọi ra ra. Chơi lớn như vậy. Mà ở nghe nói như thế. Lý Mãn Lâu trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngân sắc đoản kiếm siêu một tiếng xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, ong ong xoay quanh bay, đôi mắt chăm chú nhìn vẻ mặt nhe răng cười Lang Dã lãnh đạm nói Lang Dã, xem ra ngươi hôm nay là thật dự định cùng ta Lý Mãn Lâu, cùng ta Ngọc Đẹp Giáo không qua được. Nói, hắn đó là trực tiếp lạnh lùng nhìn lướt qua chính trí đắc ý mãn, đường làm quan rộng mở, vẻ mặt kiêu căng cùng khinh miệt Tôn Thiên Chính liếc mắt. Phảng phất là mang theo sát khí ánh mắt trực tiếp là khiến người sau sắc mặt hoảng hốt, cảm giác như rơi vào hầm băng lên. Mà ở thấy tình cảnh này, Lang Dã chính nhe răng cười biểu tình bỗng nhiên đình trệ, dừng một chút, sau đó thân ảnh che ở Tôn Thiên Chính trước mặt, một đôi mắt đầu tiên là hung lệ nhìn chằm chằm Lý Mãn Lâu, sau đó, rồi lại phảng phất là chẳng đáng vậy đột nhiên cười nói tùy tiện vui đùa một chút mà thôi, nếu là không dám, quên đi đi. Đã như vậy, cái này cũng không có gì đẹp mắt. Chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Lang Dã dĩ nhiên là trực tiếp xoay người rời đi, không chút do dự nào. Thấy tình cảnh này, Tử Viêm cung người tuy rằng rõ ràng ngẩn người, có thể theo cũng còn là lập tức chuẩn bị cũng xoay người ly khai. Vân vân chờ đã. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm tuổi nhỏ tiếng người âm lại đột nhiên nhàn nhạt tiếng vang đang lúc mọi người bên tai. Mà khi thanh âm này vang lên sau, mọi người biểu tình không khỏi đều biểu hiện sửng sốt, chợt ngay tức khắc thật nhanh, bá bá bá, hướng Trần Phi nhãn thần kinh dị quét tới. Bởi vì, này hình như là ngăn cản Tử Viêm cung đám người đi, chính là từ trong miệng hắn, nói ra được. Lẽ nào hắn thật chuẩn bị đánh cuộc một keo? Còn là nói, quá thiếu lãnh tĩnh, bị đối phương cái này nói ba xạo cho kích thích đến cấp trên. Cái này quá xung động đi. Mà ở thấy tình cảnh này, Lý Mãn Lâu cũng là khẽ nhíu chân mày. Mở miệng muốn nói cái gì, bất quá Lang Dã tràn đầy giễu cợt nhe răng cười thần, lại sau đó một khắc là trực tiếp vang lên. Chỉ thấy Lang Dã cười lạnh nhìn Trần Phi, răng nanh lộ, nói tiểu tử, gọi ta lại các làm gì? Chẳng lẽ,
người nghĩ đánh cuộc với chúng ta đổ xem. Ha ha, là hắn làm sao có thể có cái loại này lá gan. Hơn phần nửa là muốn phùng má giả làm người mập, nhiều lời vài câu lời xã giao đi. Đại nhân, chúng ta đừng để ý đến hắn, đi thôi. Mà Tôn Thiên Chính trốn ở lang dã phía sau, càng vừa lại như vậy khinh miệt châm chọc lên, giống như là căn bản không đem Trần Phi không coi vào đâu. Cho rằng kỳ căn bản cũng không khả năng có như vậy lớn lá gan, cùng hắn Tôn Thiên Chính đổ. Ha ha, ở Trác Linh Trụ trên lưu danh. Hắn thật cho là mình là vật gì, có cái loại này tư cách sao? Nói cũng không phải nói như vậy, có đúng hay không phùng má giả làm người mập, ta nghĩ hãy để cho chính hắn nói tương đối khá. Chỉ thấy lang thủ thân thể lang dã nghe vậy cũng lành lạnh, khinh miệt cười lạnh cười, sau đó cặp mắt kia mâu vẻn vẹn hướng về Trần Phi quét tới, bao hàm dữ tợn răng nanh khóe miệng băng lãnh cong lại, nói tiểu tử, nói như thế nào? Người gọi ta lại các, đến tột cùng là đổ, vẫn không đổ. Cũng là Nhượng Thiên Chính thực sự nói chúng rồi a. Ha ha ha, hắn tiếng cười kia trong tràn đầy xích lõa khinh miệt cùng châm chọc. Nếu Trần Phi thật chỉ là muốn phùng má giả làm người mập, nhiều lời vài câu lời xã giao, vậy bọn họ hiện vào lúc này đến mục đích coi như là triệt để đạt tới. Ở Trần Phi còn có ngọc đẹp giáo trên mặt hung hăng đạp một cước, làm bọn hắn bộ mặt vô tồn, ra mặt tang cố gắng. Mà Lý Mãn Lâu đang nghe được đối phương như vậy tràn ngập tâm cơ chính là lời nói, cũng là không khỏi trên mặt thần sắc trầm xuống, có vẻ cực kỳ hắng giọng cùng xấu xí. Đối phương đây quả thực là lại đưa bọn họ vào chỗ chết ép. Bởi vì nếu là Trần Phi đáp ứng dưới đây đối với đổ hoàn hảo, một khi nếu là không đáp ứng, không liền tốt làm thỏa mãn đối phương Tử Viêm cung đám người nguyện, trở thành thiên đại trò cười. Bộ mặt mất hết. Có thể tuy rằng lời là nói như vậy, hắn cũng biết Trần Phi rất lợi hại, thậm chí ngay cả trước hai cái thực lực miễn cưỡng có thể sánh vai luyện khí lục trọng đỉnh phong Tử Viêm cung môn hạ đệ tử liên thủ, đều bị hắn một thân một mình toàn bộ đánh bại, đem hai người kia nhất nhất đánh thành trọng thương, thế nhưng đây cũng có thể thế nào. Dù sao thực lực là thực lực, thiên phú là thiên phú, hai người này cuối cùng là không thể lung tung nói nhập làm một. Bởi vì Lam khí linh căn thiên phú quả thực chân thực quá hiếm thấy, được công nhận tuyệt đỉnh đỉnh cấp thiên phú, nếu không, Trác Linh Trụ đứng ở nơi này. Ít nhất, mấy trăm năm, cũng không có khả năng mới tích lũy đến như thế một điểm, vẻn vẹn hơn 10 người. Coi như hết, đừng hành động theo cảm tình, nghĩ đến đây. Coi như là hắn Lý Mãn Lâu cũng là trong lòng ám thầm thở dài một tiếng, hướng Trần Phi vận dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn, thấp giọng nói rằng. Hắn không muốn Trần Phi hành động theo cảm tình, càng không muốn gặp lại Trần Phi bởi vì hành động theo cảm tình mà đã đánh mất lớn hơn ra mặt, quỳ xuống dập đầu, bộ mặt tang cố gắng. Ha ha! Gặp Lý Mãn Lâu mặt lộ vẻ thầm than vẻ, vừa còn lén như vậy cho Trần Phi làm mờ ám, lang dã nhất thời ha hả cười lạnh. Thắt lưng cũng thoáng cái rất được căng thẳng. Trong lòng của hắn đương nhiên rất rõ ràng Lam khí linh căn thiên phú người chủ là có cỡ nào rất thưa thớt cùng hiếm thấy, nếu không, hắn cũng không có khả năng mang theo Tôn Thiên Chính đến đây nháo như thế vừa ra. Vì, bất quá tự chỉ là muốn nhìn thấy Lý Mãn Lâu đám người mất mặt mà thôi. Mà lúc này, hiển nhiên mục đích của hắn đã là đạt tới. Dù sao hắn căn bản cũng không tin tưởng Trần Phi có thể tại nơi Trác Linh Trụ mặt trên lưu danh. Mà nếu như vậy, không làm được nói, mặc cho ngươi hiện thực lực hôm nay lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ bọn họ Tử Viêm cung còn có thể kiêng kỵ như ngươi vậy một cái tiểu bối? Xin nhờ, có thể đừng nói giỡn, loại này vui đùa thực sự không tốt cười. Một cái tán tu, một cái thế lực, tựu như con kiến hôi cùng voi vậy, mặc cho ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực lợi hại hơn nữa, đều không hữu dụng. Bởi vì đều là rác rưởi, đều là con kiến hôi. Không đáng giá nhắc tới. Tiền bối, yên tâm đi, bất quá cũng chỉ là mấy cái trên búng dưới nhảy vở hài kịch mà thôi, ta nghĩ để cho bọn họ tự hủy bộ mặt thật sự là quá dễ dàng. Hãy cùng bóp chết con kiến vậy giản đơn, có thể nghe nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại hai mắt một liệt, khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt châm chọc nói. Ngươi hắn ma, hừ, họ Trần, ta biết ngươi bây giờ rất oai, bất quá, có loại ngươi hắn ma hiện tại sẽ bóp chết ta thử xem a. Chỉ biết trên miệng ra vẻ ta đây, thực sự là phế vật. Mà nguyên bản vẻ mặt kiêu căng Tôn Thiên Chính ở nhìn thấy Trần Phi lại dám như thế biến đổi pháp nhi đối với hắn ngôn ngữ trào phúng, bất tiết nhất cố, thậm chí một nhắc lại, bóp chết con kiến, cái loại này nói, rốt cục nhìn không được tức giận vạn phần, trốn ở chưa lang dã phía sau một chậu quát mắng. Phải,
nếu không chúng ta đơn độc luyện một chút, cùng chỉ xấu cẩu dường như trốn ở người khác phía sau, cáo mượn oai hùng, diễu võ dương oai, cũng là thật thiệt thòi ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ đứng ra nói. Gương mặt, không đúng, một chương cái mông ra là thật đủ dày a. Chỉ là nếu bàn về công phu miệng, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu còn thật không vậy cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ thấy Kỳ lời vừa nói ra, Tôn Thiên Chính vẻ mặt ngay tức khắc tựu đỏ lên cùng cái hầu tử cái mông tựa như, hai mắt phun lửa, phẫn nộ tới cực điểm. Mà trừ hắn ra, mọi người khác đều là sắc mặt quỷ dị giống như chết yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau, tất cả gặp được đối phương trong con ngươi dị dạng vẻ. Mờ ám, ngươi cái miệng này ba, có đúng hay không có chút thúi quá. Mà đang ở hiện trường này chu vi lặng ngắt như tờ lúc, một lúc sau, cuối cùng là có một đạo âm lãnh tới cực điểm nghiến răng nghiến lợi thanh âm, mang theo lạnh lẽo cùng nổi giận hàn ý, ở hiện trường này đông đảo người bên tai bên cạnh nặng nề vang dội đến. Chỉ thấy Tử Viêm cung luyện khí bát trọng cường giả lang dã vẻ mặt răng nanh lộ mặt hắng giọng không gì sánh được, sắc mặt đen cùng đáy nổi tựa như, quanh thân kinh khủng yêu khí ba động do như thực chất vậy, tràn đầy sát khí. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này Trần Phi cư nhiên như thế biết ăn nói, miệng lưỡi bén nhọn, cái này nói ba xạo gian thật giống như đem bọn họ Tử Viêm cung nói mới hẳn là mất thể diện. Như vậy chuyển biến, khiến cái này hiện tại từ bốn phương tám hướng đưa mà đến trên người của hắn ánh mắt, đều hình như là dường như biến thành kim đâm vậy. Cái này làm sao làm hắn lang dã trong lòng không nổi giận, không cả người nổi trận lôi đình. Oanh! Nổi giận dưới lang dã, cơ hồ là có chút không nhẫn nại được trong lòng sát ý, trực tiếp mạnh mẽ trong nháy mắt xuất thủ, một móng xé rách ra, một đạo kinh khủng vết cào quanh quẩn theo cuồn cuộn yêu quang liền bạo xạ ra. Tại nơi vết cào còn có cuồn cuộn yêu quang trong, thậm chí cũng còn có mùi vị của tử vong từ trong đó phiêu tán đi ra, làm người ta sợ. Leng keng, phanh, chỉ là, một móng vừa mới vừa bạo xạ ra, liền là có thêm một đạo màu bạc trắng tinh mang quét ngang xuống tới, trực tiếp đem trên đường bắn chúng, bắn tung tóe ra hỏa tinh, vang lên leng keng điếc tai thanh âm, trong nháy mắt lang dã móng vuốt kích thiên ra thì ra là quỹ đạo. Mà người xuất thủ kia hiển nhiên cũng không phải người khác, tự nhiên là Lý Mãn Lâu. Chỉ thấy màu ngân bạch tinh mang ở giữa không trung xích quay tít vài vòng sau liền lại nhớ tới trong tay hắn, chính là trung phẩm pháp khí cấp bậc ngân sắc đoản kiếm. Sau đó chỉ thấy Lý Mãn Lâu đầu tiên là nhãn thần nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó chuyển hướng lang dã, lạnh lùng nói ngươi là thật đem ta Lý Mãn Lâu trở thành là bài biện. Lý Mãn Lâu, chỉ cần ngươi đem tiểu tử này giao cho ta Tử Viêm cung, ta bảo chứng, ngày sau cùng ngươi vật nhỏ không phạm. Làm sao, lang dã cả người mạnh động đất chấn. Lập tức cắn răng nghiến lợi nói. Lý Mãn Lâu thực lực cùng hắn tương đương, vì vậy nếu là Lý Mãn Lâu thật cố ý muốn xoát thủ bảo Trần Phi nói, hắn quả thực không có khả năng giết được. Bất quá, đối với hắn như vậy ngôn ngữ cùng trao đổi, Lý Mãn Lâu cũng bất tiết nhất cố lạnh lùng cười cười, sau đó thật giống như lười nói nhảm nữa, trong cơ thể linh khí một trào, nhãn thần một lệ, chỉ thấy trong tay hắn ngân sắc đoản kiếm siêu một tiếng lần thứ hai phóng lên cao. Khủng bố kinh người ba động từ trong quét ngang đi ra, kiếm khí bể nghễ, trực tiếp là đem lang dã cho vững vàng tập trung ở. Làm cho hắn căn bản là không có biện pháp lại nhảy ra tay công kích Trần Phi. Tốt, tốt, Lý Mãn Lâu, cái này sẽ là của ngươi đáp án. Tốt, ngươi sẽ hối hận, thấy tình cảnh này nhất thời chỉ thấy lang dã vẻ mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí, răng nanh lộ. Lang dã đại nhân, cùng loại này nhát như chuột tên lời thừa cái gì? Bất quá là một đống người nhát gan. Trò cười mà thôi, mà nhưng vào lúc này, Tôn Thiên Chính vừa mở miệng nữa nói. Bất quá lần này nói đến đây, chỉ thấy Kỳ ngừng nói, gương mặt trên hiện ra không gì sánh được khinh miệt cùng châm chọc thần sắc, ngẩng cao theo cằm, không gì sánh được kiêu căng cùng mắt lé nhìn Trần Phi cả tiếng giễu cợt nói họ Trần, người đã không dám theo ta Tôn Thiên Chính đổ, vậy nhớ kỹ về sau thấy ta ngay tức khắc thành thật lăn xa một chút. Ta cũng không muốn luôn nhìn thấy ngươi loại này sẽ chỉ ở trên miệng thể hiện tên, thực sự là chỉ biết ô uế con mắt của ta. Ta nói ta không dám đổ, thế mà hắn những lời này đều còn chưa nói hết, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền trực tiếp đem cắt đứt. Dám, ngươi nếu là dám nói, tự đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi thua, trực tiếp quỳ xuống đến dập đầu gọi ra ra, dám sao? Đừng nói cho ta ngươi vừa sợ rồi sao? Nghe được Trần Phi nói. Tôn Thiên Chính lập tức sắc mặt kích động, cả tiếng kích nói. Giống hệt rất sợ Trần Phi sẽ đổi ý vậy. Mà Lý Mãn Lâu cũng đã là có chút chân mày lần thứ hai nhíu lại,
sắc mặt hơi có chút khó coi. Hiển nhiên, hắn vẫn cho rằng Trần Phi có chút quá xung động. Ở Trác Linh trụ mặt trên lưu danh, nhưng là phải muốn tại nơi Trác Linh trụ mặt trên lưu danh, lại là như vậy dễ dàng sự tình. Có thể việc đã đến nước này, giống hệt đã không có cái gì đường rút lui. Đổ, đương nhiên có thể, bất quá ta còn có một cái điều kiện. Như vậy sau một khắc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa mở miệng nữa, miệng kia sừng buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt, nói. Điều kiện gì, Lang Dã còn có Tôn Thiên Chính trên mặt đều là vẻ mặt trào phúng. Điều kiện có thể làm sao, dù thế nào bọn họ khẳng định thắng chắc. Rất đơn giản, các ngươi nếu bị thua, ta làm sao biết các ngươi có thể hay không sảng khoái thực hiện đổ ước. Nếu gương mặt dày cùng cái mông vậy, trở mặt, vậy phải làm thế nào? Sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Nghe vậy Tử Viêm Cung Lang Dã sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng sau lại, rồi lại thấy hắn vẻ mặt ngạo nghễ cười lạnh, nói rằng lấy chúng ta Tử Viêm Cung danh dự, làm thế nào có thể làm ra cái loại này có tổn hại bộ mặt chuyện tình. Điều đó không có khả năng. Ngươi nói không có khả năng lại không thể có thể. Ta có thể không cảm thấy các ngươi Tử Viêm Cung Trương có thể lộ phong phá miệng, có thể có bao nhiêu có thể tin độ. Trần Phi lại vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Lang Dã vừa lại sắc mặt một chút dữ tợn, hai mắt phun lửa, răng nanh lộ. Sau đó chỉ thấy Tôn Thiên Chính lớn tiếng nói vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng cong lại, cuối cùng là đem trong lòng của hắn muốn nói đều nói ra, thản nhiên nói quang trên miệng nói, vậy khẳng định là không có bất kỳ độ có thể tin. Như vậy đi. Hai chúng ta đều dùng đại đạo thệ ngôn đến phát thệ, đổ ta có thể không tại đây Trác Linh trụ mặt trên lưu danh, mà nếu bị thua người, quỳ xuống đến dập đầu gọi ra ra, bằng không liền linh căn bất ổn, thiên ma đột kích. Thế nào, người dám không? Đại đạo thệ ngôn, mọi người tại đây tuyệt đại đa số đều là vẻ mặt mờ mịt, nhìn lẫn nhau, cũng không biết cái này cái gọi đại đạo thệ ngôn, đến tột cùng là lai lịch gì, cái gì biểu diễn? Cái gì, đại đạo thệ ngôn? Bất quá này cái năm đại tiên cửa cường giả nghe vậy, cũng không hẹn mà cùng trên mặt thần sắc thoáng cái tựu kịch biến lên. Sau đó ánh mắt kia cũng biến thành có chút kinh dị, cùng ngưng túc. Bọn họ đến từ tu chân giới, đương nhiên biết rõ cái này cái gọi là đại đạo thệ ngôn, đến tột cùng là vật gì. Lớn, đại nhân, đường lớn này thệ ngôn là cái gì? Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lang Dã, Lý Mãn Lâu, chờ, năm đại tiên cửa cường giả sắc mặt nhất tề biến đổi, Tôn Thiên Chính trong lòng nhất thời vô ý thức lột bộp lên, có loại dự cảm bất thường nổi lên, sắc mặt tái nhợt nói. Thế nào, không phải mới vừa còn gọi rầm rĩ lợi hại như vậy sao, hiện tại tự lộ ra nguyên hình, không dám. Cắt, thật là không có ý tứ. Lần này rốt cục đến phiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẻ mặt trào phúng, khinh miệt còn có chẳng đáng vậy mở miệng nói rằng. Ai nói ta không dám? Đánh cuộc thì đổ, lẽ nào ta Tôn Thiên Chính, hại sợ ngươi sao? Đến a, chỉ là cái này Tôn Thiên Chính nghe vậy lại trực tiếp là vẻ mặt kích động nhảy dựng lên, cao ngẩng đầu lớn tiếng nói. Một điểm đều chịu không nổi kích thích. Mà ở nghe vậy thấy thế đến cảnh tượng như vậy, nguyên bản cũng đã là sắc mặt có chút hắng giọng Lang Dã, bất ngờ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, âm trầm như nước tới cực điểm. Hắn không gì sánh được rõ ràng đường lớn này thệ ngôn ước thúc lực là có kinh khủng bực nào. Cùng dọa người, thậm chí tầm thường bọn họ đều là đối với cái thệ ngôn kiêng kỵ mạc thâm, đề cập đều không muốn, nhưng bây giờ. Dám là được, tốt lắm, ta đây hiện tại trước hết giáo ngươi làm sao phát dưới đường lớn này thệ ngôn đi. Bất quá lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đã vừa mở miệng nữa nói rằng. Vân chờ đã, có thể Tôn Thiên Chính đều còn chưa lên tiếng, Lang Dã cũng đã cướp trước một bước, quát lạnh một tiếng nói. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không có gì bất ngờ xảy ra chân mày hơi dơ dơ lên, nhãn thần mắt lé hướng vẻ mặt âm trầm Lang Dã, cười lạnh nói thế nào, vị đại nhân này, người vấn đề gì sao? Vân vân chờ đã, nhưng ta đoán một chút, chẳng lẽ nói các ngươi Tử Viêm Cung bây giờ muốn đổi ý, không dám sao? Đại nhân, Tôn Thiên Chính cũng là vẻ mặt lo lắng cùng ngoài ý muốn nhìn Lang Dã, không rõ đối phương vì sao hiện tại muốn ngăn cản bọn họ. Hắn thế nhưng thật vất vả mới kích thích họ Trần cùng hắn đúng, chờ đối phương cho hắn quỳ xuống dập đầu gọi ra ra ni. Hiện tại có thể nào trên đường bỏ vợ nửa chừng? Không chỉ là hắn, hầu như ở đây tuyệt đại đa số người lúc này nhìn phía ánh mắt của hắn, đều là tràn đầy không giải thích được,
Bọn họ Tử Viêm Cung không phải mới vừa ước gì Trần Phi cùng bọn họ đúng đối với đánh cuộc không? Nhưng là bây giờ, vì sao, vừa do dự ni? Chỉ có đều là năm đại tiên cửa cường giả, đều là từ tu chân giới tới Lý Mãn Lâu, Minh Nguyệt Đạo Nhân, Từ Thiên Ưng đám người, Minh Bạch Lang Giã trong lòng bây giờ mặt trần chờ, do dự là cái gì? Dù sao đây chính là đại đạo thệ ngôn, một bước đi nhầm, sẽ thực sự triệt để xong. Hừ, vật nhỏ, người đã thật như vậy muốn bản thân đem mình ép lên tuyệt lộ, tốt lắm. Ta đây Tử Viêm Cung sẽ thanh toàn ngươi. Thiên Chính, đến, ta dạy cho ngươi làm sao phát dưới đại đạo thệ ngôn. Chỉ là sau đó chỉ thấy Lang Giã hung hăng một cắn nha, vẻ mặt dữ tợn nhìn phía Trần Phi điềm nhiên nói. Hiển nhiên. Đến bây giờ hắn hay là không tin Trần Phi có thể chính mình làm khí linh căn cấp bậc thiên phú, có thể ở Trác Linh trụ mặt trên lưu danh. Cái loại này mặc dù là tại tu chân giới đều được công nhận tuyệt đỉnh thiên phú, lại là cùng rau cải trắng vậy, có thể tùy tùy tiện tiện xuất hiện. Dù thế nào chỉ cần không phải làm khí linh căn cấp bậc tuyệt đỉnh thiên phú, Trần Phi liền không có khả năng tại đây Trác Linh trụ mặt trên lưu danh, đến lúc đó, bọn họ không phải thắng chắc. Phát ra dưới đại đạo thệ ngôn cũng sẽ trở thành một câu lời nói suông, không hề tác dụng. Đến mức truyền thuyết kia trong, thiên phú đẳng cấp càng ở Lam khí linh căn trên, chưa từng tuyệt luân, cái thế kinh người tử khí linh căn, hắn Lang Giã căn bản đều không cân nhắc qua. Bởi vì hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Thế nhưng, vậy thật, không thể nào sao? Trước trụ Trác Linh, gần như tất cả mọi người đều ngừng thở. Nhìn vậy một mặt dữ tợn cùng phúng như vậy lộ ra Lang Giã cùng với cháu Thiên Đang hai người, còn có vậy cách đó không xa trụ Trác Linh phía dưới. Cổ họng quản cũng không tự chủ giật giật, ánh mắt ngưng túc, ánh mắt, thần sắc câu cũng khẩn trương. Bởi vì lúc này giờ phút này, vậy cháu Thiên Đang đã ở Lang Giã dưới sự dạy dỗ hiển thị liền đại đạo lời thề, mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, cũng là như vậy. Hơn nữa lúc này, hắn cũng đã mặt không cảm giác, bước chân nhẹ chậm hướng vậy cũ nát loang lổ. Cao ngất trụ Trác Linh đi. Muốn đo lường một chút, chính hắn đến tột cùng là có cái gì cấp bậc thiên phú tu luyện. Đây là một bức tương đương có thể làm cho người khẩn trương hình ảnh, bởi vì là một khi nếu là Trần Phi thật có thể ở đó trụ Trác Linh lên lưu tên, cái này ý vị như thế nào? Tại chỗ trong lòng mọi người đều là cực kỳ rõ ràng. Ý nghĩa, lại là một cái cho dù là tại tu chân giới cũng công nhận tuyệt đỉnh thiên phú người có, sắp ở bọn họ trước mặt một lần nữa ra đời. Ý nghĩa nếu là Trần Phi thật có thể ở đó trụ Trác Linh phía trên lưu danh, vậy cháu Thiên Đang, thì nhất định phải quỳ xuống dập đầu kêu ra ra, nếu không nếu là muốn đổi ý, ăn vạ nói, liền tất sẽ phải chịu đại đạo lời thề chế tài. Vạn kiếp bất phục, chẳng qua là, kết cục như vậy, như, nếu là thật sẽ xuất hiện nói, vậy đây đối với mới vừa cá mặn trở mình, được thời đắc ý, tự mình cực độ bành trướng cháu Thiên Đang mà nói, là bực nào sỉ nhục, bực nào mất thể diện. Thậm chí sợ rằng hơi năng lực chịu đựng yếu chút cũng sẽ trực tiếp nổi điên hết đi. Dẫu sao đây chính là quỳ xuống dập đầu kêu ra ra à. Coi như là lại bình tĩnh, trầm ổn đi nữa, lại tâm trí kiên định, có thể nhịn người, vậy chỉ sợ là không thể nào có thể chịu đựng ở nhục nhã như vậy đi. Ngược lại, Trần Phi cũng giống như vậy, nếu như hắn thua, không thể ở đó trụ Trác Linh phía trên lưu lại tên chữ, vậy hắn liền cũng biết rơi vào giống nhau tuyệt vọng cùng sỉ nhục cảnh. Hoặc là, nắm lỗ mũi chịu đựng, thừa nhận to lớn sỉ nhục quỳ xuống dập đầu kêu ra ra, hoặc là, lựa chọn ngoan cố chống cự, sau đó bị vậy đại đạo lời thề lực lượng chế cắt, vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt thần sắc, còn có ánh mắt, cũng vào lúc này đổi được so với trước đó còn muốn ngưng túc, khẩn trương gấp mấy lần. Cơ hồ đều không có ai liền vào lúc này nói chuyện. Hơn nữa thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều bị đè rất thấp hèn rất thấp hèn. Bốn phương tám hướng tất cả mọi người ánh mắt cũng vào lúc này vững vàng phong tỏa ở đó chính giữa nhất địa phương. Vậy trụ Trác Linh dưới. Hừ, dáng vẻ làm ra vẻ được khá hơn nữa, thì có thể làm gì? Ta còn thật không tin ngươi loại hóa xác này có thể có cùng ta vậy xanh khí linh căn, ở đó trụ Trác Linh lên lưu danh. Không tự lượng sức, mà đang cảm thụ đến cái này nồng đậm khẩn trương không khí, vậy cháu Thiên Đang trong lòng cốc 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 như đánh trống vậy. Chán hiện ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng nhợt, phảng phất giống như là khẩn trương đến hô hấp cũng đổi được hết sức khó khăn. Có thể hắn trên mặt lúc này lại vẫn là mạnh chống đỡ ra sắc lệ nội cha vẻ, cao hất cằm, bất tiết nhất cố hử lạnh nói. Đứng hắn bên cạnh Lang Giã giống như vậy,
Một đôi xanh biếc dữ tợn con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng, trong ánh mắt kia hiện ra rét lạnh ánh sáng. Mà cũng chính là vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã đưa bàn tay sát đến vậy trụ Trác Linh phía trên. Ông! Nhất thời cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được một cổ mãnh liệt rung động ông minh tri âm, từ vậy cao ngất trụ Trác Linh chóp đỉnh chói tai xông ra, sau đó, lau một cái nhàn nhạt màu đỏ hào quang bắt đầu từ vậy trụ Trác Linh to lớn mặt tường tản ra. Trần trụi, sắc ánh sáng. Cái này. Vậy nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng mới vừa xuất hiện, chính là không ra ngoài dữ liệu ở đầu người kia nhốn nháo chung quanh tung mang theo một hồi vô cùng kinh dị xôn xao. Thậm chí không ít người sắc mặt đều ngẩn ra. Trần trụi, màu đỏ ánh sáng, đó không phải là cấp bậc thấp nhất trần trụi khí linh căn. Cái này. Tại sao sẽ là như vậy à? Không thể nào đâu. Vậy Lý Mãn Lâu đám người trên mặt thần sắc đột nhiên hơi chậm lại, chợt liền chân mày thật sâu nhíu đi vào, thần sắc phức tạp, mà vậy lang dã ở thấy một màn này chính là trên mặt bỗng nhiên cười gằn, tràn đầy châm chọc cùng giễu cợt. Trần trụi khí linh căn, vậy là dạng gì rác dưới à? Ha ha, ha ha ha.